Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 1241, cứ việc dần vặt. Tại Ninh Bá Thiên, một nhóm người toàn bộ rơi vào trong khiếp sợ thời điểm. Hàn băng thánh địa bầu trời đột nhiên tối lại, tại trên bầu trời không ngừng truyền đến ầm ầm. Ầm ầm, vang trầm, ngồi xếp bằng tại trong tuyết Diệp Thần Phong, trên người hắn đột nhiên kiếm ý tăng mạnh, một cái màu trắng to lớn kiếm ảnh, bỗng nhiên từ Diệp Thần Phong trong cơ thể phóng lên trời. Tại mờ tối giữa bầu trời để lại tam đạo kiếm ngân, này tam đạo kiếm ngân phảng phất là phải đem bầu trời đều chém nát bình thường. Diệp Thần Phong chậm rãi mở mắt ra, từ trong con ngươi của hắn tránh qua một vệt màu trắng hàn quang, hắn từ trong đống tuyết đứng lên, trên mặt là mặt không hề cảm xúc, tuy rằng thực lực chả là ở vào thông linh cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ, nhưng cả người hắn thật khí thế có vẻ cực kỳ sắc bén, phảng phất là một cái tản ra uy nghiêm đáng sợ hàn khí tuyệt thế bảo kiếm. Ninh Bá Thiên một nhóm người bọn hắn vẫn không có từ cửu U băng sư trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, bọn hắn lại lập tức nhìn thấy trên bầu trời tam đạo kiếm ngân, cùng với Diệp Thần Phong trên người uy nghiêm đáng sợ hàn băng kiếm ý, này làm cho Ninh Bá Thiên trong miệng không tự chủ nói ra, hắn hàn băng kiếm ý tạo thành. Này hàn băng thánh địa rõ ràng là ta hàn băng tông địa phương, chỉ là một người ngoài có tài cán gì có thể lĩnh ngộ chúng ta hàn băng tông hàn băng kiếm ý. Cùng hắn nói Ninh Bá Thiên là nổi giận. Chẳng bằng nói hắn là ước ao ghen tị, trừ năm đó thành lập Hàn Băng Tông lão tổ ở ngoài, tại đây đã lâu trong năm tháng, Hàn Băng Tông không có bất cứ người nào lĩnh ngộ Hàn Băng kiếm ý, đã từng Ninh Bá Thiên vì lĩnh ngộ Hàn Băng kiếm ý, hắn nhưng là phí đi rất lớn một phen công phu, nhưng quay đầu lại hắn vẫn là không cách nào lĩnh ngộ, nhưng Diệp Thần Phong lại chỉ có bị giam giữ tại Hàn Băng trong thánh địa 6 ngày, hắn cũng đã triệt để lĩnh ngộ Hàn Băng kiếm ý. Này làm cho một tông chi chủ Ninh Bá Thiên, hắn căn bản vô pháp duy trì một viên tâm bình tĩnh rồi. Đứng ở trong tuyết Diệp Thần Phong, hắn cảm thụ trong cơ thể mênh mông kiếm ý, hắn biết mình nhất định muốn thanh cỗ kiếm ý này phát tiết ra ngoài, bằng không kiếm ý này có thể sẽ thương tổn được chính hắn. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn thân thể nằm ở cách đó không xa Hà Bình, nói ra, Hà Bình, đem sau lưng ngươi kiếm cho ta mượn sử dụng. Hà Bình vẫn là trầm tĩnh tại dại ra bên trong, bất quá. Hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, hắn lập tức đem sau lưng kiếm hướng về Diệp Thần Phong ném tới. Diệp Thần Phong tại nhận lấy Hà Bình trường kiếm màu xanh sau đó bạch. Một tiếng, Diệp Thần Phong trực tiếp đem kiếm rút kiếm ra sao. Hà Bình cái này trường kiếm màu xanh, chỉ là phổ thông tinh cương kiếm mà thôi, Diệp Thần Phong phải tay cầm chuôi kiếm, thân kiếm hướng xuống đất bên trên, Diệp Thần Phong trong cơ thể hai cái linh khí dòng sông chậm rãi chảy xuôi. Diệp Thần Phong trong cơ thể hàn băng kiếm ý bắt đầu tràn ngập tiến vào, cái này cực kỳ phổ thông tinh cương kiếm bên trong. Tinh cương kiếm thân kiếm không ngừng run rẩy chuyển động, thân kiếm toát ra từng sợi màu trắng hàn khí, chỉnh thanh tinh cương kiếm được một tầng băng xương bao trùm lại rồi. Diệp Thần Phong tay phải trong giây lát hơi động, chiêu kiếm này trong nháy mắt hướng về hàn băng tông ngoại môn trưởng lão Vương Hàn Mai vung tới rồi. Tại Diệp Thần Phong vung kiếm thời điểm, Ninh Bá Thiên bọn người mới tỉnh táo lại. Nhưng bọn họ đã tới không kịp ngăn trở, bất quá, Diệp Thần Phong chỉ có thông linh cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ, mà Vương Hàn Mai có thần niệm cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực. Dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù Diệp Thần Phong lĩnh ngộ hàn băng kiếm ý, Diệp Thần Phong cũng có thể không đả thương được Vương Hàn Mai. Cho nên bọn hắn lại lần thứ hai khôi phục một ít chấn định. Nhưng mà, Diệp Thần Phong chiêu kiếm này hoàn toàn vượt ra khỏi Ninh Bá Thiên đám người dự liệu, chỉ thấy một đạo dài 3 mét lạnh lẽo kiếm khí. Hắn tốc độ nhanh như chớp giật, phàm là kiếm khí đến mức, trên mặt đất bạch tuyết 4P, che kín vết rạn nứt. Cách đó không xa Vương Hàn Mai, người kỳ thực trong lòng cũng không e ngại Diệp Thần Phong, người e ngại chính là tương lai trưởng thành về sau Diệp Thần Phong, dù sao Diệp Thần Phong lại làm sao yêu nghiệt, bây giờ cũng mới thông linh cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ thực lực, mà người Vương Hàn Mai là thứ thiệt thần niệm cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ cao thủ. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thần Phong cùng nàng trong lúc đó có đạo không cách nào vượt qua khe rãnh. Vương Hàn Mai trong gân mạch linh khí dòng sông nhanh chóng vận chuyển, hai tay hướng phía trước duỗi một cái, ở trong không khí tạo thành nhất cổ linh khí lá chắn, người nỗ lực muốn đem Diệp Thần Phong chiêu kiếm này khí cho chống đỡ đỡ được. Bạch, một tiếng, chỉ thấy Diệp Thần Phong kiếm khí nhẹ nhõm phá tan rồi linh khí lá chắn, Vương Hàn Mai thấy thế, người không khỏi thay đổi sắc mặt. Đem trong cơ thể linh khí nhất thời toàn bộ tập trung trên bàn tay, nhưng vẫn là cảm giác được trên bàn tay đau đớn một hồi. Tiếp lấy, máu tươi từ trên bàn tay của nàng phun ra tung tóe,
Diệp Thần Phong kiếm khí tại Vương Hàn Mai trên bàn tay để lại một đạo sâu thấy được tận xương vết thương, hơn nữa trên vết thương không ngừng có lạnh lẽo kiếm khí tại xông vào Vương Hàn Mai trong cơ thể. Đứng ở Vương Hàn Mai bên cạnh Ninh Tuyết Nhi hoàn toàn ngây dại, mà Ninh Bá Thiên bọn người thân thể cũng là một cái đột nhiên run rẩy. Kiếm ý mặc dù là phi thường hiếm thấy tồn tại, nhưng cũng không phải có xấu như vậy bê đó a. Phải biết Diệp Thần Phong mới chỉ là thông linh cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ, mà Vương Hàn Mai là thần niệm cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ cao thủ, mà Diệp Thần Phong lại trực tiếp chính diện thương tổn tới Vương Hàn Mai. Tuy nhiên tại Ninh Bá Thiên đám người xem ra, Diệp Thần Phong vẫn cứ không phải Vương Hàn Mai đối thủ, Vương Hàn Mai chỉ là chịu thiệt ở đánh giá thấp Diệp Thần Phong hàn băng kiếm ý thượng, thế nhưng Ninh Bá Thiên đám người dám khẳng định, năm đó coi như là lão tổ vừa vặn lĩnh ngộ hàn băng kiếm ý thời điểm, lão tổ hàn băng kiếm ý tuyệt đối không có Diệp Thần Phong hàn băng kiếm ý cường hãn. Két, 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 két. Tại đem trong cơ thể cuộn trào kiếm ý thả ra ngoài sau đó chỉ nghe từ tinh cương kiếm trên thân kiếm, truyền ra tỉ mỉ vang lên giòn giã thanh âm, sát theo đó, được Diệp Thần Phong nắm trong tay chỉnh thanh tinh cương kiếm trong nháy mắt gãy vỡ thành vô số mảnh vỡ. Xem ra này tinh cương kiếm thân kiếm cũng không thể chịu đựng hàn băng kiếm ý. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn trên tay chảy tiên huyết Vương Hàn Mai, vừa liếc nhìn giống như chó chết nằm dưới đất tam trưởng lão Triệu Vân Long, mà chính lúc thời điểm này, cửu U băng sư Tiểu Bạch, nó trực tiếp dùng chân trưởng đem Diệp Thần Phong nắm đã đến sau lưng của mình bên trên, đối Diệp Thần Phong lộ ra cực kỳ thân cận vẻ mặt. Ninh Bá Thiên đám người vừa vặn muốn trực tiếp bóp chết Diệp Thần Phong. Nhưng tình cảnh này đã rơi vào trong mắt của bọn họ sau đó thân thể của bọn họ lại một lần nữa cuồng rung động, đặc biệt là Ninh Bá Thiên, từ vừa vặn cửu U băng sư đột nhiên tham chiến, cho tới bây giờ cửu U băng sư đối Diệp Thần Phong biểu hiện thân cận, này đều không ngoại lệ nói rõ rồi, Diệp Thần Phong đem tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cửu U băng sư cho đã thu phục được, điều này sao có thể? Đây tuyệt đối không thể a hát. Thân là luân hồi cảnh tam trọng thiên sơ kỳ cường giả Ninh Bá Thiên. Hắn thật sự không thể nào tiếp thu được hiện thực này, hắn hao tốn to lớn tinh lực cùng thời gian đều không có lĩnh ngộ hàn băng kiếm ý được Diệp Thần Phong cho lĩnh ngộ. Mà năm đó hắn nghĩ tất cả biện pháp đều không có thu phục cửu U băng sư, dĩ nhiên cũng bị Diệp Thần Phong cho đã thu phục được. Lẽ nào hắn cái này luân hồi cảnh cường giả còn so ra kém một cái thông linh cảnh người sao? Này làm cho trong lòng của hắn có loại tức đến muốn phun máu ra kích động. Mà Ninh Tuyết Nhi đang nhìn đến Diệp Thần Phong ngồi ở cửu U băng sư sau lưng thượng sau, thân thể của nàng cũng là một trận run rẩy, miệng nàng bên trong thật chặt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nguyên bản người căn bản không có để ở trong mắt một tiểu nhân vật, nguyên bản người cơ hồ đã sắp lãng quên một tiểu nhân vật, thời khắc này lại ở trước mặt của nàng tỏa hào quang rực rỡ. Liền ngay cả cha nàng cũng không cách nào lĩnh ngộ hàn băng kiếm ý, liền ngay cả cha nàng cũng không cách nào thu phục cửu U băng sư. Lại bị trong mắt nàng một tiểu nhân vật đều làm được. Ninh Tuyết Nhi cũng không thể nào tiếp thu được hiện thực này, dưới cái nhìn của nàng Diệp Thần Phong không phải là cùng người một thế giới, dưới cái nhìn của nàng người muốn so Diệp Thần Phong ưu việt. Nói cách khác, nguyên bản tại Ninh Tuyết Nhi trong mắt, Diệp Thần Phong chỉ là một cái hai lúa mà thôi, nhưng bây giờ cái này Hương Ba lão lại làm cho người có loại phức cảm tự ti, này làm cho Ninh Tuyết Nhi nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt trở nên càng thêm không sảng khoái cùng lạnh như băng. Ngồi ở cửu U băng sư trên lưng Diệp Thần Phong, tuy rằng bề ngoài hắn tạm thời thủ thắng, nhưng hắn biết cho dù thêm vào cửu U băng sư, hắn cũng không phải là Ninh Bá Thiên các loại đối thủ của người. Chính lúc hắn trầm tư thời khắc, trong đầu hắn vang lên bóng đen người Giang Vận Thiên thanh âm, tiểu tử, ngươi không cần quá mức lo lắng, ngươi bên trong đan điền hàng ngàn con băng cắn trùng toàn bộ đã nhận được tiến hóa, những này băng cắn trùng đủ để khiến những người này tạm thời ăn quả đắng rồi. Cũng đủ để cho an toàn của ngươi rời khỏi, cho nên ngươi liền cho ta cứ việc dằn vặt đi. Diệp Thần Phong khi nghe đến bóng đen nhân sau, hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, hắn đem ánh mắt nhìn về phía lão thái bà kia Vương Hàn Mai, này hàng ngàn con băng cắn trùng vẫn là lão thái bà bỏ vào trong thân thể của hắn, bây giờ Diệp Thần Phong làm sao có thể không theo lão thái bà này trên người thu hồi một ít lợi tức đây. Chương 1242, cho ngươi tự cho là đúng tan vỡ. Căn cứ bóng đen người Giang Vận Thiên từng nói, tại đây 6 ngày bên trong, Diệp Thần Phong không ngừng hấp thu hàn băng trong thánh địa băng thuộc tính linh khí, bất quá, trong đó phần lớn đều là được vạn năm băng tuyết liên hoa hấp thu lấy rơi mất, này hàng ngàn con băng cắn trùng nghỉ lại tại vạn năm băng tuyết liên hoa bên trên, chúng nó tự nhiên cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Này hàng ngàn con băng cắn trùng dựa vào vạn năm băng tuyết liên hoa cực hạn lạnh lẽo,
chúng nó là hoàn toàn đã nhận được thuế biến, ở mọi phương diện năng lực so với trước kia tăng lên gấp mấy chục lần, bởi vạn năm băng tuyết liên hoa đã sớm cùng Diệp Thần Phong dung hợp, mà những này băng cắn trùng lại đang không ngừng hấp thu vạn năm băng tuyết liên hoa bên trong cực hạn lạnh lẽo, cho nên, lâu dần, những này băng cắn trùng cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó cũng lấy được một tia liên hệ, Diệp Thần Phong có thể dựa vào ý thức đến chỉ huy những này băng cắn trùng. Khiến những này băng cắn trùng từ bên trong đan điền bay ra ngoài đi công kích người khác. Diệp Thần Phong cũng không vội vã để này hàng ngàn con băng cắn trùng bay ra ngoài, tại Thanh Dương Tông trên quảng trường thời điểm, Diệp Thần Phong nhưng là ăn Ninh Tuyết Ni cùng Vương Hàn Mai thiệt lớn, dù sao có băng cắn trùng lá bài tẩy này nơi tay rồi, Diệp Thần Phong ngược lại là muốn hảo hảo tính toán một chút món nợ này rồi. Diệp Thần Phong tại Tiểu Bạch lỗ tai bên thấp giọng nói rồi vài câu, lấy Tiểu Bạch cùng Diệp Thần Phong ở giữa hiểu ngầm, Tiểu Bạch hoàn toàn có thể nghe hiểu Diệp Thần Phong theo như lời nói rồi. Mà cách đó không xa bàn tay máu me đầm đìa Vương Hàn Mai, người trong tròng mắt mang theo điểm một chút thần sắc sợ hãi, nhưng trong lòng nàng một mực đang an ủi chính mình, cho dù Diệp Thần Phong có cửu U băng sư giúp đỡ, hôm nay hắn cũng tuyệt đối trốn không thoát Ninh Bá Thiên các loại bàn tay người. Ninh Bá Thiên đám người lần thứ hai từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, Ninh Bá Thiên con ngươi trừng lên ngồi ở cửu U băng sư trên lưng Diệp Thần Phong. Hắn miệng quát cửu U băng sư. Người này không biết điều đồ vật, năm đó ta muốn thu phục ngươi. Ngươi lại thà chết không theo, hôm nay ngươi lại khuất phục tại một cái thông linh cảnh tiểu tử trong tay. Một bên Ninh Tuyết Ni tâm linh tại rung động một lát sau, trên mặt của nàng lần thứ hai khôi phục vẻ kiêu ngạo, tay nàng chỉ Diệp Thần Phong, khẽ kêu nói, ngươi lập tức cho ta từ cửu U băng sư bên trên xuống tới, nếu như ngươi bây giờ nguyện ý cúi đầu trước chúng ta nhận sai. Như vậy bổn tiểu thư có thể để cho ngươi làm tùy tùng của ta, bất quá. Nhất định phải đem ngươi một thân thực lực trước tiên phế bỏ. Diệp Thần Phong mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Bạch sau lưng, Tiểu Bạch đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, từ trong miệng của nó bay ra từng cây băng thứ. Những này băng thứ hướng về Ninh Bá Thiên đám người bay đi, Ninh Bá Thiên mí mắt nhảy lên, trên trán bạo khởi tráng kiện gân xanh. Miệng quát, người này đồ điếc không sợ súng. Hôm nay ngươi và tiểu tử này chết chung đi. Ầm, 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 ầm. Ninh Bá Thiên cùng hai gã khác hạch tâm trưởng lão, bàn tay của bọn họ nhanh chóng hướng về băng thứ bay tới phương hướng đánh ra, này vô số băng thứ trong nháy mắt tại không khí bạo liệt thành bột phấn. Mà đang ở Ninh Bá Thiên đám người ứng phó vô số băng thứ thời điểm, chỉ thấy cửu U băng sư miệng đột nhiên hướng về Vương Hàn Mai cùng Ninh Tuyết Ni hút một cái, nhất thời nhất cổ cực hạn sức hút tại cửu U băng sư miệng bên trong sinh ra. Vương Hàn Mai cùng Ninh Tuyết Ni thân thể không bị khống chế hướng về cửu U băng sư bay đi. Một bên Ninh Bá Thiên thấy thế, hắn biết chính mình bị lừa rồi, vừa vặn cửu U băng sư châm công kích đối với bọn họ, vì chính là phân tán lực chú ý của bọn họ, sau đó tốt đối Ninh Tuyết Ni cùng Vương Hàn Mai ra tay. Này làm cho Ninh Bá Thiên phẫn nộ là trực tiếp nhảy lên tới cực điểm, bên trong thân thể chợt bộc phát ra luân hồi cảnh tam trọng thiên cao thủ thực lực chân chính. Nhưng cho dù như thế, Ninh Bá Thiên động tác vẫn là chậm một nhịp, chỉ thấy Ninh Tuyết Ni thân thể trực tiếp được sức hút kéo tới bay lên cửu U băng sư sau lưng, mà Vương Hàn Mai nhưng là bay đến cửu U băng sư phía dưới, thân thể nặng nề té lăn quay trong tuyết. Ngồi ở cửu U băng sư trên lưng Diệp Thần Phong, hắn nhanh chóng tiếp được Ninh Tuyết Ni thân thể đồng thời, hắn thuận tiện đem Ninh Tuyết Ni trên người huyệt đạo cho phong bế, để Ninh Tuyết Ni không cách nào nhúc nhích mảy may, tuy nói Ninh Tuyết Ni có hợp biển cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực. Thế nhưng người sớm đã bị cửu U băng sư cái này đột nhiên sức hút dọa sợ, đã sớm quên mất phản kháng. Diệp Thần Phong đem Ninh Tuyết Ni ôm vào trong ngực, hắn đối này Ninh Tuyết Ni nhưng không có bất kỳ một tia hảo cảm, hướng về phía cách đó không xa trên người khí thế ngập trời Ninh Bá Thiên, hí hành hạ nói, thế nào? Các ngươi chả đều muốn động thủ. Ninh Bá Thiên nhìn thấy Diệp Thần Phong bắt nữ nhi của hắn, này làm cho hắn có loại nộ khí công tâm cảm giác, hôm nay tại đây hàn băng trong thánh địa. Bọn hắn những này hàn băng tông hàng đầu tồn tại, dĩ nhiên buồn cười tại một tên thông linh cảnh tiểu tử trong tay khắp nơi ăn quả đắng. Ninh Bá Thiên quát lên, tiểu tử, lập tức thả con gái của ta, hàn băng tông phẫn nộ ngươi nhưng không chịu đựng nổi. Được Diệp Thần Phong niêm phong lại huyệt đạo Ninh Tuyết Ni, người lúc trước nhưng không có cùng nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua, cho nên tại lần trước Diệp Thần Phong ngăn chặn thân thể nàng thời điểm, này Ninh Tuyết Ni mới sẽ một trưởng trực tiếp đem Diệp Thần Phong đánh bay. Ninh Tuyết Ni trong lòng vốn là đối Diệp Thần Phong phản cảm cực kỳ, cho tới Diệp Thần Phong biểu hiện ra cực hạn thiên phú,
người mới có thể nói muốn phế Diệp Thần Phong, sau đó để Diệp Thần Phong làm tùy tòng của nàng. Như vậy người là có thể càng thêm khoan khoái dằn vặt Diệp Thần Phong rồi. Kỳ thực, tất cả những thứ này tất cả vẫn là Ninh Tuyết Nhi cảm giác ưu việt tại quấy phá, trong lòng nàng vẫn cho rằng Diệp Thần Phong không phải là cùng người cùng một thế giới, mà Diệp Thần Phong đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, này làm cho Ninh Tuyết Nhi trong lòng là cực độ không sảng khoái. Ninh Tuyết Nhi không ngừng cảm giác được Diệp Thần Phong trên người nam tử khí tức chui vào trong lỗ mũi của nàng, gò má của nàng vi vi ửng hồng, thân thể không cách nào nhúc nhích, thế nhưng trong miệng lại quát lên, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi lập tức thả ta ra, bằng không bổn tiểu thư cho ngươi sống không bằng chết. Diệp Thần Phong ẩn vào để ý tới trong lòng kêu gào Ninh Tuyết Nhi, hắn ánh mắt nhìn về phía Cửu U Băng Sư dưới đáy Vương Hàn Mai, giờ khắc này, Vương Hàn Mai sớm đã bị Cửu U Băng Sư thật khí thế cho chấn nhiếp rồi. Thân thể nằm trên đất một cử động cũng không dám, Diệp Thần Phong cười lạnh nói, lão thái bà, trước ngươi không phải nói ta tiến vào Hàn Băng Thánh Địa sau, ta liền cũng không còn tìm ngươi cơ hội báo thù sao? Ngươi nói ta hôm nay có thể báo thù sao? Thần niệm cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ Vương Hàn Mai, người trong con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ, trong miệng nói ra tiểu tử, ngươi không phải là ỷ vào Cửu U Băng Sư thực lực sao? Ngươi dám cùng ta đơn độc đối chiến sao? Ngươi bất quá chỉ là cái rác rưởi mà thôi. Này Vương Hàn Mai tại lúc khẩn cấp quan trọng dĩ nhiên sử dụng phép khích tướng. Nhưng đổi lấy lại là Diệp Thần Phong trong miệng nhàn nhạt ngớ ngẩn hai chữ. Diệp Thần Phong tiếp tục nói, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Tiểu Bạch, làm cho nàng mãi mãi cũng câm miệng đi. Nghe được Diệp Thần Phong câu nói này, cách đó không xa Ninh Bá Thiên biến sắc mặt, miệng quát tiểu tử, ngươi dám. Con gái của mình còn tại Diệp Thần Phong trên tay. Ninh Bá Thiên cũng không dám manh động. Mà Cửu U Băng Sư Tiểu Bạch dưới đáy Vương Hàn Mai, người đang nhìn đến Cửu U Băng Sư đột nhiên nâng lên một cái chân sau, trên mặt của nàng che kín vẻ tuyệt vọng, thân thể của nàng hoàn toàn bị Cửu U Băng Sư thật khí thế cho khóa chặt lại rồi, này làm cho người ngay cả chạy trốn đi khí lực cũng không có, chỉ có thể mắt ròng rã nhìn xem Cửu U Băng Sư chân trưởng cách nàng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thẳng đến xì xì, một tiếng, Vương Hàn Mai trực tiếp được giẫm tại Cửu U Băng Sư to lớn dưới lòng bàn chân, đợi đến Cửu U Băng Sư chân trưởng rời đi thời điểm, thần niệm cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ Vương Hàn Mai, lão thái bà này đã là biến thành một bãi thịt nát rồi. Nhìn thấy Diệp Thần Phong không kiêng dè chút nào chỉ huy Cửu U Băng Sư giẫm chết Vương Hàn Mai, này làm cho Ninh Bá Thiên đám người sắc mặt là càng ngày càng khó coi, mà bị Diệp Thần Phong ôm Ninh Tuyết Nhi, người tại thấy cảnh này sau, sắc mặt của nàng cũng là hoàn toàn trắng bệch. Diệp Thần Phong khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười thỏa mãn, nhìn xem Ninh Tuyết Nhi nói ra, vừa vặn một màn kia tinh không đặc sắc. Ninh Tuyết Nhi hoảng sợ trừng lên Diệp Thần Phong, hoang mang mà hỏi, ngươi muốn làm gì? Diệp Thần Phong cười nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ngươi không phải là làm tự cho là đúng sao? Không phải từ trước đây đến bây giờ, chả không có cái khác nam nhân chạm qua ngươi sao? Ta nghĩ ngươi hẳn là Hàn Băng Tông đệ tử trong mắt băng thanh ngọc khiết tiểu công chúa chứ. Nói xong, Diệp Thần Phong trong miệng liền phát ra hai tiếng hí hành hạ tiếng cười. Hắn cũng biết hiện nay này Ninh Tuyết Nhi chả không giết được. Hắn muốn rời khỏi này Hàn Băng Thánh Địa. Hắn chả nhất định muốn mượn Ninh Bá Thiên sức mạnh. Nếu như đem Ninh Tuyết Nhi giết đi, cái kia nói không chừng Ninh Bá Thiên còn thật sự yếu tới một cái lưỡng bại câu thương rồi. Tại tất cả mọi người không rõ vì sao thời điểm. Diệp Thần Phong đột nhiên cúi đầu hôn lên Ninh Tuyết Nhi môi, này Ninh Tuyết Nhi nơi nào được nam nhân hôn môi qua. Đây chính là nụ hôn đầu của nàng bên trong nhất thời một mảnh trống không. Sau một phút, Diệp Thần Phong ngẩng đầu lên, nhìn xem trong lòng phục hồi tinh thần lại, trên mặt che kín tức giận Ninh Tuyết Nhi, hắn nói ra tiểu nữ, ngươi không phải là làm tự cho là đúng sao. Hiện tại ngươi ôm cũng bị ta ôm lấy, hôn cũng được ta hôn qua. Hơn nữa ta còn là ở trong mắt ngươi như vậy một tiểu nhân vật không quan trọng, nếu để cho ngươi trong tông môn các đệ tử đều biết giữa ngươi và ta sự tình, ngươi nói bọn hắn hội định thế nào ngươi cái này lúc trước trong tông môn tiểu công chúa. Nghe vậy, Ninh Tuyết Nhi vẻ mặt vi vi tối sầm lại nhạt, phải biết ngươi chỉ là một cái tự cho là đúng, kiều xanh quán dưỡng nhà đầu mà thôi, Diệp Thần Phong mỗi một câu nói đều đâm vào trong lòng của nàng, này làm cho nội tâm của nàng kiêu ngạo, nội tâm tự cho là đúng. Vào đúng lúc này toàn bộ hỏng mất. Đối với Ninh Tuyết Nhi người như thế, lấy phương thức này đến trừng phạt người, so trực tiếp giết chết người tới càng thêm có hiệu quả, bằng không Diệp Thần Phong cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi hôn môi nha đầu này,
hắn đối Ninh Tuyết Ni không chút nào cảm thấy hứng thú. Ninh Tuyết Ni giờ phút này tâm lý tựu như cùng, nguyên bản một cái cao cao tại thượng công chúa, lại bị một cái lôi thôi lếch thếch ăn mày cho đoạt lấy, mà Diệp Thần Phong rất rõ ràng chính là Ninh Tuyết Ni trong lòng cho rằng ăn mày, nếu như tâm lý giòn yếu một ít người, nói không chắc sẽ trực tiếp lựa chọn tự sát các loại rồi. Dù sao Diệp Thần Phong là đạt đến trả thù hiệu quả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1243, tiến hóa băng cắn trùng hiển uy. Không ai từng nghĩ tới Diệp Thần Phong lại đột nhiên làm ra động tác này đến. Thân là phụ thân của Ninh Tuyết Ni Ninh Bá Thiên, trong lòng hắn cũng sớm đã là lên cơn giận dữ rồi, hận không thể lập tức đem Diệp Thần Phong cho lột da chóc thịt rồi, nhưng Diệp Thần Phong cưỡng ép nữ nhi của hắn, này làm cho trong lòng hắn một cái tức giận không tìm được phát tiết địa phương. Trên mặt vẻ mặt là càng ngày càng trở nên âm trầm, trong miệng từng chữ nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm gì? Đứng ở Ninh Bá Thiên bên cạnh hai gã khác hạch tâm trưởng lão, một tên trong đó ăn mặc trường sa màu đen lão đầu, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong hành động này sau, trên mặt hắn phẫn nộ không chút nào so với Ninh Bá Thiên ít, lão đầu này tên là Tiền Bách Thông, hắn chính là Hàn Băng Tông nhị trưởng lão, một thân thực lực đã tới tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Phải biết Tiền này Bách Thông cháu trai một mực tại theo đuổi Ninh Tuyết Ni, hơn nữa Tiền Bách Thông sớm đã đem Ninh Tuyết Ni xem là tương lai mình cháu dâu rồi, bây giờ nhìn thấy Diệp Thần Phong dĩ nhiên không biết sống chết hôn Ninh Tuyết Ni, này làm cho hắn làm sao có thể không tức giận. Tiền Bách Thông cái trán nổi lên gân xanh hẳn lên, ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, quát lên, tiểu tử, người cưỡng ép một người phụ nữ tính là gì? Người có phải hay không đang lo lắng nếu như trong tay ngươi không có con tin? Ngươi sẽ trực tiếp được chúng ta một cái tát đập chết. Tiền này Bách Thông cũng dùng phép khích tướng đến rồi. Diệp Thần Phong mắt lạnh nhìn Ninh Bá Thiên đám người, trong đầu hắn vang lên bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm, tiểu gia hỏa, được rồi, ngươi cũng không cần lại làm phiền thời gian, ngươi ở đây Hàn Băng trong thánh địa lĩnh ngộ Hàn Băng kiếm ý, lại liên tục tăng lên ba cái tầng thứ, ngươi cũng là thời điểm rời đi nơi này rồi, ngươi bên trong đan điền băng cắn trùng có thể tạm thời kiềm chế lại Ninh Bá Thiên đám người. Hơn nữa người bên trong đan điền hàng ngàn con băng cắn trùng hấp thu quá mạnh rồi, tuy rằng chúng nó đều chiếm được hữu hiệu tiến hóa, nhưng mà nếu như người bây giờ không lợi dụng chúng nó. Đoán chừng chúng nó tại trong vòng 3 ngày cũng sẽ toàn bộ tử vong, cho nên tự coi như người thả nha đầu này, người như thường có thể an toàn rời đi Hàn Băng Thánh Địa. Bất quá, này băng cắn trùng chính là một lần tiêu hao, mà người mặc dù có thể đem băng cắn trùng vì người sử dụng. Điều này cũng may mắn mà có vạn năm băng tuyết liên hoa nguyên nhân, nhưng ngươi đem bên trong đan điền băng cắn trùng thả sau khi đi ra ngoài. Ngươi cũng là thu không trở lại. Tại Diệp Thần Phong nghe xong được bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh lời nói sau, khóe miệng hắn hiện lên một vệt nụ cười, ánh mắt hí hành hạ nhìn chằm chằm Ninh Bá Thiên cùng Tiền Bách Thông đám người. Ninh tai nhức óc quát lên, ngươi cho rằng phép khích tướng đối ta hữu dụng sao? Bất quá, cho dù ta hiện tại thả người. Các ngươi Kim Thiên vẫn là không cách nào làm gì được ta, các ngươi có tin hay không? Diệp Thần Phong mỗi một chữ cũng như cùng trọng chùy bình thường gõ vào Ninh Bá Thiên các loại trái tim của người ta bên trên. Nhưng tại Ninh Bá Thiên đám người phục hồi tinh thần lại sau. Bọn hắn từng cái khuôn mặt lộ ra cực kỳ nụ cười khinh thường, dưới cái nhìn của bọn họ nếu như không phải Diệp Thần Phong trong tay cưỡng ép Ninh Tuyết Ni, bọn hắn sớm đã đem Diệp Thần Phong cái khu vực này khu thông linh cảnh tiểu tử đập chết vô số lần. Cho nên bọn hắn cảm thấy Diệp Thần Phong lời nói này thật là buồn cười. Tiểu tử, người đã như thế có tự tin, người bây giờ lập tức thả người a hát. Tiền Bách Thông trong giọng nói hiển lộ hết vẻ trào phúng, hắn yếu dùng ngôn ngữ đem Diệp Thần Phong cho làm tức giận, dẫn đến Diệp Thần Phong làm ra một ít không lý trí sự tình đến. Thân thể nằm ở cách đó không xa Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng rít ràng ba người này. Bọn hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong cùng Tiền Bách Thông đối thoại sau, này để cho bọn họ bắt đầu trở nên sốt sáng lên. Bọn hắn cho rằng một khi Diệp Thần Phong thả Ninh Tuyết Ni, như vậy Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ được Ninh Bá Thiên đám người cho chu diệt. Hà Bình lôi kéo cổ họng quát, lão đại, không nên trúng phép khích tướng của bọn hắn, nữ nhân này ngươi tuyệt đối không thể thả. Đúng, lão đại, có nữ nhân này nơi tay, bọn hắn không dám làm khó ngươi. Hoàng Sung Nghĩa cũng gấp bận bịu quát lên. Hạng Dít Giàng cũng nối liền đi quát lên. Lão đại, có nhà đầu này sau đó chúng ta là có thể thuận lợi rời đi Hàn Băng Thánh Địa. Diệp Thần Phong đương nhiên biết cầm Ninh Tuyết Nhi uy hiếp Ninh Bá Thiên đám người,
Ninh Bá Thiên đám người nên ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, nhưng hắn bên trong đan điền tiến hóa sau băng cắn trùng, hiện tại cho dù không cần, tại trong vòng 3 ngày chúng nó cũng sẽ chết vong rồi. Nếu bóng trắng nhân hòa bóng đen người đối tiến hóa sau băng cắn trùng tin tưởng như vậy Diệp Thần Phong chẳng bằng khiến những này băng cắn trùng cho Ninh Bá Thiên đám người uống một hồ đây. Như vậy Diệp Thần Phong cũng có thể một giải mối hận trong lòng. Tiểu tử, lẽ nào ngươi không dám sao? Lẽ nào ngươi vừa vặn đang nổ sao? Tiền Bách Thông tiếp tục uống nói. Ngồi ở cửu U băng sư thượng Diệp Thần Phong, hắn chỉ là đối Hà Bình các loại khẽ mỉm cười, sau đó, hắn tùy ý nhún nhún vai. Quát lên, lão già, người nói ai không dám. Ta ngược lại muốn xem ta đem nha đầu này sau khi thả, các ngươi có thể đem ta làm sao. Diệp Thần Phong đột nhiên đem trong ngực Ninh Tuyết Ni hướng về Ninh Bá Thiên đám người đẩy đi ra, thấy cảnh này Ninh Bá Thiên đám người trên mặt là hiện lên hung tàn nụ cười, mà Hà Bình ba người từng cái là vẻ mặt đưa đám. Ninh Bá Thiên trực tiếp đem con gái của mình Ninh Tuyết Ni cho tiếp được, đồng thời giúp Ninh Tuyết Ni mở ra bị phong bế huyệt đạo. Giờ phút này Ninh Tuyết Ni như là mất hồn phách tựa như, trong đầu nhớ tới vừa vặn được Diệp Thần Phong tứ vô kỵ đạn hôn môi cảnh tượng, trong lòng nàng còn thật sự toát ra nhất cổ tự sát ý niệm. Ninh Bá Thiên an ủi, Tuyết Ni, người yên tâm, đợi được đem tiểu tử này cho bắt sống sau đó người muốn làm sao dằn vặt hắn đều đi, chúng ta bảo đảm có thể để cho hắn sống không bằng chết. Nghe vậy, Ninh Tuyết Ni trên mặt khôi phục một ít thần thái, đôi mắt đẹp trừng lên cách đó không xa Diệp Thần Phong, quát lên. Ngươi chính là một kẻ ngu ngốc, vừa nãy ngươi rõ ràng có thể cưỡng ép ta rời đi, nhưng ngươi bỏ lỡ cơ hội này, ngươi nói ngươi có phải hay không làm ngu xuẩn. Ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy sẽ chết, ta Ninh Tuyết Ni sẽ để cho ngươi xin ta giết ngươi. Diệp Thần Phong đối mặt Ninh Tuyết Ni uy hiếp, trên mặt hắn là không chút biểu tình, nếu không phải chả muốn mượn Ninh Bá Thiên sức mạnh mở ra Hàn Băng Thánh Địa kết giới cánh cửa, hắn sớm đã đem Ninh Tuyết Ni nữ nhân này giết đi. Nơi nào đến phiên Ninh Tuyết Ni nói nhảm nữa. Tông chủ, tiểu tử này liền giao cho chúng ta tới bắt dưới, ngài liền giúp chúng ta kiềm chế lại cửu U băng sư đi. Tiền Bách Thông đối với Ninh Bá Thiên nói ra. Ninh Bá Thiên không có từ chối Tiền Bách Thông đề nghị, nói ra, được, nhị trưởng lão, các ngươi phải nhớ kỹ lưu tiểu tử này một mạng, không thể khiến hắn sảng khoái như vậy đã chết rồi. Tông chủ, điểm này ngươi hãy yên tâm, Tiền Bách Thông âm trầm cười cười. Mà một người khác ăn mặc trường sa màu tím lão đầu, hắn chính là Hàn Băng Tông đại trưởng lão Lý Trụ Sông, một thân thực lực đã tới tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Đang xác định đối phó Diệp Thần Phong phương án sau đó Tiền Bách Thông cùng Lý Trụ Sông hai người này, bọn hắn đem tạo hóa cảnh thật khí thế mãnh liệt đề được đưa lên, không hẹn mà cùng hướng về Diệp Thần Phong lướt tới, mà Diệp Thần Phong cũng từ tiểu bạch sau lưng thượng nhảy về trên mặt tuyết, về phần luân hồi cảnh Ninh Bá Thiên hắn nhưng là ra tay đối phó tiểu bạch rồi. Phải biết tạo hóa cảnh cao thủ tốc độ là nhanh chóng biết bao, Tiền Bách Thông cùng Lý Trụ Sông hai người này, bọn hắn liền thời gian một cái nháy mắt cũng không dùng đến, hai người bọn họ thân ảnh liền xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, Tiền Bách Thông cười lạnh nói tiểu tử, ngươi quá mức tự đại, chỉ bằng một mình ngươi thông linh cảnh người, ngươi liền muốn chiến thắng chúng ta. Dám đắc tội chúng ta Hàn Băng Tông, ngươi sẽ biết trong đó hậu quả. Chỉ thấy Tiền Bách Thông cùng Lý Trụ Sông bàn tay dồn dập hướng về Diệp Thần Phong vai chộp tới rồi, hai tên tạo hóa cảnh cao thủ đối phó một tên thông linh cảnh người, này e sợ vẫn là xưa nay chưa từng có, cách đó không xa Ninh Tuyết Ni đang nhìn đến Diệp Thần Phong lập tức liền cũng bị bắt sau đó người trong con ngươi xinh đẹp phóng ra dị thải đến, trong lòng đã tại nghĩ dằn vặt Diệp Thần Phong phương pháp xử lý rồi. Mà chính lúc thời điểm này, Diệp Thần Phong đột nhiên đem bên trong đan điền hàng ngàn con tiến hóa sau băng cắn trùng một mạch dẫn dắt đi ra, khống chế trong đó 400 con băng cắn trùng hướng về Tiền Bách Thông cùng Lý Trụ Sông bay đi, lại khống chế trong đó 300 con băng cắn trùng hướng về cùng Tiểu Bạch chiến đấu Ninh Bá Thiên bay đi, lại sau đó lại khống chế trong đó 100 con băng cắn trùng hướng về cách đó không xa Ninh Tuyết Ni bay đi. Phải biết này băng cắn trùng là cực kỳ nhỏ bé. Lại tăng thêm người ở chỗ này căn bản không có nghĩ đến Diệp Thần Phong hội thả ra băng cắn trùng, phải biết băng cắn trùng nhưng là Hàn Băng Tông độc hữu kết quả, tất cả những này băng cắn trùng là nhanh chóng chui vào những người này bên trong thân thể, đợi được bọn hắn phản ứng đến đây thời điểm, đã là xong từng bước. Tại 200 con băng cắn trùng phi vào trong người sau đó Tiền Bách Thông chỉ hơi hơi ngẩn người, cười nói, bắt chúng ta Hàn Băng Tông băng cắn trùng đến đối phó chúng ta. Người quả thực là ngớ ngẩn tới cực điểm. Nhưng mà, khi câu nói này vừa vặn nói xong, Tiền Bách Thông sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, hắn cảm thấy những này băng cắn trùng uy lực cực lớn,
So với Hàn Băng Tông bồi dưỡng ra được băng cắn trùng power phải lớn hơn gấp mấy chục lần, hắn cảm giác ngũ tạng của mình lục phủ đang bị những này băng cắn trùng điên cuồng đóng băng lên, thân thể đột nhiên một cái run rẩy, hắn trên mặt mang theo điểm một chút vẻ sợ hãi. Mà đồng dạng cảm thấy được này tiến hóa sau băng cắn trùng power Ninh Bá Thiên đám người, bọn hắn từng cái đồng dạng là sắc mặt kịch biến, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới này băng cắn trùng power sẽ lớn như vậy. Cục diện trong nháy mắt thật giống lại bị Diệp Thần Phong cho xoay chuyển lại. Chương 1244, ngài thật sự là quá trâu tách ra. Ninh Bá Thiên bóng người nhanh chóng lùi về sau, hắn lập tức đình chỉ cùng cửu U băng sư chiến đấu, hắn thân là luân hồi cảnh tam trọng thiên sơ kỳ cao thủ, tuy rằng này 300 con tiến hóa sau băng cắn trùng chả không làm gì được rồi hắn, thế nhưng điều này cũng làm cho hắn cực kỳ khó chịu, hắn nỗ lực muốn đem các loại băng cắn trùng bước ra bên trong thân thể. Nhưng những này băng cắn trùng ở mọi phương diện năng lực đều cực kỳ cường hãn, hắn dù như thế nào cũng không làm được. Mà nằm ở tạo hóa cảnh Tiền Bách Thông cùng Lý Trụ Sông hai người này, hai người bọn họ ngũ tạng lục phủ là hoàn toàn bị này tiến hóa sau băng cắn trùng cho đóng băng lại rồi. Những này băng cắn trùng bắt đầu gặm ăn hai người bọn họ nội tạng rồi. Bất luận Tiền Bách Thông cùng Lý Trụ Sông làm sao vận chuyển trong cơ thể linh khí, bọn hắn cũng không cách nào đem này băng cắn trùng cho giết chết. Về phần thực lực chỉ có hợp biển cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ Ninh Tuyết Ni, tại 100 con tiến hóa sau băng cắn trùng tiến vào trong cơ thể nàng sau đó người mang trên mặt cực kỳ thần sắc thống khổ, thân thể là run lẩy bẩy, cả người đã là ngồi liệt tại trong tuyết rồi. Diệp Thần Phong ước chừng thả ra 1,000 con băng cắn trùng, trong đó 200 con tiến vào Tiền Bách toàn thân bên trong, 200 con tiến vào Lý Trụ Sông trong cơ thể, 300 con tiến vào Ninh Bá Thiên trong cơ thể. 100 con tiến vào Ninh Tuyết Ni trong cơ thể, cho nên nói còn có ước chừng 200 là băng cắn trùng ở trong không khí bay loạn, bởi Diệp Thần Phong không có cố ý đi khống chế cuối cùng này 200 con băng cắn trùng, cho nên cuối cùng này 200 con băng cắn trùng một mạch bay vào, nằm dưới đất tam trưởng lão Triệu Vân Long bên trong thân thể. Triệu Vân Long nguyên bản là bị cực kỳ nội thương nghiêm trọng rồi, này 200 con tiến hóa sau băng cắn trùng đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương rồi. Thân thể của hắn không ngừng run rẩy, dãy dụa từ trong đống tuyết ngồi dậy. Ánh mắt hung mãnh trừng lên Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong đang nhìn đến Ninh Bá Thiên đám người biến hóa sau đó trong lòng hắn bên trong cũng là hơi cảm thấy khiếp sợ. Phải biết Ninh Bá Thiên bọn hắn nhưng là luân hồi cảnh cùng tạo hóa cảnh cao thủ A Hát. Có thể tưởng tượng được này tiến hóa sau băng cắn trùng power lớn đến mức nào rồi. Tại nhìn thấy cuối cùng 200 con băng cắn trùng bay vào tam trưởng lão Triệu Vân Long trong cơ thể sau đó hắn cực kỳ đáng tiếc lắc đầu, nói ra, mẹ kiếp, cuối cùng này 200 con băng cắn trùng làm sao bay vào nửa chết nửa sống cái kia con chó chết bên trong thân thể. Thật mẹ hắn thật là đáng tiếc. Bởi Diệp Thần Phong thanh âm không có cố ý đè thấp, cho nên người ở chỗ này đem Diệp Thần Phong lời nói nghe được nhất thanh nhị sở, này Triệu Vân Long khi nghe đến Diệp Thần Phong như thế xem thường hắn. Cái này hắn tức giận là sắc mặt một trận đỏ lên, phốc. Một tiếng, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người trực tiếp hôn mê đi. Chó chết này trong lòng năng lực chịu đựng quá yếu đuối rồi. Diệp Thần Phong tùy ý lắc đầu, nói tiếp, ngừng. Đang tại Tiền Bách Thông các loại bên trong cơ thể, điên cuồng gặm ăn trong bọn họ bẩn băng cắn trùng đột nhiên đình chỉ động tác, Diệp Thần Phong nói ra các ngươi nhìn đi. Ta nói các ngươi là không làm gì được ta. Các ngươi từng cái còn một mực không tin, tự cho là lão tử vô địch. Nhưng quay đầu lại đây, các ngươi liền cái trả là cái cóc khô gì a hát. Rời đi Diệp Thần Phong gần nhất Tiền Bách Thông cùng Lý Trụ Sông hai người này, hai người bọn họ nắm đấm cầm chít rồi. Chít rồi, vang vọng, bọn hắn muốn lần nữa đối Diệp Thần Phong động thủ, chỉ thấy Diệp Thần Phong lại nói, làm sao? Các ngươi còn muốn nếm thử được băng cắn trùng gặm nhấm nội tạng tư vị. Lúc này ta cũng sẽ không khiến những này tiểu tử khả ái dừng lại. Tiền Bách Thông cùng Lý Trụ Sông không khỏi ngực một trận khó chịu, trong cơ thể là một trận huyết khí dâng lên, bọn hắn lấy tư cách Hàn Băng Tông nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão. Bọn hắn từng có lúc như thế ăn quả đắng qua, hơn nữa còn là ở một cái thông linh cảnh tiểu tử trong tay. Bất quá, cho dù trong lòng làm sao phẫn nộ, Tiền Bách Thông cùng Lý Trụ Sông cũng chỉ có thể đủ nhịn. Bởi vì bọn họ vừa không cách nào giết chết trong cơ thể băng cắn trùng, cũng không cách nào đem băng cắn trùng bước ra bên trong thân thể. Mà Ninh Bá Thiên nhưng là lập tức đi tới nữ nhi mình Ninh Tuyết Ni bên cạnh. Tại băng cắn trùng đình chỉ gặm nhấm sau đó Ninh Tuyết Ni sắc mặt mới xem như là dễ nhìn một ít.
Ninh Tuyết Ni giờ khắc này trong lòng là bách vị chen lẫn, người biết những này băng cắn trùng là trước kia Vương Hàn Mai để vào Diệp Thần Phong trong cơ thể, mà những này băng cắn trùng chẳng những không có làm gì được Diệp Thần Phong, bây giờ còn bị Diệp Thần Phong sử dụng. Hơn nữa dĩ nhiên trọn vẹn tăng lên gấp mấy chục lần power, này làm cho Ninh Tuyết Ni có loại tuyệt vọng mùi vị. Ninh Bá Thiên cũng biết những này băng cắn trùng lai lịch, liền ngay cả hắn cũng không cách nào bước ra những này băng cắn trùng đến, hắn bất đắc dĩ thở dài, nói ra Tuyết Ni, xem ra tiểu tử này ở mọi phương diện tư chất đều cực kỳ yêu nghiệt hóa, hôm nay chúng ta không cản được hắn rời khỏi. Tại Ninh Bá Thiên nói ra câu nói này thời điểm, liền chính hắn cũng không nhìn cảm giác một trận mặt đỏ, phải biết hắn nhưng là luân hồi cảnh cường giả, ở nơi này còn có ba tên tạo hóa cảnh cường giả. Bọn hắn cuối cùng thậm chí ngay cả một cái thông linh cảnh tiểu tử cũng không cản được, này nếu như truyền ra ngoài, cần phải muốn được người khác cho cười đến rụng răng không thể. Ninh Bá Thiên cố nén tức giận trong lòng, quát lên, tiểu tử, người đến cùng muốn làm gì? Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, người hỏi ta muốn làm gì? Ta là các ngươi chụp tới, vừa vặn cũng là các ngươi muốn giết ta, xuất hiện tại các ngươi lại ngược lại hỏi ta muốn làm gì? Diệp Thần Phong từng bước hướng về Ninh Bá Thiên cùng Ninh Tuyết Ni đi tới, tại Diệp Thần Phong đến gần rồi sau đó Ninh Bá Thiên hận không thể lập tức đem Diệp Thần Phong cho một cái tát đập chết, mà Diệp Thần Phong lại là lười biếng nói ra, ngươi cũng lão đại người không nhỏ, muốn học khống chế lại tính khí, ta chắc chắn tại ngươi giết chết ta trước đó, để băng cắn trùng một lần nữa gặm nhấm các ngươi nội tạng, hay là các ngươi hội có biện pháp đem băng cắn trùng bước ra bên trong thân thể. Nhưng vạn nhất không có cách nào đâu này. Còn có vạn trong lúc nhất thời kéo được lâu, các ngươi nội tạng nhất định sẽ được băng cắn trùng gặm nhấm mất một nửa, ngươi bây giờ còn muốn động thủ với ta sao? Ninh Bá Thiên bắp thịt trên mặt không ngừng co quắp, sắc mặt cực kỳ khó coi, giống như là một bộ táo bón đầu dáng dấp, hắn bây giờ xác thực không dám mạo hiểm đối Diệp Thần Phong động thủ. Diệp Thần Phong tiện tay đem Ninh Tuyết Ni cho kéo vào trong ngực của mình, sờ sờ Ninh Tuyết Ni trắng nõn gò má, nói ra, làm sao? Tiểu nữ, ngươi không phải là muốn hung hăng dằn vặt ta sao? Hiện tại làm sao không lên tiếng? Có muốn hay không để phụ thân của ngươi giúp ngươi ra mặt? Diệp Thần Phong nhìn một chút một bên Ninh Bá Thiên, này làm cho Ninh Bá Thiên khóe miệng là quất thẳng tới, sắc mặt âm trầm yếu tích thủy rồi, bất quá, Ninh Bá Thiên vẫn là cố nén không có đối với Diệp Thần Phong động thủ, quát lên, tiểu tử, ta có thể thả ngươi rời đi. Cách đó không xa, nằm ở trên mặt đất Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng rít ràng ba người này, bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới hội là một kết cục như vậy. Lão đại của bọn hắn Diệp Thần Phong không ngừng không nhìn Ninh Bá Thiên đám người, cuối cùng còn tại Ninh Bá Thiên bên cạnh, trực tiếp đem Ninh Bá Thiên nữ nhân Ninh Tuyết Ni cho kéo vào trong lòng. Hơn nữa Ninh Bá Thiên liền hô một tiếng cũng không dám cổ họng. Này là ra sao châu bò a hát. Từ Diệp Thần Phong tiến vào Hàn Băng Thánh Địa bắt đầu, Hà Bình ba người liền bắt đầu không ngừng chấn kinh rồi. Khởi điểm là Diệp Thần Phong trong nháy mắt dây 5 tên thông linh cảnh cao thủ, sau đó Diệp Thần Phong tại trong vòng 6 ngày liên tục tăng lên 3 cái tầng thứ, tại sao Diệp Thần Phong lại vẫn lĩnh ngộ Hàn Băng Kiếm Ý. Tại Ninh Bá Thiên các loại một đám tuyệt đối cường giả xuất hiện sau đó Diệp Thần Phong cũng thủy chung là một bộ thái độ thờ ơ, đầu tiên là mệnh lệnh Tiểu Bạch trực tiếp một cước giẫm chết Phương Hàn Mai, nữa là cường hãn cướp đi Ninh Tuyết Ni nụ hôn đầu, sau đó, không ý kỵ tí nào thả Ninh Tuyết Ni. Tại lúc khẩn cấp quan trọng lại trực tiếp kiềm chế Ninh Bá Thiên đám người, dẫn đến cuối cùng Diệp Thần Phong tại Ninh Bá Thiên trước mặt ôm Ninh Tuyết Ni, Ninh Bá Thiên cũng chỉ có thể đủ đem cái này tức giận giấu ở trong lòng rồi. Diệp Thần Phong đem Ninh Tuyết Ni cho đẩy ra, vỗ vỗ Ninh Bá Thiên vai, nói ra, yếu giữ được bình tĩnh, ngươi nhưng là một tông chi chủ a hát. Được một cái thông linh cảnh tiểu tử vỗ vai giáo huấn, khí này Ninh Bá Thiên còn thật sự suýt chút nữa miệng phun tiên huyết. Hắn mũi cùng trong miệng khí tức càng ngày càng hỗn loạn rồi, nhưng ở tình huống như vậy, hắn vẫn là nhất định muốn nhịn xuống, nhất định muốn nhịn xuống. Được Diệp Thần Phong đẩy ra Ninh Tuyết Ni, người ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Diệp Thần Phong, tại 6 ngày trước Diệp Thần Phong vẫn là một cái mặc cho bọn hắn làm thịt tiểu nhân vật, nhưng hôm nay Diệp Thần Phong dĩ nhiên vỗ cha nàng vai, dạy dỗ phụ thân của nàng. Này làm cho Ninh Tuyết Ni tự tin là hoàn toàn hỏng mất, người trực tiếp đặt mông ngồi ở trong tuyết. Mà cách đó không xa Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng rít ràng ba người này, bọn hắn miệng đồng thanh quát, lão đại, ngài thật sự là quá trâu tách ra rồi. Chương 1245, rốt cuộc là đại nhân vật gì? Hàn băng trong thánh địa. Đến sương gió lạnh không ngừng xẹt qua,
Ninh Bá Thiên cùng Tiền Bách Thông bọn người quặng mặt lại, về phần được Diệp Thần Phong lần nữa ôm lại đẩy ra Ninh Tuyết Nhi, người từ nhỏ đến lớn chả không có chịu đến như hôm nay như vậy nhục nhã, thân thể của nàng tại gió lạnh bên trong không ngừng khẽ run, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy phức tạp ánh sáng. Mà cửu U Băng Sư Tiểu Bạch, nó lần thứ hai khôi phục phiên bản bỏ túi, như con mèo nhỏ meo như thế lười biếng ngồi xổm ở Diệp Thần Phong bả vai. Diệp Thần Phong đi tới Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng Hạng Dít Giàng bên cạnh, kiểm tra một chút thương thế của bọn họ, sau đó phát hiện Hà Bình ba người bị nội thương, tạm thời không cách nào đứng lên đi chuyển động. Thế là, Diệp Thần Phong lại hướng về phía Ninh Bá Thiên nói ra, người là của ta các ngươi đả thương, lẽ nào các ngươi không chuẩn bị phụ trách sao? Nghe vậy, Ninh Bá Thiên suýt chút nữa một cái không đứng vững, trực tiếp tức giận té lăn quay trên mặt đất, hắn phát hiện này Diệp Thần Phong vô sỉ cực điểm. Hàn Băng Tông ngoại môn trưởng lão Vương Hàn Mai được dẫm thành thịt nát rồi, mà tam trưởng lão Triệu Vân Long cũng như con chó chết hôn mê. Về phần Ninh Bá Thiên các loại bên trong cơ thể lại bị thả vào tiến hóa sau băng cắn trùng. Bây giờ Diệp Thần Phong lại vẫn nói ra một phen thật giống hắn bị bắt nạt đâu lời nói, này làm cho Ninh Bá Thiên thật có loại gặp phải sát tinh cảm giác. Mà này Diệp Thần Phong một mực vẫn là một cái thực lực thấp kém chỉ có thông linh cảnh tiểu tử. Ninh Bá Thiên âm thầm sâu hít hai cái khí. Dĩ nhiên đã nhẫn cho tới bây giờ rồi, như vậy hắn cũng không cần thiết hiện tại trở mặt, dù sao trừ hắn ra, Ninh Tuyết Nhi, Tiền Bách Thông cùng Lý Trụ Sông ba người này, bọn hắn đều không thể chịu đựng vào ở biến hóa sau băng cắn trùng, đặc biệt là hợp biển cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ Ninh Tuyết Nhi, e sợ để tiến hóa sau băng cắn trùng. Liên tục gặm cắn trong cơ thể nàng nội tạng khoảng 3 tiếng, của nàng nội tạng cũng sẽ bị toàn bộ ăn sạch sẽ rồi. Ninh Bá Thiên hay là có thể nghĩ đến bước ra băng cắn trùng phương pháp xử lý, nhưng bây giờ vấn đề là không có thời gian cho hắn nghiên cứu. Ninh Bá Thiên trong tay trực tiếp xuất hiện một cái bình sứ màu trắng, đem cái này bình sứ hướng về Diệp Thần Phong phương hướng ném đi rồi, nói ra tiểu tử, đây là chúng ta Hàn Băng Tông thánh dược chữa thương, ngươi cho bọn họ sau khi ăn vào, thương thế của bọn họ là có thể khôi phục hơn phân nửa. Diệp Thần Phong tiếp nhận bình sứ sau đó từ bình sứ bên trong đổ ra ba viên màu trắng viên thuốc. Ngửi một cái viên thuốc này mùi vị, đang xác định viên thuốc này không có vấn đề sau đó hắn liền để Hà Bình ba người phục dụng. Trong quá trình này Hà Bình ba người, bọn hắn từng cái là một mặt sùng bái nhìn xem Diệp Thần Phong, nếu như bọn họ là nữ nhân lời nói, như vậy bọn hắn nhất định sẽ nghĩa vô phản cố làm Diệp Thần Phong nữ nhân. Thậm chí bọn hắn hiện tại có chút tối hận tại sao mình không phải nữ nhân. Ông trời thật sự là quá không công bình. Nếu để cho Diệp Thần Phong biết Hà Bình các loại ba người ý nghĩ trong lòng, e sợ Diệp Thần Phong sẽ trực tiếp một trận nôn mửa, sau đó để này ba tên khốn kiếp được càng thêm thương thế nghiêm trọng, phải biết chúng ta Diệp Thần Phong nhưng là đường đường chính chính nam nhân A Hát. Tại Hà Bình ba người nuốt vào màu trắng viên thuốc không bao lâu sau, bọn hắn lập tức cảm giác trong cơ thể có một dòng nước ấm thông qua, tiếp lấy. Bọn hắn liền phát hiện thương thế bên trong cơ thể tốt thất thất bát bát. Bọn hắn lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Diệp Thần Phong đang nhìn đến này màu trắng viên thuốc hiệu quả sau đó hắn cuối cùng lại yên tâm xuống, đối với Ninh Bá Thiên tiếp tục nói, người muốn thả ta rời đi cũng được, bất quá. Cửu U Băng Sư cùng ba người này ta muốn đồng thời mang đi. Lão Đại, Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng Hạng Dít Giàng ba người này, bọn hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau. Bọn hắn từng cái cảm động đến rơi nước mắt nhìn xem Diệp Thần Phong. Này làm cho Diệp Thần Phong có loại cực kỳ cảm giác quái dị. Ninh Bá Thiên đã sớm đoán được Diệp Thần Phong muốn dẫn đi Cửu U Băng Sư cùng Hà Bình ba người rồi, bất quá, trong lòng của hắn cổ lửa giận này là bùng nổ rồi, quát lên tiểu tử, người có phải hay không quá được voi đòi tiên một ít. Có sao, bây giờ băng cắn trùng tiến vào Ninh Bá Thiên các loại trong cơ thể con người rồi, Diệp Thần Phong đang đối mặt Ninh Bá Thiên vị này luân hồi cảnh cao thủ lúc, có thể nói nội tâm hắn là không có áp lực chút nào. Trong miệng tiếp tục nói, đương nhiên ngươi cũng có thể lập tức giết chết ta, như vậy ta dám cam đoan tại ngươi nghĩ ra đem băng cắn trùng bức ra bên trong thân thể phương pháp xử lý lúc, con gái của ngươi cũng đang trên đường hoàng tuyển theo ta rồi, còn có này ba cái lão đầu làm cho không khéo cũng phải theo ta cùng chết. Vì ta cái này vì bất túc đạo người, hy sinh con gái của ngươi, còn muốn hy sinh ba tên tạo hóa cảnh cường giả, này tính ra sao? Đương nhiên ta cũng có thể cho ngươi ba ngày thời gian. Trong ba ngày này ta liền ở chỗ này Hàn Băng Thánh Địa được rồi, bất quá, sau ba ngày e sợ này Hàn Băng Thánh Địa băng thuộc tính linh khí yếu toàn bộ được ta hút sạch rồi. Ta nhưng nghe nói này Hàn Băng Thánh Địa là các ngươi Hàn Băng Tông chỗ căn cơ,
nếu như này Hàn Băng Thánh Địa không có, đối ngươi như vậy nhóm Hàn Băng Tông hội có ảnh hưởng sao? Diệp Thần Phong mỗi một câu nói đều giờ đến rồi Ninh Bá Thiên mềm trên xương sườn, này làm cho Ninh Bá Thiên trong miệng hàm răng là thật chặt cắn, hai cái lông mày đều phải vặn ở cùng một chỗ, giận dữ nói, được, tiểu tử, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Này Ninh Bá Thiên nói chính là cắn răng nghiến lợi, hai con mắt của hắn bên trong phảng phất đều phải phun ra lửa đến rồi, hiện tại sợ rằng sẽ Diệp Thần Phong trực tiếp lột ra chóc thịt, này chỉ sợ cũng giải không được trong lòng hắn mối hận rồi. Diệp Thần Phong trong lồng ngực ôm Tiểu Bạch, Hà Bình đám người đi sát Diệp Thần Phong bên cạnh, bọn hắn tại Ninh Bá Thiên đám người dẫn dắt đi, rất nhanh đi tới Hàn Băng Thánh Địa cửa ra vào nơi, Ninh Bá Thiên trong cơ thể luân hồi cảnh linh khí khẽ động, vung tay phải lên, vỗ một cái kết giới cánh cửa liền xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Ninh Tuyết Ni cặp mắt vô thần đi theo Ninh Bá Thiên đi ra Hàn Băng Thánh Địa, mà Lý Trụ Sông cùng Tiền Bách Quy Tắc chung là đỡ tam trưởng lão Triệu Vân Long cũng đi ra Hàn Băng Thánh Địa. Diệp Thần Phong đám người là cuối cùng mới đi ra khỏi Hàn Băng Thánh Địa. Đứng ở Hàn Băng Thánh Địa bên ngoài canh gác hai tên nội môn trưởng lão, bọn hắn đang nhìn đến tông chủ sau khi đi ra, trên mặt bọn họ lập tức hiện lên vẻ cung kính, mà khi bọn họ nhìn thấy được Lý Trụ Sông cùng Tiền Bách Thông đỡ nửa chết nửa sống Triệu Vân Long, hai người bọn họ trong con ngươi lập tức tốc biến vẻ nghi hoặc, bọn hắn biết tam trưởng lão nhưng là tạo hóa cảnh cao thủ A Hát. Hắn tại sao sẽ ở Hàn Băng trong thánh địa bị như thế nội thương nghiêm trọng? Lại sau đó, khi này hai tên canh gác Hàn Băng thánh địa nội môn trưởng lão, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong đám người đi ra Hàn Băng thánh địa thời điểm, bọn hắn khẽ cau mày, Diệp Thần Phong bọn người mới bị nhốt vào đi 6 ngày, bọn hắn đương nhiên còn nhớ Diệp Thần Phong đám người rồi. Diệp Thần Phong một tay ôm Tiểu Bạch, cái tay còn lại vỗ vỗ cái này hai tên nội môn trưởng lão vai. Ngữ trọng tâm trường nói ra, hai người các ngươi cần phải hảo hảo khô A Hát. Ta làm coi trọng các ngươi nha. Cái này hai tên canh gác Hàn Băng Thánh Địa nội môn trưởng lão, bọn hắn vừa định sẽ đối Diệp Thần Phong động thủ, nhưng mà, bọn hắn nhìn thấy một bên Ninh Bá Thiên đám người đã trầm mặc, cho nên dưới cái nhìn của bọn họ Ninh Bá Thiên đám người tán đồng Diệp Thần Phong cử động, lần sau bọn hắn lại nghĩ tới vừa vặn như ngoại môn trưởng lão Vương Hàn Mai cũng theo vào Hàn Băng trong Thánh Địa đi chứ. Bây giờ làm sao không gặp Vương Hàn Mai đi ra? Cái này hai tên nội môn trưởng lão đột nhiên run lên một cái, phải biết Diệp Thần Phong đám người nhưng là Vương Hàn Mai bắt tới, bây giờ Vương Hàn Mai không có từ Hàn Băng trong thánh địa đi ra, như vậy kết quả rõ ràng rồi, cái này hai tên nội môn trưởng lão lập tức cho rằng Diệp Thần Phong cũng không phải một người bình thường, nói không chắc là cái nào đại tông môn bên trong con cháu, bằng không tông chủ đám người làm sao đồng thời tiến vào Hàn Băng thánh địa thanh Diệp Thần Phong cho tiếp đi ra. Rất rõ ràng, tại đây hai tên nội môn trưởng lão xem ra, Ninh Bá Thiên đám người lần này cố ý tiến vào Hàn Băng Thánh Địa, bọn hắn chính là vì tiếp Diệp Thần Phong. Đang nghĩ thông suốt trong đó cái gọi là nguyên do sau đó cái này hai tên nội môn trưởng lão lập tức chăm chú gật đầu nói, ngài nói chính là. Hai chúng ta hội làm rất tốt. Ninh Bá Thiên đám người thấy thế, bọn họ là tức giận cơ thể hơi run rẩy, hận không thể trực tiếp đập chết hai cái này trông coi Hàn Băng Thánh Địa ngớ ngẩn. Tại Ninh Bá Thiên đám người dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần Phong bọn hắn cùng đi theo đã đến Hàn Băng Tông quảng trường, tại xuyên qua quảng trường sau là có thể rời đi Hàn Băng Tông rồi. Giờ khắc này, trên quảng trường là đứng đầy Hàn Băng Tông đệ tử cùng trưởng lão, bọn hắn đều đang đợi Hàn Băng Thánh Địa xuất hiện tình hình nguyên nhân. Đang nhìn đến Ninh Bá Thiên đám người đi tới quảng trường sau đó bọn hắn từng cái đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Bá Thiên bọn hắn, nhưng vừa lúc đó, Diệp Thần Phong trực tiếp lên trước hai bước. Lần nữa chủ topic Ninh Tuyết Ni, tại tất cả mọi người chả chưa kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thần Phong cười nói, nha đầu, miệng của ngươi thật đúng là ngọt đây. Các loại ca ca ta lần sau đến Hàn Băng Tông, trở lại nếm thử ngươi miệng tư vị. Nói xong, Diệp Thần Phong lại lập tức buông lỏng ra Ninh Tuyết Ni, thêm nhanh hơn một chút bước chân, trực tiếp muốn rời khỏi Hàn Băng Tông rồi, mà Ninh Bá Thiên đám người là đi sát Diệp Thần Phong sau lưng của bọn họ, về phần Ninh Tuyết Ni là sững sờ đứng ngay tại chỗ. Tại hết thảy Hàn Băng Tông đệ tử cùng trưởng lão trước mặt, Diệp Thần Phong dĩ nhiên nói ra lời nói này, chuyện này quả thật so với giết người còn muốn cho người khó chịu. Tiểu tử, người có phải hay không đem chúng ta trong cơ thể băng cắn trùng lấy ra? Ninh Bá Thiên đuổi theo Diệp Thần Phong sau đó hắn nhỏ giọng nói. Diệp Thần Phong thuận miệng hồi đáp, yên tâm, không có mệnh lệnh của ta, những tiểu tử này là sẽ không làm thương tổn các ngươi, lấy ra biện pháp của bọn nó, các ngươi liền chính mình đi nghiên cứu đi. Diệp Thần Phong không tiếp tục để ý Ninh Bá Thiên rồi,
từng bước hướng về Hàn Băng Tông đi ra ngoài rồi, nhưng đang đi ra 50 mét sau đó hắn lại quay đầu lại, nói ra, lần sau rảnh rỗi ta còn đến các ngươi Hàn Băng Tông vui đùa một chút. Ta nghĩ tông chủ ngươi nhất định phi thường hoan nghênh của ta chứ. Nghe vậy, Ninh Bá Thiên cùng Tiền Bách Thông chờ nhân khí khóe mắt nhảy lên, mũi cùng trong miệng cũng trực xuyễn thô khí. Mà trên quảng trường đệ tử cùng trưởng lão, bọn hắn nhưng cũng không biết trong đó vấn đề, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong dĩ nhiên thưởng thức Hàn Băng Tông tiểu công chúa miệng. Lại để cho Ninh Bá Thiên đám người tự mình đưa tiễn. Bọn hắn đã quên đi rồi Hàn Băng Thánh Địa sự tình rồi, từng cái dồn dập suy đoán Diệp Thần Phong rốt cuộc là đại nhân vật gì. Chẳng lẽ là đỉnh cấp trong tông môn công tử ca? Bọn hắn làm khẳng định Diệp Thần Phong hay là đúng là nhất phẩm trong tông môn đệ tử hạch tâm, từng cái nhìn về phía Diệp Thần Phong rời đi phương hướng, trong lòng bọn họ là tràn đầy ước ao. Ninh Tuyết Nhi nghe chu vi đệ tử cùng trưởng lão tiếng bàn luận, người quả thực tức giận yếu đem mình tức bể phổi, e sợ từ hôm nay qua đi, Hàn Băng Tông tất cả mọi người sẽ biết người Ninh Tuyết Nhi đã là có nam nhân được rồi, còn bị nam nhân cho thưởng thức qua miệng được rồi. Chương 1246, Thiếu Tiền A Hát. Bắt tay luyện khí. Rời đi ngũ phẩm tông môn Hàn Băng Tông sau. Diệp Thần Phong cùng Hà Bình đám người là một đường đi về phía nam. Diệp Thần Phong đối với địa huyền giới là chưa quen nhân sinh nơi đây. Hắn chỉ có thể từ đâu bình đẳng trong dân cư từ từ hiểu rõ đất này huyền giới rồi. Bất quá, Hà Bình đám người trước đó chỉ là bát phẩm tông môn Thanh Dương Tông đệ tử. Bọn hắn đúng huyền giới hiểu rõ cũng hết sức có hạn. Đang đuổi một ngày một đêm đường xá sau đó Diệp Thần Phong bọn hắn tại một chỗ trong rừng cây rậm rạp làm sơ nghỉ ngơi, Diệp Thần Phong từ đâu bình đẳng trong dân cư hiểu được, đất này huyền giới diện tích vô cùng lớn, tại đây địa huyền giới thượng đại đại nhà nhà quốc gia nhiều vô số kể, rất nhiều quốc gia đều là dựa vào ở một cái thực lực cường hãn tông môn, trên đất huyền giới tông môn sức mạnh yếu vượt xa với quốc gia sức mạnh, nói hiểu rõ một chút quốc gia chẳng khác gì là tông môn phụ thuộc phẩm. Nguyên bản bát phẩm tông môn Thanh Dương Tông, cũng là có một cái tiểu quốc dựa vào cho bọn họ, tại tông môn có nước phụ thuộc sau đó những này nước phụ thuộc có thể giúp tông môn thu thập các loại thiên tài địa bảo các loại, mà tông môn nghĩa vụ liền là bảo vệ nước phụ thuộc an toàn. Diệp Thần Phong ngồi ở một khối đá lớn bên trên, trong ngực ôm Tiểu Bạch, nhẹ nhàng vuốt Tiểu Bạch đầu, mà Tiểu Bạch nhưng là nhắm mắt lại, một bộ phi thường hưởng thụ dáng dấp. Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng rít ràng ba người này. Bọn họ là ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh, Hoàng Sung Nghĩa hỏi, lão đại, người sau có tính toán gì? Diệp Thần Phong trầm mặc một hồi, nói ra, nỗ lực tăng cao thực lực đi. Đang tranh thủ trong vòng một năm, có thể bước vào Âm Minh Tông, sau đó đem một người phụ nữ cứu ra, còn có ta một nữ nhân khác cũng bị địa huyền giới bên này tông môn mang đi, ta cũng nhất định phải mau sớm tìm tới người. Diệp Thần Phong trong đầu hiện lên Lâm Hân Di cùng Hạ Tử Ninh thân ảnh rồi. Khi nghe đến Diệp Thần Phong là vì hai nữ nhân vừa mới đến địa huyền giới. Này làm cho Hà Bình đám người trên mặt lộ ra cổ quái ý cười, bọn hắn đương nhiên cũng biết Âm Minh Tông là ngũ phẩm tông môn. Nhưng này Hàn Băng Tông cũng không phải ngũ phẩm tông môn sao. Nhưng cuối cùng lão đại của bọn hắn không những chiếm Hàn Băng Tông tiểu công chúa tiện nghi, chả nghênh ngang đi ra Hàn Băng Tông, cho nên bây giờ tại Hà Bình đám người xem ra không phải là một cái ngũ phẩm tông môn mà. Bọn hắn tin tưởng chính mình lão đại sớm muộn cũng sẽ đem Âm Minh Tông cho tận diệt. Phải biết Diệp Thần Phong lần này mặc dù có thể thuận lợi rời đi Hàn Băng Tông, thứ nhất là có cửu U Băng Sư Tiểu Bạch nguyên nhân, thứ hai nhưng là Diệp Thần Phong bên trong đan điền tiến hóa về sau băng cắn trùng. Nếu như không phải này băng cắn trùng tại thời điểm mấu chốt làm ra chủ yếu tác dụng, e sợ Diệp Thần Phong lần này còn thật sự sẽ chết tại Hàn Băng trong thánh địa. Dù sao Hàn Băng Tông Tông chủ Ninh Bá Thiên hắn là luân hồi cảnh cường giả. Coi như là tiến hóa sau băng cắn trùng, này vẫn là không cách nào thương tổn được hắn. Này Ninh Bá Thiên là lo lắng con gái của mình, cùng với ba tên hạch tâm trưởng lão, hắn mới vạn bất đắc dĩ nuốt giận vào bụng. Diệp Thần Phong trong đầu lại nghĩ tới Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ đám người, Diệp Thần Phong cũng không biết bọn họ có phải hay không được Bạch Tuyết Sơn Trang Liễu Vô Nguyên đám người bắt đi. Hắn tại gần nhất nhất định muốn đi một chuyến Bạch Tuyết Sơn Trang mới được. Hà Bình, các người biết Bạch Tuyết Sơn Trang vị trí cụ thể sao? Diệp Thần Phong mở miệng nghi vấn đạo. Hà Bình gật đầu nói, muốn đi hướng về Bạch Tuyết Sơn Trang, vậy nhất định phải xuyên qua Thiên Diệu Thành. Thiên Diệu Thành chính là một cái người tu luyện thành thị. Thành chủ chính là một gã niết bàn cảnh cường giả, cho nên coi như là ngũ phẩm tông môn, thậm chí là ngũ phẩm bên trên tông môn, bọn hắn cũng sẽ không đến Thiên Diệu trong thành đi gây chuyện.
còn có thiên diệu trong thành có một tên minh văn quy định, một khi bước chân vào thiên diệu thành. Như vậy liền tuyệt đối không thể trên trời diệu trong thành cùng những người khác động thủ, bằng không sẽ phải chịu thiên diệu thành phủ thành chủ trừng phạt nghiêm khắc, chỗ bằng vào chúng ta đi thiên diệu thành ngược lại cũng đúng là một cái lựa chọn tốt, ai biết Hàn Băng Tông người có thể hay không đột nhiên đuổi giết chúng ta. Từ nơi này đến thiên diệu thành chỉ cần 2 ngày. Nếu muốn đi hướng về Bạch Tuyết Sơn Trang nhất định muốn xuyên qua thiên diệu thành, như vậy Diệp Thần Phong đám người dưới một mục đích mà chính là trời diệu thành. 2 ngày sau, một tòa cực kỳ hùng vĩ cửa thành xuất hiện tại Diệp Thần Phong các loại tầm mắt của người bên trong. Ở cửa thành đứng ở cửa 2 tên thân mặc khôi giáp chiến sĩ, Diệp Thần Phong một cái liền cảm giác ra cái này 2 tên chiến sĩ thực lực. Bọn hắn tại hợp biển cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, liền 2 cái coi cửa đều cường hãn như vậy. Xem ra hôm nay Diệu Thành thật sự chính là danh bất hư truyền rồi. Tại đến gần cửa thành sau đó chỉ thấy một bên bố cáo lan thượng viết, phàm là vào thành người, mỗi người giao nộp linh thạch trung phẩm 1 khối. Diệp Thần Phong đối với cái này linh thạch là không chút nào khái niệm, mà hắn trong không gian giới cũng chỉ có địa viêm tinh, đang nhìn đến bố cáo lan thượng chữ sau, Hà Bình đám người sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, Hoàng Xung Nghĩa khó chịu nói ra, này tiến vào thiên Diệu Thành làm sao đắt như thế. Dĩ nhiên mỗi người yếu 1 khối linh thạch trung phẩm. Hoàng Xung Nghĩa không cẩn thận đem âm thanh nói lớn tiếng một ít, cho tới cửa thành 2 tên hợp biển cảnh chiến sĩ, hướng về Diệp Thần Phong đám người bọn họ quăng tới cực kỳ bất hiếu thiện ánh mắt, cái này Hoàng Xung Nghĩa sợ đến một cái run rẩy. Mà Hà Bình lập tức tại trên người mình tìm tòi lên, đang sợ tốt một lúc sau, hắn mới từ trên người lấy ra 5 khối nắm tay lớn nhỏ nhạt hòn đá màu đen, loại này nhạt hòn đá màu đen chính là linh thạch trung phẩm rồi. Trên đất huyền giới linh thạch phân là hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm, cấp thấp nhất linh thạch hạ phẩm hiện ra màu nâu, linh thạch trung phẩm hiện ra màu đen nhạt, mà linh thạch thượng phẩm nhưng là hiện ra màu đen. Linh thạch này tất nhiên huyền giới thông dụng tiền tệ, tại linh thạch bên trong hàm chứa linh khí nồng nặc, chả có thể giúp người tu luyện tu luyện. Hà Bình 3 người là đột nhiên bị Ninh Tuyết Ni các loại bắt được người Hàn Băng Tông đi, cho nên gia sản của bọn họ cũng đều tại Thanh Dương Tông bên trong đây. Bây giờ nhiều ngày như vậy đi qua, e sợ toàn bộ Thanh Dương Tông sớm đã bị người cướp sạch quá rồi, gia sản của bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Về phần Hà Bình trên người này 5 khối linh thạch trung phẩm, vẫn là Hà Bình có tùy thân mang theo linh thạch thói quen, bằng không hôm nay sợ rằng Diệp Thần Phong bọn hắn mấy ngày liền Diệu Thành cũng không vào được rồi. Tại Hà Bình giao nộp 4 khối linh thạch trung phẩm sau, Diệp Thần Phong đám người là thuận lợi tiến vào Thiên Diệu Thành, khi tiến vào Thiên Diệu Thành về sau. Diệp Thần Phong mới hỏi rõ linh thạch này công dụng, này làm cho Diệp Thần Phong lập tức cảm giác mình rất nghèo, hơn nữa là phi thường nghèo, nếu như tại tục bên trong thế giới, Diệp Thần Phong căn bản là không dùng tới vì tiền mà buồn phiền, trống trơn là hắn sản nghiệp của mình, hắn chính là vài đời cũng dùng mãi không hết rồi, bây giờ đi tới địa huyền giới sau đó hắn suýt chút nữa liền một tòa thành thì cũng đi không vào. Này là bực nào chán nản a hát. Lão đại, chúng ta cũng là lần đầu tiên tới đây Thiên Diệu Thành. Không nghĩ tới tiến vào hôm nay Diệu Thành yêu cầu mỗi người thanh toán 1 khối linh thạch trung phẩm, phải biết lúc trước tại Thanh Dương Tông thời điểm, ta hàng năm cũng mới chỉ có thể thu được 3 khối linh thạch trung phẩm. Ai, Hà Bình tại thở dài một hơi sau đó hắn lại nói, đúng rồi, lão đại, ta thiếu chút nữa đã quên rồi một chuyện, ta nghe nói rời đi Thiên Diệu Thành thời điểm, đồng dạng là muốn hướng về Thiên Diệu Thành giao nộp linh thạch, hơn nữa phải cùng tiến vào Thiên Diệu Thành giao nộp linh thạch như thế. Khi nghe đến Hà Bình lời nói này sau đó Diệp Thần Phong đúng là cảm thấy vô cùng lừa bố mày rồi, bây giờ Hà Bình trong tay chỉ còn dư lại 1 khối linh thạch trung phẩm rồi, nói cách khác hiện tại bọn hắn muốn rời khỏi Thiên Diệu Thành đô không có biện pháp. Hiện tại Diệp Thần Phong ý niệm duy nhất chính là kiếm lấy linh thạch, hơn nữa là kiếm lấy đầy đủ nhiều linh thạch, thế là, hắn liền hỏi, Hà Bình, có biện pháp gì là có thể kiếm lấy linh thạch? Hà Bình hồi đáp, lão đại! Muốn kiếm lấy linh thạch e sợ phi thường khó khăn, trừ phi là luyện khí sư các loại, bọn hắn có thể tự mình luyện chế xuất các loại pháp khí, sau đó đem những pháp khí này bắt được đấu giá hội bên trên đi bán đấu giá, như vậy kiếm tiền phương pháp là nhanh nhất, nhiều nhất. Hà Bình, người lẽ nào đã quên chúng ta lão đại liền là một gã luyện khí sư sao? Tại đây Thiên Diệu Thành trong khẳng định có sàn đấu giá. Hoàng Xung Nghĩa lập tức hưng phấn nói. Nói thật. Diệp Thần Phong bây giờ đối với luyện khí căn bản là một chữ cũng không biết, bất quá, bóng đen người Giang Vận Thiên nói hắn, hẳn có thể nhẹ nhõm luyện chế ra chữ vật giới chỉ, cho nên,
Diệp Thần Phong lại hỏi, nếu như ta luyện chế ra chữ vật giới chỉ, có thể tại đấu giá hội bên trong đấu giá được giá cả bao nhiêu? Lão đại, chữ vật giới chỉ có luyện khí tông bên trong hai tên luyện khí sư mới có thể luyện chế ra tới. Hơn nữa này chữ vật giới chỉ luyện khí tông chỉ hướng lục phẩm tông môn lấy trở lên tông môn số lượng có hạn cung cấp. Cho nên này chữ vật giới chỉ căn bản sẽ không xuất hiện tại đấu giá hội thượng. Như quả lão đại ngươi thật sự có thể luyện chế ra chữ vật giới chỉ, e sợ đây tuyệt đối có thể quay bán ra một cái giá trên trời. Hà Bình kích động cả người đều bắt đầu run rẩy, hắn thật giống đã có thể nhìn thấy trước mặt mình chất đầy vô số linh thạch. Chương 1247, ngươi dối trá. Ta cũng dối trá. Đang xác định chữ vật giới chỉ có thể tại đấu giá hội thượng đấu giá giá trị sau đó Diệp Thần Phong liền quyết định trước tiên lấy này chữ vật giới chỉ hung hăng mò một khoản. Bất quá, Diệp Thần Phong đối với luyện chế chữ vật giới chỉ, hắn căn bản vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, thế là, hắn lập tức âm thầm hỏi bóng đen người Giang Vận Thiên. Diệp Thần Phong từ Giang Vận Thiên nơi đó hiểu được, này luyện chế chữ vật giới chỉ ngoại trừ muốn lĩnh ngộ pháp tắc không gian ở ngoài, chỉ cần không linh thạch một loại tài liệu mà thôi. Bây giờ Diệp Thần Phong mấu chốt nhất chính là phải mau sớm thu được không linh thạch, bằng không hắn liền đừng muốn rời khỏi Thiên Diệu Thành. Nhưng Hà Bình trên người chỉ còn dư lại một khối linh thạch trung phẩm, Diệp Thần Phong cho dù dùng đầu ngón chân suy nghĩ, hắn cũng có thể nghĩ đến muốn dùng một khối linh thạch trung phẩm đi mua đến không linh thạch. Đây chính là nằm mộng ban ngày rồi. Hà Bình, ba người các ngươi biết không linh thạch cụ thể giá tiền sao? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Hà Bình ba người nguyên bản đều nằm ở hưng phấn sau đó Diệp Thần Phong lời nói không thể nghi ngờ là cho bọn họ rót một chậu nước lạnh. Bọn hắn đồng dạng biết không linh thạch chính là luyện chế chữ vật giới chỉ chủ yếu tài liệu. Hoàng Xung Nghĩa kéo đứng thẳng cái đầu, nói ra, lão đại, này không linh thạch mặc dù là luyện chế chữ vật giới chỉ tài liệu, nhưng không linh thạch cũng không phải khan hiếm tài liệu. Hơn nữa trên đất huyền giới có thể luyện chế chữ vật giới chỉ cũng chỉ có luyện khí tông hai tên luyện khí đại sư mà thôi. Cho nên này không linh thạch sẽ không đắt tiền quá bất hợp lý, bình thường 100 khối linh thạch trung phẩm. Này là có thể mua được một khối phổ thông lớn nhỏ không linh thạch rồi. 100 khối linh thạch trung phẩm đối với đại tông môn đệ tử, này như cùng là chín châu một sợi lông, mà đối với chúng ta mà nói quả thực là thiên giới, lại nói trên người chúng ta hiện tại chỉ còn dư lại một khối linh thạch trung phẩm rồi, đoán chừng liền tiền thuê đều duy trì không được mấy ngày. 100 khối linh thạch hạ phẩm bằng với một khối linh thạch trung phẩm. 1000 khối linh thạch hạ phẩm bằng với một khối linh thạch thượng phẩm. Mà 100 khối linh thạch trung phẩm thì bằng với một khối linh thạch thượng phẩm, ở đằng kia chút nhất lưu tông môn. Hoặc là đỉnh cấp tông môn bên trong đệ tử hạch tâm, bọn hắn hàng năm tại trong tông môn lấy được linh thạch thượng phẩm liền nhiều vô số kể, có thể nói Hà Bình ba người vốn là sống ở địa huyền giới tầng dưới chót bên trong thế giới. Diệp Thần Phong đang nghe xong Hoàng Xung Nghĩa lời nói sau, trong lòng của hắn đồng dạng là không có biện pháp chút nào, hắn nhìn xem đầy mặt khuôn mặt u sầu Hà Bình ba người. Nói ra chúng ta trước tiên ở hôm nay rượu trong thành tùy tiện đi một chút đi. Hôm nay rượu thành vô cùng lớn, hai bên đường phố là rực rỡ muôn màu cửa hàng, có rượu lầu. Có dừng chân khách sạn, đương nhiên cũng có bán các loại người tu luyện cần vật phẩm, muốn tại đây thiên rượu trong thành mở cửa tiệm, hàng năm đều phải muốn hướng về thiên rượu thành phủ thành chủ giao nộp một bút mức không ít linh thạch. Bất quá, muốn đến thiên rượu trong thành mở cửa tiệm người hay là đổ xô tới. Một tới nơi này cửa hàng toàn bộ do trời rượu thành bảo vệ, không người nào dám trên trời rượu trong thành quấy rối. Thứ hai thiên rượu thành không thể nghi ngờ đã trở thành rất nhiều người chỗ tránh nạn. Chỉ cần đi vào thiên rượu thành, sẽ không có người dám ở thiên rượu trong thành động thủ giết người rồi. Cho nên lâu dần, hôm nay rượu thành là càng ngày càng phồn hoa, có thể nói toàn bộ thiên rượu bên trong thành là rồng rắn lẫn lộn, có quần áo cao quý đại tông môn đệ tử. Cũng tương tự có hai tay để trần hung ác đại hán. Dù sao là tam giáo cửu lưu người đều có. Từng ở thiên diệu trong thành vừa vặn dựng nên, phàm là vào thành người, không cho phép tranh đấu quy củ sau đó lúc ấy có một tên tạo hóa cảnh cường giả. Chịu đến một cái ngũ phẩm tông môn tông chủ truy sát, người tông chủ này có luân hồi cảnh thực lực. Không quan tâm truy sát tiến vào thiên diệu thành, nhưng kết quả trực tiếp được thiên diệu thành thành chủ cho miểu sát, có người nói sau đó cái kia ngũ phẩm tông môn còn muốn đến đòi thuyết pháp, nhưng cuối cùng trong vòng một đêm. Cái kia ngũ phẩm tông môn từ trên xuống dưới được huyết tẩy rồi sạch sành xanh. Từ đó về sau, sẽ không có người dám ở thiên diệu thành nháo sự, rất nhiều người đều tin đồn thiên diệu thành thành chủ thực lực, không so với cái kia đỉnh cấp tông môn tông chủ yếu, thậm chí yếu còn cao hơn bọn họ thượng một bậc,
cho nên đỉnh cấp tông môn cũng đều sẽ cho Thiên Diệu thành phủ thành chủ một ít mặt mũi. Diệp Thần Phong bọn bốn người lung tung đi dạo một phút, sau đó bọn hắn ở một cái tên là thần khí các cửa hàng trước cửa ngừng lại, chỉ thấy thần khí này các cửa vào vây đầy 70, 80 người, xuất phát từ hiếu kỳ, Diệp Thần Phong đám người chen vào trong đám người, chỉ thấy tại cửa vào bên trái địa phương, để đó một khối cao chừng 2 mét hình tròn hòn đá. Tại hình tròn hòn đá bên cạnh, trả dán vào một tấm màu hồng đại giấy, trên giấy dùng chữ màu đen thể viết, tiểu điếm hôm nay khai trương. Phàm là tại thần niệm cảnh bên dưới cao thủ, giao nộp một khối linh thạch trung phẩm sau, nếu như có thể một quyền đem khối đá này cho đánh nứt, liền có thể tiến vào chúng ta thần khí các tùy ý chọn tuyển 3 loại vật phẩm. Thần khí này trong các là bán các loại luyện khí tài liệu, trong đó không thiếu có rất nhiều chân quý tài liệu, cái này cũng là sở dĩ hấp dẫn nhiều người như vậy nguyên nhân, nếu như ngươi có thể lấy ra một loại để luyện khí tông luyện khí sư động tâm tài liệu. Cái kia nói không chừng luyện khí tông luyện khí sư là có thể miễn phí giúp ngươi luyện chế một loại vũ khí. Bất quá, phàm là có thể để luyện khí sư động tâm tài liệu, bình thường đều là cực kỳ chân quý, phổ thông người tu luyện coi như là cố gắng cả đời cũng mua không được. Thần khí này các khai trương hoạt động, không thể nghi ngờ là đốt lên những kia thông linh cảnh cùng hợp biển cảnh cao thủ hy vọng, dù sao thần niệm cảnh cao thủ là không thể đủ tham dự, có thể từ mới vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Đã có hơn 20 tên thông linh cảnh cùng hợp biển cảnh cao thủ, bọn hắn sử xuất toàn lực đi oanh kích khối này hình tròn hòn đá, đáng tiếc là đến bây giờ hình tròn trên tảng đá liền một tia đá vụn đều không có giải rác, trong lúc nhất thời những người này bắt đầu hoài nghi thần khí các có rõ ràng lừa dối hành vi rồi. Tảng đá kia thông linh cảnh cùng hợp biển cảnh thực lực người căn bản là đánh không nứt, các người thần khí các nhất định muốn đem ta giao nộp một khối linh thạch trung phẩm trả lại. Đúng, các người thần khí các thuần túy là lừa gạt. Vội vàng đem linh thạch lùi trả cho chúng ta. Đứng ở thần khí các lối vào cửa hàng một tên 40 mấy tuổi mập mạp, hắn du quang đầy mặt, trên mặt là một bộ gian trá biểu lộ, tên của hắn gọi là Chu Minh Thiên, thực lực tại hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, hắn chính là nhà này thần khí các trưởng quỹ. Chu Minh Thiên trên mặt thịt mỡ run rẩy hai lần, hắn mập mạp kia thủ hạ hạ thấp xuống ép, nói ra, các vị bình tĩnh đừng nóng, các ngươi sở dĩ không cách nào đem tảng đá kia đánh nứt. Này là thực lực của các ngươi còn không được, bên cạnh ta vị này thực lực tại hợp biển cảnh nhất trọng thiên, không bằng để cho hắn đến làm cái làm mẫu đi. Đứng ở Chu Minh Thiên bên cạnh tên kia người cao hung ác nam nhân, trên người hắn không ngừng phun trào hợp biển cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thật khí thế, hắn trực tiếp đi tới cao 2 mét tảng đá trước, ầm. Một tiếng, hắn trực tiếp một quyền đánh vào thạch đầu trái phía trên, đem trái phía trên một góc cho đánh nứt xuống. Tại đây đầy mặt hung tướng đàn ông trung niên bề ngoài diễn sau khi xong, mập mạp Chu Minh Thiên cười nói, mọi người xem đi. Ta thủ hạ này mới hợp biển cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực, nhưng là hắn có thể đủ đánh nứt tảng đá kia rồi, tiếp đó, chả có ai muốn thử xem. Đứng ở trong đám người Diệp Thần Phong, cảm nhận của hắn năng lực là cực kỳ nhạy cảm, vừa vặn ở đằng kia đầy mặt hung tướng nam nhân vung quyền thời điểm. Diệp Thần Phong rõ ràng từ trên người đối phương cảm thấy một tia tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thật khí thế, chỉ là này đầy mặt hung tướng đàn ông trung niên ẩn nấp tốt vô cùng, cho dù đồng dạng là tạo hóa cảnh cao thủ cũng cảm giác không ra này đàn ông trung niên tại dối trá. Ở đây người chung quanh thực lực cao nhất cũng chỉ là tại thần niệm cảnh, bọn hắn đương nhiên cảm giác không ra trong này mờ ám, có thể nói Diệp Thần Phong tại năng lực nhận biết phương diện là một cái 10 phần quái thai. Tại đầy mặt hung tướng nam nhân biểu diễn xong sau, người chung quanh trở nên trầm mặc không nói, mà trong lồng ngực ôm tiểu bạch Diệp Thần Phong, khóe miệng hắn là mang theo tia tia tiếu ý, ta xem suốt muốn đánh nứt khối đá này, tối thiểu yếu tạo hóa cảnh nhất trọng thiên thực lực, mà thần khí này trong các rất có thể lại rãnh rỗi linh thạch, có cửu u băng sư tiểu bạch tại, Diệp Thần Phong ngược lại cũng không ngại dối trá một lần. Diệp Thần Phong hỏi Hà Bình cầm cái cuối cùng linh thạch trung phẩm sau, hắn liền đi ra đoàn người. Đem linh thạch giao cho mập mạp Chu Minh Thiên, nói ra ta cũng muốn thử xem. Diệp Thần Phong trong cơ thể thực lực là vừa xem hiểu ngay, thông linh cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ, tiếp nhận linh thạch mập mạp Chu Minh Thiên, trên mặt hắn cười ha hả nói, được, tiểu huynh đệ, ta làm coi trọng ngươi. Cái này Chu Minh Thiên tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn lại cười lạnh nói, lại là một kẻ ngu ngốc, không nghĩ tới hôm nay thần khí các vừa vặn khai trương, ta là có thể kiếm một số tiền nhỏ rồi. Tiểu tử, người mới thông linh cảnh tứ trọng thiên thực lực, người cũng đừng có đi mất mặt xấu hổ, còn trắng trắng lãng phí một khối linh thạch trung phẩm. Tiểu tử, người cho rằng tảng đá kia là dễ dàng như vậy đánh nứt đấy sao?
Ta xem vừa vặn thần khí các người kia, nói không chắc là trời sinh thần lực. Người chung quanh dồn dập trêu chọc lên Diệp Thần Phong, mà trong đám người, có một ông lão đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó mắt hắn bên trong toát ra không cách nào che giấu tinh quang. Trong lồng ngực ôm tiểu bạch Diệp Thần Phong, hắn không có đi để ý tới người chung quanh tiếng bàn luận, trực tiếp đi tới tảng đá lớn trước mặt, đưa lưng về phía tất cả mọi người, vừa vặn đem tầm mắt mọi người đủ trận lại, tay phải sờ mò tiểu bạch sau đó hắn lập tức vung quyền hướng về tảng đá oanh kích mà đi rồi. Mà cùng lúc đó, trong lồng ngực tiểu bạch cũng hướng tảng đá vung ra nó móng vuốt nhỏ, tiểu bạch đem tự thân tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực cho ẩn nấp tốt vô cùng. Một tiếng. Tại Diệp Thần Phong quả đấm cùng tảng đá tiếp xúc sau đó khối này tảng đá lớn là vẫn không nhúc nhích, Du Quang đầy mặt mập mạp Chu Minh Thiên cười nói, tiểu huynh đệ, nếu như còn muốn là thử xem lời nói, ngươi có thể tại giao nộp một khối linh thạch trung phẩm, ngươi. Nhưng mà, làm mập mạp lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe từ hình tròn trên tảng đá lớn phát ra răng rắc. Răng rắc, răng rắc, thanh âm, tiếp lấy, lại là ầm. Một tiếng, chỉnh khối đá lớn trực tiếp bạo liệt ra. Thần khí các lối vào cửa hàng trong nháy mắt yên tĩnh lại, mập mạp kia Chu Minh Thiên nụ cười trên mặt lập tức đọng lại. Về phần, trong lồng ngực ôm tiểu bạch Diệp Thần Phong, hắn sờ sờ mũi, nói ra, ồ, còn thật sự được ta cho đánh bể. Xem ra vận khí của ta không sai. Nếu thần khí các mập mạp này là dối trá trước, như vậy Diệp Thần Phong dối trá lên cũng căn bản không hề gánh nặng trong lòng rồi. Chương 1248, kẻ thù gặp mặt. Này, điều này sao có thể? Người rõ ràng chỉ có thông linh cảnh tứ trọng thiên thực lực, người làm sao có khả năng có thể thanh khối đá này cho đánh bể? Người dối trá, người khẳng định dối trá. Mập mạp Chu Minh Thiên khẩu một người trong sức lực du du thì thầm nói. Phải biết hình tròn đá lớn chỉ có tạo hóa cảnh cường giả mới có thể đem hắn đánh nứt, mập mạp này để cho an toàn, hắn liền thần niệm cảnh người đều không cho tham dự, vì chính là lấy phòng ngừa vạn nhất, nhưng hôm nay tảng đá lại bị một cái thông linh cảnh tiểu tử cho đánh bể, này dù như thế nào cũng không cách nào khiến hắn tiếp nhận. Ông cửu U Băng Sư Tiểu Bạch Diệp Thần Phong, hắn đề cao hơn một chút âm lượng, nói ra, người đây là ý gì? Người có chứng cứ gì nói ta ăn gian? Lẽ nào khối đá này thông linh cảnh cùng hợp biển cảnh người căn bản đánh không nứt sao? Bằng không ngươi vì sao lại kinh ngạc như thế? Lẽ nào ngươi đúng là đang lừa gạt tất cả mọi người sao? Xem ra cũng chỉ có để Thiên Diệu Thành người của Phủ Thành Chủ đến phân xử thử rồi. Nghe được Diệp Thần Phong nhắc lên Phủ Thành Chủ, mập mạp này Chu Minh Thiên sắc mặt lập tức hơi đổi, trên trời rượu trong thành chỗ mở tiệm phố nhất định muốn quang minh chánh đại, nếu như làm một ít chuyện trộm gà trộm chó. E sợ Thiên Diệu Thành Phủ Thành Chủ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, chuyện này nếu để cho người của Phủ Thành Chủ tham gia, đây đối với Chu Minh Thiên tới nói tuyệt đối không là một chuyện tốt. Chu Minh Thiên cẩn thận trên dưới đánh giá một phen Diệp Thần Phong, hắn cũng không hề nhìn ra Diệp Thần Phong chỗ đặc biệt, đương nhiên hắn càng sẽ không chú ý Diệp Thần Phong trong lồng ngực phiên bản bỏ túi cửu U Băng Sư rồi, ở trong mắt hắn Diệp Thần Phong trong lồng ngực nhắm mắt lại lười biếng tiểu bạch. Căn bản là chỉ là một con lớn lên có phần đặc mèo con khác mèo mà thôi, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi tảng đá là bị này con mèo nhỏ cho một móng vuốt đập nát được rồi. Đứng ở Chu Minh Thiên bên cạnh đầy mặt hung tướng đàn ông trung niên, tên của hắn gọi là Hoa Chiếu. Hắn thân là tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ cường giả, hắn vừa vặn cũng không có cảm giác ra bất kỳ cái gì dị thường đến. Hắn bắt đầu hoài nghi là không phải là mình vừa nãy tổn thương tảng đá kia căn bản. Cho tới mới bị Diệp Thần Phong cái này thông linh cảnh tiểu tử cho chiếm đi tiện nghi. Làm Chu Minh Thiên cùng Hoa Chiếu đều do dự không quyết định thời điểm, chỉ thấy Diệp Thần Phong đối với người chung quanh, nói ra, mọi người cùng đi với ta tham quan thần khí các, nhìn ta một chút có thể chọn được cái nào ba món đồ. Diệp Thần Phong căn bản không cho mập mạp Chu Minh Thiên cơ hội hối hận, hắn trước tiên kéo khởi ở đây những người khác hứng thú. Như vậy nếu như Chu Minh Thiên còn dám đổi ý, hắn tuyệt đối sẽ gây nên công phẫn. Mà ngay tại lúc này, vừa nãy ở trong đám người nhìn thấy Diệp Thần Phong sau đó trong đôi mắt lập tức tỏa ra ánh sao một ông già đi ra, cười nói tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt a hát. Ngươi đã là chúng ta trong tông môn người rồi, hôm nay liền để lão phu ta tới giúp ngươi chọn ba món đồ đi. Này đi ra lão đầu chính là lúc trước đem Diệp Thần Phong đẩy hướng Ninh Tuyết Nhi. Mà chính mình lại chạy mất dép Thanh Dương Tông đại trưởng lão Ngô Trưởng Nam, hắn vừa vặn một mực ở trong đám người. Cho nên Diệp Thần Phong mới sẽ không chú ý tới lão già này. Tại Ngô Trưởng Nam nhìn thấy Diệp Thần Phong thời điểm,
hắn không thể nghi ngờ là thoáng chấn kinh rồi một cái, phải biết lần trước cùng Diệp Thần Phong lúc chia tay, Diệp Thần Phong mới thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực, mà vừa mới qua đi bao nhiêu ngày. Diệp Thần Phong càng nhưng đã tới thông linh cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ, này làm cho hắn khẳng định Diệp Thần Phong trên người nhất định là có tuyệt thế công pháp. Tại Diệp Thần Phong đám người còn chưa có tới thần khí các trước đó. Này Ngô Trưởng Nam cũng đi thử oanh kích qua tảng đá kia, lấy hắn hợp biển cảnh nhị trọng thiên thực lực, hắn căn bản vô pháp lay động tảng đá kia, cho nên dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong tuyệt đối là dùng một loại nào đó bí bảo đem tảng đá nổ nát, trong lúc nhất thời. Ngô Trưởng Nam đối với Diệp Thần Phong trên người bí mật là càng thêm khát vọng rồi. Lần sau Diệp Thần Phong oanh đánh nát cái kia tảng đá lớn, hắn liền có thể tiến vào thần khí các lựa chọn ba món đồ rồi. Ngô Trưởng Nam biết thần khí này các trong khẳng định có bất phàm đồ vật, hắn nếu như có thể đạt được ba loại hiếm thấy tài liệu, như vậy hắn liền nói không chắc có thể tìm luyện khí tông luyện khí sư, giúp hắn luyện chế như thế thích hợp vũ khí của hắn rồi. Diệp Thần Phong đang nhìn đến từ trong đám người đi ra lão đầu Ngô Trưởng Nam sau, hắn ngược lại cũng đúng là hơi hơi sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ ở Thiên Diệu trong thành gặp phải Ngô Trưởng Nam lão đầu này tây, chính là kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Này Ngô Trưởng Nam lúc trước đem hắn đẩy hướng Ninh Tuyết Ni, này rõ ràng cho thấy muốn hại chết hắn, Diệp Thần Phong không đi tìm ông lão này, lão đầu này dĩ nhiên chủ động đã tìm tới cửa. Diệp Thần Phong tuy chỉ có thông linh cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ thực lực, thế nhưng hắn không chút nào sợ Ngô Trưởng Nam rồi, vừa đến hôm nay Diệu trong thành là không cho phép động thủ tranh đấu, thứ hai e sợ này Ngô Trưởng Nam còn chưa đủ tiểu bạch nhét kẻ răng đây. Loại này Ngô Trưởng Nam rời đi Thiên Diệu thành sau, Diệp Thần Phong sớm muộn cũng sẽ đem lão già này đưa đi Tây Thiên đi. Người lão già này là ai? Người hôm nay ra ngoài sẽ không phải là đầu chỉ để cho con lừa nó đã chứ? Vẫn là của ngươi cái chán được khe cửa cho gấp, nơi nào mát nhanh cho ta nơi nào ở. Diệp Thần Phong bĩu môi nói ra. Ngô Trưởng Nam khuôn mặt tươi cười lập tức chuyển biến thành phẫn nộ, mà khi hắn nhìn thấy Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng rít ràng ba người này, bọn hắn cũng từ trong đám người ép ra ngoài. Hà Bình ba người nhưng là nguyên bản Thanh Dương Tông đệ tử nội môn, Ngô Trưởng Nam là liếc mắt một cái liền nhận ra Hà Bình bọn hắn, trên mặt của hắn lại hiện lên nụ cười hiền hòa, nói ra, ba người các ngươi đều không có chuyện gì chứ. Lần trước làm ta gãy về tới cứu các ngươi thời điểm, ta đã tìm không tới tung ảnh của các ngươi rồi, các ngươi sẽ không phải quái đại trưởng lão ta đi. Lấy sau tiếp tục đi theo ta sẽ đem Thanh Dương Tông trọng mới tạo dựng lên. Mà các ngươi chính là ta Thanh Dương Tông mới nhập làm trưởng lão. Luôn luôn so sánh làm quái Hoàng Sung Nghĩa, hắn đang nhìn đến Ngô Trưởng Nam sau, hắn nói ra, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Đang nhìn đến Hoàng Sung Nghĩa không có làm bộ không quen biết hắn, này làm cho Ngô Trưởng Nam trong lòng vui vẻ, hắn lập tức đối với người chung quanh, nói ra các vị, các ngươi thấy được chưa? Này bốn cái tiểu gia hỏa đều là lão phu vãn bối. Có ta người trưởng bối này đến giúp bọn họ chọn ba món đồ, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Ngược lại, Ngô Trưởng Nam rồi hướng Diệp Thần Phong, nói ra, người cũng không cần làm bộ không quen biết ta, người có biết hay không đây là đại nghịch bất đạo sự tình. Người biết cái gì gọi là tôn kính trưởng bối sao? Chưa kịp ôm tiểu bạch Diệp Thần Phong nói chuyện, Hoàng Sung Nghĩa lại tiếp tục nói, người đối với lão đại của chúng ta thì thầm cái gì? Người có tư cách đối lão đại của chúng ta nói như vậy sao? Chỉ ngươi này uất ức dạng cũng muốn xung làm trường bối của chúng ta. Ngươi chẳng qua là chúng ta trước kia trong tông môn một cái chọn phân người mà thôi, trên trời Diệu trong thành muốn xung cái gì đầu to. Hạng rít ràng cũng vội vàng nói, các vị, các ngươi tuyệt đối không nên đợi tin lão già này lời nói, lão đầu này xác thực chỉ là một cái chọn phân người. Tại nửa tháng trước, hắn trộm đi chúng ta trong tông môn như thế chí bảo, lần này chúng ta cùng trưởng bối cùng đi ra đến chính là vì tìm kiếm này chọn phần lão đầu. Chỉ là chúng ta cùng trưởng bối của mình đi rời ra, không nghĩ tới sẽ ở hôm nay Diệu trong thành gặp phải này chọn phần lão đầu. Hà Bình tức giận nối liền đi nói ra, chọn phần lão đầu, mau đem tông môn chí bảo giao ra đây, bằng không ngươi đời này cũng nghỉ muốn rời khỏi Thiên Diệu thành, không người chúng ta chắc chắn làm cho ngươi chết không chỗ chôn địa. Không nghĩ tới này Hoàng Sung Nghĩa đám người hành động là một cái so với một cái được, này làm cho mọi người chung quanh bắt đầu đã tin tưởng Hoàng Sung Nghĩa bọn họ. Dù sao hôm nay Diệu Thành là nổi danh chỗ tránh nạn, như Ngô Trưởng Nam người như vậy không phải số ít, này làm cho mọi người chung quanh mắt nháng lửa, bọn hắn đã tại đánh tới Ngô Trưởng Nam trên người cái này chí bảo chú ý rồi. Ba người các ngươi không nên ngậm máu phun người.
Ngô Trưởng Nam không nghĩ tới sự tình sẽ như thế phát triển, nghe được trái một câu chọn phần lão đầu, phải một câu chọn phần lão đầu, cái này Ngô Trưởng Nam tức giận là sắc mặt đỏ lên cực kỳ, trên trán bạo khởi tráng kiện gân xanh, trên thân thể là nhấp nhô hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong khí thế. Chọn phần lão đầu, vừa vặn ta làm bộ không quen biết ngươi, là muốn cho ngươi một cái ăn năn cơ hội, thật không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên tham lam muốn khi dễ chúng ta mấy. Tông môn năm đó thanh chọn phần công việc này giao cho ngươi, đồng thời giúp ngươi cái này chọn phần lão đầu đem thực lực tăng lên tới hợp biển cảnh, ngươi chẳng những không có cảm tạ tông môn, lại vẫn làm ra như thế trộm gà bắt chó sự tình. Chọn phần lão đầu, ngươi là tông môn tội nhân. Nói xong, Diệp Thần Phong khuôn mặt lộ ra một vệt tiếc hận, cùng với một vệt phẫn nộ. Ngô Trưởng Nam tức giận yếu nổ tung, đối mặt người chung quanh xem thường ánh mắt, dưới cái nhìn của bọn họ Ngô Trưởng Nam tuy nhiên đã đến hợp biển cảnh. Thế nhưng này Ngô Trưởng Nam chỉ là một cái chọn phân người, này làm cho người chung quanh không đúng Ngô Trưởng Nam sản sinh khinh bỉ cũng không được rồi. Ngô Trưởng Nam tức giận cả người run rẩy, bức tại nhìn trời Diệu Thành quy củ, hắn cũng không dám hướng về Diệp Thần Phong đám người động thủ, cuối cùng bóng người lóe lên, chỉ có thể tạm thời thở phì phò rời khỏi. Chương 1249, bọn hắn đã là chết người đi được. Tại Ngô Trưởng Nam lúc rời đi, Thần khí các trưởng quỹ mập mạp Chu Minh Thiên, hắn muốn chính mình trước tiến vào thần khí các đem quý trọng vật phẩm ẩn núp đi, nhưng Diệp Thần Phong xoay người một cái ôm lấy Chu Minh Thiên vai, nói ra, mập mạp, chúng ta hiện tại có thể đi ngươi trong cửa hàng chọn đồ vật rồi. Ngược lại, Diệp Thần Phong rồi hướng mọi người chung quanh, nói ra, mọi người cũng đều chớ ngẩn ra đó, cùng đi xem mập mạp này trong cửa hàng có vật gì tốt. Thần khí các lối vào cửa hàng người chung quanh. Bọn hắn cũng hết sức tò mò Diệp Thần Phong hội chọn đến quý trọng gì tài liệu. Lần sau Diệp Thần Phong bọn bốn người thực lực đều chỉ có thông linh cảnh tầng thứ, nếu như Diệp Thần Phong đám người chọn đã đến thứ tốt, như vậy bọn hắn không ngại các loại Diệp Thần Phong đoàn người rời đi Thiên Diệu Thành sau, đối Diệp Thần Phong đám người tới một lần đại cướp sạch, cho nên cửa vào chung quanh tất cả mọi người là tràn vào bên trong cửa hàng. Này hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ mập mạp Chu Minh Thiên, hắn tránh thoát Diệp Thần Phong cánh tay. Hắn hận nhất người khác gọi hắn vì mập mạp, trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm cực kỳ, trên mặt thịt mỡ không tự chủ được lay động, mà đứng tại mập mạp bên cạnh hoa chiếu, trên người hắn nổi lên tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thật khí thế. Chu Minh Thiên lập tức vỗ vỗ hoa chiếu vai, nói ra, không nên bại lộ thực lực của ngươi, bằng không tất cả mọi người sẽ biết vừa vặn tất cả chỉ là một cái âm mưu rồi, Thiên Diệu phủ thành chủ nhưng không cho phép loại chuyện này phát sinh. Trước tiên các loại ứng phó xong tiểu tử này lại nói. Diệp Thần Phong lại đi tiến thần khí các sau, hắn lập tức cẩn thận quan sát bốn phía, đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Hà Bình, hắn chỉ bên trái một góc, nói ra, lão đại. Khối này phải là không linh thạch rồi, bất quá, này không linh thạch yếu so với bình thường không linh thạch lớn hơn nhiều. Giá cả đại thể tại 1.000 khối linh thạch trung phẩm khoảng chừng, cũng chính là 10 khối linh thạch thượng phẩm. Diệp Thần Phong theo Hà Bình ngón tay nhìn sang, chỉ thấy ở bên trái trong một góc hẻo lánh, có một khối cao chừng nửa mét, bề rộng chừng nửa mét hình vuông màu trắng bạc hòn đá. Diệp Thần Phong trực tiếp đi tới không linh thạch bên, nói ra ta chọn thứ một thứ chính là khối này tảng đá. Chung quanh nhìn thấy Diệp Thần Phong chọn một khối hình thể so sánh lớn không linh thạch. Này để trên mặt bọn họ từng cái lộ ra thần sắc cổ quái. Tiểu huynh đệ, ngươi sẽ không phải không hiểu cái gì tài liệu quý giá nhất chứ? Ngươi lựa chọn tảng đá kia tuy rằng hình thể rất lớn, thế nhưng giá trị của nó lại thấp đáng thương. Ngươi chọn tảng đá kia gọi là không linh thạch, chỉ có luyện chế chư vật giới chỉ mới có tác dụng, mà tại toàn bộ địa huyền giới chỉ có luyện khí tông hai tên luyện khí đại sư mới sẽ luyện khí chư vật giới chỉ, này không linh thạch đối với ngươi mà nói căn bản không dùng. Tiểu tử, ngươi thẳng thắn bán một cái chọn vật phẩm cơ hội cho ta thế nào? Về sau có chuyện gì cũng có thể tới tìm ta. Chu Minh Thiên cùng Hoa Chiếu cũng đi vào thần khí trong các. Tại Chu Minh Thiên nhìn thấy Diệp Thần Phong chọn lựa một khối không linh thạch sau, trong lòng của hắn cuối cùng là thở ra một hơi, khối này không linh thạch hình thể tuy lớn, nhưng ở hắn thần khí trong các xem như là giá trị hơi thấp rồi, cho nên dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong vốn là một cái gì cũng không hiểu tiểu tử vắt mũi chưa sạch, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới Diệp Thần Phong chọn không linh thạch, chính là vì luyện chế nhẫn chứa đồ rồi. Phía ngoài tảng đá là vị huynh đệ này đánh nổ, chỗ dùng các ngươi không thể giúp hắn chọn vật phẩm. Chu Minh Thiên nghĩa tránh ngôn từ nói ra. Diệp Thần Phong không có đi để ý tới người chung quanh cùng mập mạp Chu Minh Thiên lời nói.
Hắn tiếp tục tại thần khí trong các chạy suốt, mà ngay vào lúc này. Trong đầu hắn vang lên bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm, tiểu gia hỏa, người hướng về quầy hàng phương hướng nhìn lại. Nghe vậy, Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn về phía trưởng quỹ quầy hàng, chỉ thấy tại trên quầy để đó một khối không hề bắt mắt chút nào màu trắng mảnh ngọc, cùng với một khối dài một gạo, rộng nửa mét xỉ xét loang lổ khối thép. Diệp Thần Phong trong lòng nghi ngờ hỏi tủ vật trên đài có gì đáng xem. Chỉ là một miếng ngọc vỡ mảnh cùng một khối phá khối thép mà thôi. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh cười cười, nói ra tiểu gia hỏa, hai thứ đồ này đều không đơn giản, ta từ cái kia màu trắng trong miếng ngọc cảm thấy phi thường khí tức cổ xưa, mà cái kia dì xét loang lổ khối thép, nó mặt ngoài dì xét che giấu nó chân thực diện mạo, nếu như ta đoán không lầm lời nói, cái kia dì xét loang lổ khối thép chính là huyền thiết, lớn như vậy một khối huyền thiết, hắn giá trị tuyệt đối tại 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm bên trên, người vội vàng đem hai thứ đồ này đều tuyển xuống. Trước tiên không nói cái kia phổ thông màu trắng mảnh ngọc, cái kia dì xét loang lổ khối thép dĩ nhiên giá trị liền ở 10.000 linh thạch thượng phẩm bên trên. Diệp Thần Phong thật là có chút hoài nghi mình sẽ bị Ngô Phong dỗi rảnh cho hãm hại, bất quá, hắn vẫn là đi thẳng tới trước quầy, trực tiếp đem màu trắng mảnh ngọc cùng khối thép nắm trong tay, nói ra, hai thứ đồ này ta cũng muốn. Tiểu tử, ngươi nên không phải ngốc hả? Thần khí này trong các có kia nhiều tài liệu quý giá ngươi không tuyển. Người một mực chọn hai thứ này phá đổ vật. Tiểu tử, nghe chúng ta một câu, đổi những vật khác đi. Người tuyển hai thứ đồ này vô cùng tính không ra. Mà Diệp Thần Phong ánh mắt trước sau chú ý mập mạp Chu Minh Thiên, khi hắn chọn được hai thứ đồ này sau đó Chu Minh Thiên trong con ngươi rõ ràng tránh qua một chút tức giận, vậy thì để Diệp Thần Phong càng thêm khẳng định hai thứ đồ này hay là thật sự có giá trị không nhỏ. Chu Minh Thiên đi lên hai bước, nói ra tiểu huynh đệ. Ngươi thật sự muốn chọn hai thứ đồ này sao? Cái kia ta nhưng là cảm ơn trời đất. Chu Minh Thiên trên mặt cố ý lộ ra một vẻ thần sắc vui mừng, hắn này hoàn toàn là cố làm ra vẻ bí ẩn, muốn để Diệp Thần Phong từ bỏ hai thứ đồ này. Này Chu Minh Thiên kỳ thực chính là luyện khí tông bên trong một tên trưởng lão nhi tử, nhưng luyện khí tông chọn lựa đệ tử hết sức nghiêm khắc, coi như là trưởng lão nhi tử, đó cũng là nhất định muốn trải qua khảo nghiệm. Mà này Chu Minh Thiên trời sinh không phải làm luyện khí sư dự đoán, cho nên hắn đến bây giờ cũng không có tư cách gia nhập luyện khí tông. Bất quá, phụ thân của Chu Minh Thiên tốt xấu cũng là luyện khí tông trưởng lão, cho nên Chu Minh Thiên dựa vào quan hệ của cha ngược lại là sinh hoạt không lo, có thể tại đây thiên diệu trong thành mở cửa hàng, đây cũng là bởi vì phụ thân hắn nguyên nhân, bằng không liền Chu Minh Thiên này hợp biển cảnh mập mạp, hắn có thể có đủ một tên tạo hóa cảnh nhất trọng thiên bảo tiêu hoa chiếu sao. Khối này nhìn như phổ thông mảnh ngọc cùng dỉ xét loang lổ khối thép, Chu Minh Thiên là từ một nhánh trong dòng binh đoàn giành được, lúc đó chi kia đoàn lính đánh thuê đang tại hộ tống hai thứ đồ này, hơn nữa chi kia đoàn lính đánh thuê thành viên thực lực chỉ có hợp biển cảnh cùng thần niệm cảnh, cuối cùng mập mạp Chu Minh Thiên để hoa chiếu động thủ, đem chi kia đoàn lính đánh thuê cho diệt sạch, cuối cùng đã nhận được ngọc phiến này cùng khối thép. Tại Chu Minh Thiên cùng hoa chiếu nghiên cứu dưới, bọn hắn lập tức nhận ra này khối thép chính là huyền thiết. Mà cái kia mảnh ngọc tuy rằng chả nhìn không ra lịch, nhưng là bọn hắn biết ngọc phiến này cũng tuyệt đối không phải là vật phàm, cho nên Chu Minh Thiên vốn là muốn đem hai thứ đồ này hiến cho cha của hắn. Mà trước lúc này, Chu Minh Thiên không nghĩ tới có người có thể đánh nổ phía ngoài tảng đá, tiến vào thần khí trong các chọn vật phẩm, cho nên hắn mới sẽ đem mảnh ngọc cùng khối thép tiện tay đặt ở trên quầy, dù sao hai thứ đồ này thật sự là quá không nổi mắt. Coi như là vứt tại trên đường cái, này hay là đều không có người hội xoay người lại nhặt. Mà khiến Chu Minh Thiên không nghĩ tới là Diệp Thần Phong dĩ nhiên thật sự chọn hai thứ đồ này. Này làm cho trong lòng của hắn có phần nôn nóng rồi. Diệp Thần Phong khi nghe đến lời của mập mạp sau, hắn cố ý lộ ra một vệt vẻ do dự, nói ra, nhưng là ta tuyển đều chọn, ta có thể hay không đủ lựa chọn lần nữa. Mập mạp Chu Minh Thiên cố ý gương mặt khó xử, nói ra, tiểu huynh đệ. Này cũng không hợp với quy củ a hát. Được rồi, ai kêu ta tốt hơn tâm đây? Ngươi thả xuống hai thứ đồ này, ta cho ngươi lại lựa chọn lần nữa như thế. Diệp Thần Phong nói thầm cho biết, cái này chẳng phải là ta muốn thiếu tuyển một thứ. Cái này thật sự là hái hoa không được, vậy ta còn tuyển như vậy hai loại đồ vật đi. Diệp Thần Phong trực tiếp đem mảnh ngọc cùng khối thép thu nhập trong không gian giới chỉ, sau đó, lại đem trong góc không linh thạch cũng thu vào. Nhìn thấy Diệp Thần Phong không chút do dự thu rồi mảnh ngọc cùng khối thép, Chu Minh Thiên trên mặt mập mạp thịt cứng ngắc giật giật hai lần sau nhìn thấy Diệp Thần Phong thậm chí có chữ vật giới chỉ.
Này đã nói lên Diệp Thần Phong ngược lại thật là có chút thân phận người, cho nên này Chu Minh Thiên tạm thời giữ vững trầm mặc. Mà người chung quanh cũng không lại trêu đùa Diệp Thần Phong rồi, một viên chữ vật giới chỉ đủ để chứng minh Diệp Thần Phong thân phận rồi, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong tuyệt đối là đại tông môn bên trong đệ tử hạch tâm. Thẳng đến Diệp Thần Phong cùng tất cả những người khác đều rời khỏi thần khí các sau, Chu Minh Thiên mới tức giận nhỏ giọng nói, khiến người ta nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ cần bọn hắn vừa đi ra khỏi Thiên Diệu Thành, ta nhất định phải trước tiên nhận được tin tức, bốn người bọn họ lại ta xem đến đã chết người, dám đắc tội ta Chu Minh Thiên, đều là sẽ không có kết quả tốt. Chương 1250, yêu nghiệt tư chất lần nữa bày ra. Hà Bình trên người cuối cùng một khối linh thạch trung phẩm đều bị Diệp Thần Phong cho dùng hết, có thể nói bây giờ Diệp Thần Phong trên người bọn hắn liền một khối linh thạch cũng không có, cuối cùng thật sự là hoàn toàn bất đắc dĩ rồi, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng rít ràng chỉ có thể đem vũ khí của mình cho Điển cầm cố, do ở vũ khí của bọn họ liền pháp khí cũng không đáng xưng là, cuối cùng gộp lại mới cầm cố 10 khối linh thạch hạ phẩm. Diệp Thần Phong đám người tìm một nhà thiên diệu trong thành tiện nghi nhất khách sạn, bất quá, coi như là tiện nghi nhất. Lấy Diệp Thần Phong trong tay bọn họ 10 khối linh thạch hạ phẩm, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ yếu một gian phòng, hơn nữa chỉ có thể ở 2 ngày. Tại Diệp Thần Phong bọn hắn đi vào phòng bên trong sau, bọn hắn căn phòng này hoàn cảnh tuy rằng kém một chút, thế nhưng không gian vẫn là rất lớn, chủ yếu nhất là có hơn. Giảm 2 cái phòng riêng đây, Diệp Thần Phong đối với cái này điểm vẫn là tương đối hài lòng, dù sao hắn kế tiếp liền muốn luyện chế chữ vật giới chỉ rồi. Đang luyện chế trong quá trình nhất định là không thể có người quấy rầy. Lão đại, ta vừa vặn cảm giác thật giống có người một mực tại đi theo chúng ta. Hà Bình không dám xác định nói. Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói ra, hẳn là thần khí các người, chúng ta không cần đi quản bọn họ, tại đây thiên diệu trong thành bọn hắn khẳng định không dám làm ẩu. Tiếp đó, các người cũng không muốn tới quấy rầy ta chuẩn bị bắt tay luyện chế chữ vật giới chỉ rồi, giúp ta chăm sóc một chút Tiểu Bạch. Diệp Thần Phong đem trong lồng ngực Tiểu Bạch đặt ở trên mặt đất, hắn nhưng là đi vào bên trong một cái phòng riêng, tướng môn cho đóng lại. Lại đi tiến trong gian phòng sau, Diệp Thần Phong lập tức ngồi xếp bằng nhắm hai mắt lại, trong lòng âm thầm nói ra, này chữ vật giới chỉ ta nên như thế nào luyện chế. Diệp Thần Phong ở trong lòng vừa vặn hỏi xong câu nói này, hắn chỉ cảm thấy trong đầu một trận trời đất quay cuồng, đợi được hắn không tự chủ được khi mở mắt ra. Hắn phát hiện mình đi tới một mảnh trên cánh đồng hoang, ở xung quanh hắn chất đầy từng khối hình vuông tảng đá. Diệp Thần Phong liếc mắt một cái liền nhận ra những tảng đá này chính là không linh thạch, hơn nữa cùng hắn tại thần khí trong các lấy được không linh thạch, từ lớn nhỏ cùng dáng vẻ nhìn lên, này hoàn toàn là giống nhau như đúc. Sau đó, Diệp Thần Phong lại thấy được đứng ở trước mặt hắn bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh cùng bóng đen người Giang Vận Thiên, hắn liền biết mình là lần nữa tiến vào trong ảo cảnh. Bóng đen người Giang Vận Thiên, nói ra tiểu tử, đây là chúng ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị cảnh tượng, nơi này có nhiều như vậy không linh thạch, đầy đủ cho ngươi luyện tập làm sao luyện chế chữ vật giới chỉ rồi. Diệp Thần Phong bĩu môi, nói ra, nơi này là huyễn cảnh, cho dù ta ở nơi này có thể luyện chế ra chữ vật giới chỉ, lẽ nào ta tại trên thực tế liền cũng có thể luyện chế ra chữ vật giới chỉ sao? Giang Vận Thiên gật đầu nói, tiểu tử, ngươi nói không sai. Chúng ta kiếm tạo ra cái này huyễn cảnh không phải là phổ thông huyễn cảnh, người ở đây trong ảo cảnh thi triển ra tất cả, đã đến trên thực tế đồng dạng là có thể thi triển ra. Được rồi, ít nói nhảm rồi, hiện tại ta đem luyện chế chữ vật giới chỉ phương pháp truyền thụ cho ngươi. Bóng đen người Giang Vận Thiên đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, mặc dù là tại trong ảo cảnh, nhưng vẫn là cho Diệp Thần Phong một loại ngập trời áp lực. Trên đất huyền giới cấp bậc cao nhất cũng chỉ là lục phẩm luyện khí sư. Mà bóng đen này người Giang Vận Thiên lại là đỉnh cấp chí tôn luyện khí sư, này làm cho Diệp Thần Phong vẫn là vô cùng hiếu kỳ Giang Vận Thiên thuật luyện khí, dù sao luyện khí sư nhưng là trên đất huyền giới cực kỳ ăn ngon, hơn nữa từng cái luyện khí sư địa vị đều cực cao. Giang Vận Thiên ánh mắt nhất động, trên mặt đất một khối hình vuông không linh thạch liền xuất hiện tại tay phải của hắn bên trên, hắn tiếp tục nói, tiểu tử, luyện chế nhẫn chứa đồ kỳ thực cũng không phải phi thường khó khăn. Khó khăn là ngươi nhất định muốn lĩnh ngộ pháp tắc không gian, kỳ thực có thể luyện chế ra chữ vật giới chỉ, này còn chưa thể xưng là luyện khí sư, bởi vì chỉ cần là lĩnh ngộ pháp tắc không gian người, bình thường đều có thể thuận lợi đem chữ vật giới chỉ cho luyện chế ra tới. Đầu quang, chúng ta nhất định phải đem không linh thạch bên trong tinh hoa bộ phận cho lựa chọn đi ra, giống như ta vậy tử. Chỉ thấy Giang Vận Thiên nhắm hai mắt ám,
cảm ứng chính mình bàn tay phải bên trên không linh thạch, tiếp lấy, từ trong cơ thể hắn không ngừng tràn ra, dường như lưỡi dao y hệt linh khí, những linh khí này từng đao cắt ở không linh thạch bên trên, rất nhanh, nguyên bản dài nửa gạo, rộng nửa mét không linh thạch, biến thành một khối thành nhân nắm tay lớn nhỏ không linh thạch rồi. Này chính là khối này không linh thạch bên trong tinh hoa bộ phận, tại đem cái này tinh hoa bộ phận lấy sau khi đi ra, người trong đầu ý tưởng nhẫn hình dạng, đem này không linh thạch trước tiên khắc đến nhẫn dáng dấp. Giang Vận Thiên vừa dứt lời, trong cơ thể hắn linh khí liền lần nữa tràn ra ngoài, khối này nắm tay lớn nhỏ không linh thạch, tại trong vòng 30 giây, trong nháy mắt được điêu khắc thành 8 chiếc nhẫn. Tại đem nhẫn hình dạng điêu khắc sau khi đi ra, người liền muốn đem ý niệm của mình dung nhập vào trong nhẫn, đem bên trong chiếc nhẫn bộ không gian từng điểm mở rộng, thẳng đến chiếc nhẫn này nội bộ không gian đạt đến một cái cực hạn, đương nhiên này điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định muốn lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Giang Vận Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên người nổi lên một loại cổ quái sóng năng lượng, hắn lập tức cầm trong tay một chiếc nhẫn không gian cho mở ra đi ra, đem còn dư lại 7 chiếc nhẫn ném cho Diệp Thần Phong, nói ra, ngươi đến thử xem khai thác nhẫn không gian, còn lại bộ phận có thể từ từ đi, ngươi nhất định muốn trước tiên lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Ngẫm lại chính ngươi chế tạo nhẫn không gian phương pháp xử lý. Diệp Thần Phong tùy ý ngồi ở trên mặt đất, hắn đầu tiên cầm lên một chiếc nhẫn, ý niệm vừa vặn muốn hòa vào trong đó thời điểm, chỉ nghe ầm. Một tiếng, trong tay hắn nhẫn trực tiếp nổ tung thành bột phấn. Ngu không thể nói, ngu không thể nói a hát, bóng đen người Giang Vận Thiên chưa quên cười nhạo Diệp Thần Phong. Mà Diệp Thần Phong chỉ coi không nghe thấy Giang Vận Thiên cười nhạo, hắn tiếp tục cầm lên quả thứ hai nhẫn. Nhưng kết quả nhưng vẫn là ầm. Một tiếng, nhẫn trực tiếp hóa thành bột phấn. Ầm, 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 từng tiếng nổ tung ở trong không khí vang lên. Giang Vận Thiên ném cho Diệp Thần Phong 7 chiếc nhẫn, bây giờ chỉ còn dư lại cuối cùng một viên rồi. Một bên Giang Vận Thiên vẫn là nhìn có chút hả hê trêu chọc Diệp Thần Phong, này làm cho Diệp Thần Phong cảm thấy là không phải là của mình tư chất quá kém. Liền pháp tắc không gian đều lĩnh ngộ không được. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi. Hắn thử nghiệm để cho mình bình thản, trong đầu hồi tưởng vừa vặn bóng đen người khai thác bên trong chiếc nhẫn bộ không gian lúc ấy. Diệp Thần Phong nhớ rõ vừa vặn bóng đen người ngoại trừ thanh ý niệm dung nhập vào trong nhẫn ở ngoài. Bóng đen trên thân người còn giống như nổi lên nhất cổ phi thường kỳ quái chấn động, đó phải là pháp tắc không gian sức mạnh. Diệp Thần Phong trong đầu một mực nhớ lại vừa vặn một khắc đó, không ngừng ở trong lòng mô phỏng bóng đen trên thân người, cái kia cực kỳ đặc biệt sóng năng lượng, đại ước sau 20 phút. Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt ra, ý thức lần nữa dung nhập vào trong nhẫn, ở trên người hắn cũng tương tự nổi lên cùng bóng đen người vậy sóng năng lượng, đây chính là cái gọi là pháp tắc không gian rồi. Bóng đen người đang cảm giác được biến hóa này sau, hắn dùng truyền âm phương thức đối với bóng trắng người, nói ra, DJXMM, tiểu tử này, hắn cứ như vậy lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Hắn tên khốn này, hắn đây không phải ý định đả kích ta sao? Năm đó ta vì lĩnh ngộ pháp tắc không gian, ta là trọn vẹn bế quan thời gian 3 năm, tiểu tử này tư chất có còn nên lại cho ta yêu nghiệt một điểm. Kỳ thực, vừa nãy bóng đen nhân tạo trêu chọc Diệp Thần Phong, mới một mực mở miệng cười nhạo Diệp Thần Phong, ai biết Diệp Thần Phong cứ như vậy tùy tùy tiện tiện lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Trước đó, bóng đen người ta nói Diệp Thần Phong hẳn có thể nhẹ nhõm luyện chế ra chữ vật giới chỉ, cái này cũng là hắn thuận miệng vừa nói như thế. Dưới cái nhìn của hắn có sự giúp đỡ của hắn sau đó hắn hẳn có thể tại khoảng nửa năm thời gian để Diệp Thần Phong lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Ai biết Diệp Thần Phong chỉ dùng khoảng một tiếng, hắn liền đem pháp tắc không gian cho lĩnh ngộ. Vậy thì hoàn toàn thanh bóng đen người Giang Vận Thiên cho đả kích. Tên tiểu tử này đều là sẽ cho chúng ta kinh hỉ, nhìn xem hắn một tí tẹo như thế trưởng thành, ta cuối cùng có loại không nói ra được hưng phấn. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh cũng cho bóng đen người truyền âm nói. Ai bóng đen người Giang Vận Thiên thở dài, nói ra, chẳng lẽ nói là tư chất của ta quá kém. Năm đó dĩ nhiên dùng 3 năm mới lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Nếu như câu nói này để luyện khí tông bên trong ta một lĩnh ngộ pháp tắc không gian hai tên luyện khí sư nghe được câu này, e sợ cái kia hai tên luyện khí sư cần phải muốn cắt cổ tự sát, bởi vì bọn họ năm đó lĩnh ngộ pháp tắc không gian, nhưng là trọn vẹn bỏ ra thời gian 50 năm, nhưng cho dù như thế. Hai người bọn họ đã là được địa huyền giới nhân xưng chi là thiên tài rồi, phải biết lĩnh ngộ pháp tắc không gian độ khó, cùng lĩnh ngộ kiếm ý độ khó sàn sàn nhau. Chương 1251, kích động khóc.
Tại lĩnh ngộ pháp tắc không gian sau đó, Diệp Thần Phong thuận lợi đem cuối cùng một chiếc nhẫn trong không gian cho mở ra đi ra, trong miệng thở phào nhẹ nhõm, nói ra cũng còn tốt này 7 chiếc nhẫn không có toàn bộ đều báo hỏng, bằng không há không là sự thật quá ngu xuẩn. Hai người các ngươi nói đúng hay không? Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh mang theo gương mặt ý cười, mà bóng đen người Giang Vận Thiên, vẻ mặt của hắn có phần cứng ngắc, hắn là trọn vẹn hao tốn thời gian 3 năm, không biết lãng phí đến rồi bao nhiêu chiếc nhẫn, hắn mới lĩnh ngộ pháp tắc không gian, đồng thời đem chữ vật giới chỉ cho luyện chế ra tới, hắn luôn cảm thấy Diệp Thần Phong lời này là vòng vèo đang mắng hắn ngu xuẩn cực kỳ. Nếu để cho Diệp Thần Phong biết Giang Vận Thiên ý nghĩ, hắn nhất định sẽ cảm giác mình phi thường oan uổng. Vừa vặn nhưng là Giang Vận Thiên một mực tại mắng hắn ngu xuẩn, cho nên Diệp Thần Phong thuận lý thành trương cho rằng đây cũng là một cái phi thường chuyện đơn giản. Hắn một cách tự nhiên sơ sót một chuyện, nếu như này lĩnh ngộ pháp tắc không gian thật sự đơn giản như vậy trên đất huyền giới hội chỉ có 2 tên luyện khí sư lĩnh ngộ pháp tắc không gian sao? Khụ khụ, bóng đen người Giang Vận Thiên ho khan 2 tiếng, dùng này để che giấu chính mình nội tâm lúng túng, nói ra tiểu tử. Ngươi đã có thể khai thác bên trong chiếc nhẫn bộ không gian, như vậy ngươi liền thử đem không linh thạch bên trong tinh hoa bộ phận lấy ra đi. Chuyện kế tiếp, đây càng là thanh Giang Vận Thiên đả kích thể vô hoàn phu, trong lòng của hắn khí đúng là không đánh một chỗ đến. Chỉ thấy Diệp Thần Phong lần thứ nhất liền đem không linh thạch bên trong tinh hoa bộ phận cho thuận lợi bảo lưu lại, chả nhanh chóng đem cái này tinh hoa bộ phận điêu khắc thành 8 chiếc nhẫn. Diệp Thần Phong nhìn xem trong lòng bàn tay 8 chiếc nhẫn. Hắn nói ra, ta hiện tại hẳn có thể tại trên thực tế luyện chế ra chữ vật giới chỉ đến rồi chứ. Hừ, bóng đen người Giang Vận Thiên hừ lạnh một tiếng, cánh tay trực tiếp vung lên, Diệp Thần Phong thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất ở này trong ảo cảnh. Giang Vận Thiên là một khắc đều không muốn nhìn thấy Diệp Thần Phong yêu nghiệt này rồi, tại Diệp Thần Phong trước mặt, hắn liền cảm giác mình cái kia cái gọi là so với thiên tài trả thiên tài tư chất, vốn là thứ cặn bã, từ trước đây đến bây giờ. Diệp Thần Phong cũng là duy nhất có thể đả kích hắn một người. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh cười nói, được rồi, ngươi ngươi giận đi. Tên tiểu tử này càng yêu nghiệt, chúng ta nên hài lòng mới đúng. Bóng đen người Giang Vận Thiên không vui nói, ngươi ít tại đây nhìn có chút hả hê. Chờ ngươi về sau tự mình chỉ đạo tiểu tử này thời điểm, ngươi cũng sẽ bị đả kích trong lòng hỏng mất. Từ trong ảo cảnh đi ra ngoài Diệp Thần Phong, hắn có chút cảm giác không giải thích được. Trong miệng nói lầm bầm, bóng đen kia người thật giống như dáng dấp rất tức giận. Chẳng lẽ nói đúng là ta tại luyện khí phương diện tư chất quá kém? Xem ra sau này ta yếu cố gắng thật nhiều, dù sao trở thành một tên luyện khí sư sau, về sau trên đất huyền giới làm việc cũng có thể dễ dàng một điểm. Diệp Thần Phong lập tức lại thu hồi tâm thần, đem bên trong nhẫn không gian không linh thạch lấy ra. Hắn đem cả khối ngân bạch sắc không linh thạch trực tiếp nâng ở bàn tay phải trong lòng. Linh khí cảm ứng không linh thạch bên trong phần tinh hoa nhất, tiếp lấy, Diệp Thần Phong thoáng vận chuyển trong gân mạch 2 cái linh khí dòng sông, như là lưỡi đao linh khí, liền trong nháy mắt từ Diệp Thần Phong bên trong thân thể tràn ra ngoài. Nhanh chóng đem trọn khối to lớn không linh thạch, trẻ thành một cái thành nhân nắm tay lớn nhỏ không linh thạch. Đúng rồi, lần này ta không gian của mình nhẫn cũng phải đã đổi, ta ngược lại không như giúp tự mình luyện chế một viên càng gia tăng hơn một chút chữ vật giới chỉ. Diệp Thần Phong cầm trong tay nắm tay lớn nhỏ không linh thạch cắt thành 2 nửa, hắn trước tiên đem bên trong một nửa cho điêu khắc thành 4 chiếc nhẫn. Một nửa kia không linh thạch, hắn nhưng là lần nữa lấy ra tinh hoa bên trong tinh hoa. Cuối cùng này một nửa kia không linh thạch vừa vặn chỉ đủ luyện chế một chiếc nhẫn chữ vật rồi. 5 giờ qua đi. Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng rít ràng 3 người này, bọn họ là đứng ngồi không yên nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong cửa phòng, mà Cửu U Băng Sư Tiểu Bạch. Nó nhưng là lười biếng nằm nhoài tại mở ra trên bệ cửa sổ, phảng phất thật chỉ là một con dịu ngoan con mèo nhỏ rồi. Hà Bình, người nói lão đại có thể đem chữ vật giới chỉ luyện chế thành công sao? Hoàng Sung Nghĩa không khỏi mở miệng hỏi. Lão đại chính mình cũng nói rồi có thể luyện chế ra chữ vật giới chỉ tới, cho nên ta tin tưởng lão đại hẳn là có 10 phần tự tin. Hà Bình suy tư một lát sau nói ra. Các ngươi nói lão đại thuộc về cái gì cấp bậc luyện khí sư? Phải biết luyện khí sư trên đất huyền giới địa vị nhưng là không giống người thường, hơn nữa lão đại trả lĩnh ngộ hàn băng kiếm ý, cho dù lão đại muốn gia nhập đỉnh cấp trong tông môn, ta nghĩ những tông môn kia cũng tuyệt đối sẽ tranh đoạt hoan nghênh. Hãng rít ràng mở miệng nói ra. Kẹt kẹt, một tiếng. Chính lúc thời điểm này, Diệp Thần Phong mở cửa đi ra,
hắn tiện tay đem ba viên chiếc nhẫn màu trắng ném cho Hoàng Sung Nghĩa đám người, nói ra, đây là các ngươi chữ vật giới chỉ. Hoàng Sung Nghĩa bọn người ở tại tiếp nhận chữ vật giới chỉ sau, bọn hắn đứng tại chỗ sửng sốt 5-6 giây, sau đó, bọn hắn mới từng cái tinh thần phấn chấn phản ứng lại, ba người bọn hắn cơ thể hơi có chút run rẩy, này chính là kích động nguyên nhân, bọn hắn đem ý niệm của mình từ từ ngấm vào trong nhẫn chứa đồ, khi cảm giác được trong nhẫn chứa đồ không gian thật lớn sau, bọn hắn liền hô hấp đều trong nháy mắt cho ngừng lại rồi. Diệp Thần Phong cho Hoàng Sung Nghĩa ba người luyện chế chữ vật giới chỉ không gian, ước chừng có hai cái sân đá banh một kích cỡ tương đương, mà Diệp Thần Phong đặc biệt vì tự mình luyện chế chiếc nhẫn chữ vật kia không gian, nhưng là trọn vẹn so với Hoàng Sung Nghĩa bọn hắn lớn hơn gấp ba khoảng chừng. Phải biết Diệp Thần Phong nguyên bản nhẫn không gian chỉ có một gian phòng lớn nhỏ, hiện tại Diệp Thần Phong tạm thời không cần lo lắng bên trong chiếc nhẫn chữ vật không gian không đủ dùng rồi. Hoàng Sung Nghĩa đem chiếc nhẫn chữ vật của mình đeo ở trên ngón tay, hắn này là lần đầu tiên chạm tới chữ vật giới chỉ, lần thứ nhất nắm giữ đến một viên chân chính thuộc ở chiếc nhẫn chữ vật của mình. Trong miệng hắn cười mắng, không nghĩ tới lão tử Hoàng Sung Nghĩa, đời này chả có thể có được chữ vật giới chỉ thời điểm. Nói xong, Hoàng Sung Nghĩa viền mắt liền thông đỏ lên. Diệp Thần Phong nhìn thấy Hoàng Sung Nghĩa này viền mắt đỏ bừng dáng dấp, hắn là bất đắc dĩ lắc đầu, không phải là một chiếc nhẫn chữ vật sao? Cần phải kích động như vậy sao? Mà khi Diệp Thần Phong nhìn thấy Hà Bình cùng hãng rít ràng cũng tình huống như vậy thời điểm, hắn nói ra, ba người các ngươi sẽ không như thế không tiền đồ chứ? Đây chỉ là một chiếc nhẫn chữ vật mà thôi. Hoàng Sung Nghĩa khịt khịt mũi, nói ra, lão đại, ngài sẽ không hiểu được chúng ta tâm tình bây giờ, phải biết luyện khí tông cái kia hai tên lĩnh ngộ pháp tắc không gian luyện khí sư, bọn hắn một năm tổng cộng cũng mới chỉ có thể luyện chế ra 100 chiếc nhẫn chữ vật, mà những này chữ vật giới chỉ đều là cung cấp cho lục phẩm tông môn cùng lục phẩm trở lên tông môn, những người khác coi như là tốn nhiều hơn nữa giá tiền cũng mua không được. Mà hàng năm một cái bách chiếc nhẫn chữ vật, tất cả đại tông môn căn bản còn chưa đủ phần, chỉ có trong tông môn tông chủ, trưởng lão cùng với đệ tử hạch tâm mới sẽ bị phân phối đến chữ vật giới chỉ, cho nên chữ vật giới chỉ trên đất huyền giới chính là tượng trưng một loại thân phận, nếu như đổi lại là không có gặp đến lão đại trước ngươi, như vậy ba người chúng ta cả đời cũng không dám hy vọng xa vời có thể có một viên thuộc ở chiếc nhẫn chữ vật của mình. Hạng rít ràng trên ngón tay mang chữ vật giới chỉ, hắn cũng cười nói, lão đại, từ hôm nay trở đi chúng ta cũng là người có thân phận, những người khác nhìn thấy chúng ta nắm giữ chữ vật giới chỉ, nói không chắc chả sẽ cho rằng chúng ta là đại tông môn bên trong đệ tử hạch tâm đây. Liền luôn luôn bình tĩnh nhất Hà Bình, hắn đối trên ngón tay của chính mình chữ vật giới chỉ cũng là yêu thích không buông tay, hắn lúc trước cũng nhiều lần ảo tưởng qua có thể có được một chiếc nhẫn chữ vật, không nghĩ tới hôm nay nguyện vọng này còn thật sự thực hiện. Nhìn xem Hà Bình ba người kích động rơi lệ dáng dấp, Diệp Thần Phong là tùy ý nhún nhún vai, hắn mở miệng nói ra, ta chỗ này chả luyện chế nhiều một chiếc nhẫn chữ vật, trước đêm này chiếc nhẫn chữ vật cầm bán đấu giá đi. Các ngươi cho ta đi hỏi thăm một chút hôm nay Diệu Thành auction house. Bất quá, Diệp Thần Phong đang nói ra câu nói này thời điểm, lông mày của hắn là không kiềm hãm được nhíu một cái, bởi vì hắn trong tay còn dư lại này chiếc nhẫn chữ vật, hắn tại khai ích không gian thời điểm, không cẩn thận hơi chút phân thần một cái. Này đưa đến này chiếc nhẫn chữ vật không gian, chỉ có Hà Bình bọn hắn chữ vật giới chỉ không gian một nửa, cho nên, theo Diệp Thần Phong này một chiếc nhẫn chữ vật chỉ là một cái hàng nhái giỏm mà thôi, hắn lo lắng cái này hàng nhái giỏm có thể hay không bán đấu giá không ra một cái giá tiền cao đến. Ngược lại, Diệp Thần Phong lại đem ý nghĩ này cho quang chi não bên ngoài rồi, này chữ vật giới chỉ trên đất huyền giới như thế quý hiếm, coi như là này hàng nhái giỏm. Đấu giá cái mấy chục khối linh thạch thượng phẩm cũng không thành vấn đề chứ. Chương 1252, hàng nhái giỏm. Tác phẩm kinh thế. Tử Vân sàn đấu giá chính là thiên diệu trong thành lớn nhất sàn bán đấu giá rồi. Này Tử Vân sàn đấu giá thuộc về địa huyền giới thủy gia sản nghiệp. Thủy gia trên đất huyền giới là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại. Vậy gia tộc là căn bản vô pháp cùng tông môn làm so sánh, mà thủy gia lại là dựa vào tự thân thế lực, vẫn cứ chen vào tứ phẩm tông môn phạm trù. Thủy gia Tử Vân sàn đấu giá trải rộng địa huyền giới tất cả tòa đại thành thị, có thể nói thủy gia giàu có trình độ là để người không cách nào tưởng tượng, mà thủy gia Tử Vân sàn đấu giá danh dự cũng luôn luôn là tốt nhất. Rất nhiều lúc, các loại kỳ chân hiếm thế cũng sẽ ở Tử Vân trong phòng đấu giá xuất hiện, cho nên Tử Vân sàn đấu giá mỗi một cuộc bán đấu giá đều là nhân số đầy tràn. Ngày hôm qua Diệp Thần Phong để Hà Bình đám người đi tìm hiểu Thiên Diệu Thành auction house tin tức,
Sáng sớm hôm nay Diệp Thần Phong tự ly khai rồi khách sạn, hướng về Tử Vân sàn đấu giá phương hướng đi đến, hắn ngày hôm qua liền phát hiện nguyên bản theo dõi người đã của bọn họ kinh rời khỏi, hẳn là đi Thiên Diệu Thành ngoài cửa thành canh chừng, chờ đợi Diệp Thần Phong bọn hắn rời đi Thiên Diệu Thành. Đây đối với Diệp Thần Phong tới nói cũng là một chuyện tốt, bằng không hắn chả phải nghĩ biện pháp bỏ qua đối phương đây. Về phần Hà Bình ba người, Diệp Thần Phong để cho bọn họ đi tìm hiểu trên trời rượu trong thành nơi nào còn có bán không linh thạch, đợi được Diệp Thần Phong đem trong tay cái này hàng nhái giỏm bán đi rồi, hắn dự định khô một món lớn, thật tốt tại đây Thiên Diệu Thành kiếm được một bút. Diệp Thần Phong tại trên đường phố quẹo trái quẹo phải, cuối cùng quẹo vào một chỗ không có ai trong hẻm nhỏ, đợi được hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, dáng dấp của hắn đã là xảy ra long trời lở đất thay đổi. Diệp Thần Phong ở trên mặt mang lên một chương mặt nạ da người, giờ khắc này. Dáng dấp của hắn nhìn qua hoàn toàn như là một cái 80, 90 tuổi lão đầu tử rồi, lại tăng thêm Diệp Thần Phong cố ý đem phía sau lưng cong một ít. Đoán chừng hiện tại coi như là cha mẹ hắn cũng không nhận ra hắn đến rồi. Tại đem dáng vẻ hoàn toàn cải biến sau đó Diệp Thần Phong lần nữa hướng về Tử Vân sàn đấu giá phương hướng đi đến, Diệp Thần Phong sở dĩ hiếu thay đổi dáng vẻ. Là hắn bây giờ còn không muốn gây nên sự chú ý của người khác, dù sao tại toàn bộ địa huyền giới có thể luyện chế ra chữ vật giới chỉ có luyện khí tông hai tên luyện khí sư, lần sau Diệp Thần Phong bây giờ cũng mới chỉ là thông linh cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ đây. Thật sự là còn chưa tới có thể kiêu căng thời điểm. Diệp Thần Phong lại đi đến Tử Vân sàn đấu giá cửa ra vào thời điểm, nhìn thấy tại cửa vào đứng ở bốn tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong hộ vệ, tại đây bốn tên hộ vệ trong ánh mắt. Diệp Thần Phong đi lại tập tính đi tới Tử Vân sàn đấu giá, dù sao hắn hiện tại vai trò nhân vật chính là một cái lão già, hắn cũng không làm được biểu hiện quá mức sinh long hoạt hổ rồi. Lại đi tiến Tử Vân sàn đấu giá sau, đập vào mi mắt là các loại xa hoa trang sức, xem ra đất này huyền giới thủy gia đúng là giàu có đến mức nứt đố đổ vách rồi, phải biết giống như vậy sàn đấu giá tại toàn bộ địa huyền giới có tới hơn trăm gia, nếu không phải thủy gia đã tới tứ phẩm tông môn đẳng cấp. E sợ phần này sản nghiệp sớm đã bị những người khác cho nuốt chừng. Tại Diệp Thần Phong đi vào Tử Vân sàn đấu giá sau, lập tức có một tên 17-18 tuổi thiếu nữ tiến lên đón, khách khí mà hỏi, xin hỏi vị lão tiên sinh này, ta có cái gì có thể đến giúp ngài đấy sao? Ta muốn tại các ngươi Tử Vân sàn đấu giá bán đấu giá một cái vật phẩm. Diệp Thần Phong thanh âm trở nên cực kỳ khàn giọng, phảng phất đúng là từ một cái 80-90 tuổi lão đầu tử trong miệng phát ra. Điểm ấy kỹ xảo nhỏ đối với Diệp Thần Phong tới nói vốn là việc nhỏ như con thỏ sự tình. Lão tiên sinh kia, mời ngài đi theo ta. Tên thiếu nữ này mang theo Diệp Thần Phong đi vào một gian phòng sau, người liền chính mình lùi ra. Trong phòng này bài biện vô cùng đơn giản, chỉ có một cái bàn cùng vài cái ghế dựa, một tên hơn 20 tuổi thanh niên ngồi ở sau cái bàn mặt, nhìn xem Diệp Thần Phong cái này ăn mặc phổ thông lão già. Hắn lạnh giọng hỏi, người muốn đập mua bán cái gì? Một chiếc nhẫn chữ vật, Diệp Thần Phong vô cùng thẳng thừng nói ra. Khi nghe đến Diệp Thần Phong yếu bán đấu giá chữ vật giới chỉ sau, tên thanh niên kia lập tức ngồi thẳng người. Hỏi, ngươi muốn bán đấu giá chữ vật giới chỉ, này chữ vật giới chỉ sẽ không phải là ngươi trộm được chứ? Dù sao coi như là đại tông môn bên trong đệ tử hạch tâm, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn bán đi chữ vật giới chỉ, thật sự là chữ vật giới chỉ trên đất huyền giới là vật hy hữu. Hừ. Diệp Thần Phong trong lỗ mũi cố ý khó chịu hừ lạnh một tiếng, mắng ta đường đường một tên lĩnh ngộ pháp tắc không gian luyện khí sư, ta cần đi trộm người khác chữ vật giới chỉ. Xem ra ta phải muốn tìm bọn các ngươi Tử Vân sàn đấu giá có thể làm chủ được người nói chuyện rồi. Diệp Thần Phong này phen lời nói phải là khí thế 10 phần, mà tên thanh niên này khi nghe đến Diệp Thần Phong chính là một gã luyện khí sư sau, thân sắc của hắn lập tức trở nên khó coi, hung hăng đối với Diệp Thần Phong xin lỗi. Bởi vậy có thể thấy được luyện khí sư địa vị là cỡ nào cao thượng rồi. Tại hướng về Diệp Thần Phong xin lỗi sau khi xong, tên thanh niên này để Diệp Thần Phong hơi đợi một lát, hắn nhưng là vội vã đi ra khỏi phòng bên trong. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà qua đi. Cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, một tên 5-60 tuổi lão đầu và một tên 27-28 tuổi nữ người đi vào. Lão đầu này mặc cả người trắng sắc trường sam, đi khởi đường tới là tinh thần phấn chấn. Hắn tên là Dương Thanh Sơn, hắn chính là hôm nay Diệu Thành Tử Vân sàn đấu giá thứ hai người phụ trách. Về phần cùng này Dương Thanh Sơn đồng thời đi tới nữ nhân, người mặc trên người một cái trường bào màu tím, đem nàng hoàn mỹ vóc người phác họa vô cùng nhuần nhuyễn,
một bộ mái tóc dài màu đen rối tung ở đầu vai, ngũ quan cũng là phi thường tinh xảo, đi khởi đường tới vặn vẹo eo thon nhỏ, ngẩng đầu cử túc trong lúc đó đều tràn đầy một loại thành quen thuộc mùi vị của nữ nhân, như nữ nhân như vậy là để bất kỳ nam nhân nào nhìn đều sẽ nuốt nước miếng. Nữ nhân này tên là Thủy Tử Yên, người chính là nước gia gia chủ đại tôn nữ, hôm nay Diệu Thành Tử Vân sàn đấu giá bây giờ chính là nàng đang xử lý. Có người nói này Thủy Tử Yên thực lực tuy chỉ có thần niệm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, nhưng nàng chính là về buôn bán kỳ tài, tại người tiếp thủ Thiên Diệu Thành sàn đấu giá sau, sàn đấu giá lợi nhuận là một tháng lật lên trên tăng trưởng gấp bội. Cũng không nên được Thủy Tử Yên này sặc sỡ bề ngoài lừa gạt rồi, nếu như người bởi vì nàng là một cái làm nữ nhân tùy tiện lời nói, vậy thì 10 phần sai rồi, thử nghĩ một hồi, thân là nước gia gia chủ đại tôn nữ, Thủy Tử Yên sẽ là một cái tùy tiện tiện người sao? Những kia đã từng bởi vì nàng là một cái tùy tiện nữ nhân nam nhân, bây giờ đều đã kinh đi gặp Diêm Vương ra rồi. Thủy Tử Yên tại Diệp Thần Phong ngồi đối diện xuống, mà Dương Thanh Sơn nhưng là đứng ở Thủy Tử Yên bên cạnh, Thủy Tử Yên trắng nõn khuôn mặt lộ ra cực kỳ nụ cười mê người, đôi môi đỏ thắm mở ra đóng lại, trong cổ họng phát ra cực kỳ tê dại thanh âm, lão tiên sinh, là ngươi muốn bán đấu giá một chiếc nhẫn chữ vật. Này chiếc nhẫn chữ vật là ngài luyện chế ra tới. Lão tiên sinh nên không phải luyện khí tông người chứ, luyện khí tông nhưng là có quy định, không thể đem chữ vật giới chỉ lấy ra đơn độc bán. Diệp Thần Phong nghe Thủy Tử Yên tê dại thanh âm, nhìn xem Thủy Tử Yên đôi môi đỏ thắm, may mà hắn tại thế tục giới phụ nữ đều là họa thủy cấp bậc, bằng không hắn khả năng vẫn đúng là sẽ bị Thủy Tử Yên cho ảnh hưởng đến. Khụ khụ, trong lòng hơi hơi ho khan một tiếng sau đó Diệp Thần Phong khàn khàn yết hầu, nói ra, lão phu cũng không phải luyện khí tông người. Cũng không thuộc về bất kỳ môn phái nào, này chiếc nhẫn chữ vật chính là lão phu luyện chế. Diệp Thần Phong trực tiếp đưa hắn luyện chế cái này hàng nhái giỏm bỏ vào trên bàn. Thủy Tử Yên cầm lấy chữ vật giới chỉ sau, người cũng không hề vội vã kiểm tra bên trong chiếc nhẫn bộ không gian, mà là cẩn thận quan sát nhẫn bề ngoài đến. Chỉ chốc lát sau, người lại đem nhẫn đưa cho bên cạnh Dương Thanh Sơn, nói ra, Dương lão, luyện khí tông luyện chế nhẫn chứa đổ. Tại trên mặt nhẫn đều cũng có một cái thật nhỏ luyện khí tông tiêu chí, mà chiếc nhẫn này thượng cũng không hề phát hiện luyện khí tông tiêu chí, xem ra đây thật là vị lão tiên sinh này tự mình luyện chế, không nghĩ tới trên đất huyền giới lại xuất hiện một vị lĩnh ngộ pháp tắc không gian luyện khí. Sư, mà một bên Dương Thanh Sơn cũng không có tại trên mặt nhẫn phát hiện luyện khí tông tiêu chí sau, hắn liền muốn tra xét bên trong chiếc nhẫn chữ vật bộ không gian có bao nhiêu. Mà khi hắn ý niệm vừa vặn tra xét tiến trong chữ vật giới chỉ sau, trên mặt hắn biểu lộ nhất thời sơ cứng rồi, cả người là thẳng tắp đứng ngay tại chỗ. Thủy Tử Yên nhìn thấy Dương Thanh Sơn thất thố biến hóa sau, trong lòng nàng cảm thấy không rõ, chẳng lẽ nói là này chiếc nhẫn chữ vật có vấn đề. Tê dại thanh âm lần nữa từ Thủy Tử Yên trong cổ họng truyền ra, Dương lão, ngươi làm sao? Dương Thanh Sơn bàn tay khẽ run lên run, đem này chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Thủy Tử Yên. Nói ra, đại tiểu thư, chính ngươi xem một chút đi. Làm Thủy Tử Yên nghi ngờ nhận lấy nhẫn, tra xét bên trong chiếc nhẫn bộ không gian lúc, trên mặt nàng vẻ mặt cũng đột nhiên biến đổi. Diệp Thần Phong tại thấy cảnh này sau, trong lòng của hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ nói bọn hắn nhìn ra đây là một viên hàng nhái giỏm? Hay là cái này hàng nhái giỏm không gian quá nhỏ? Mà chính lúc thời điểm này, Dương Thanh Sơn cuối cùng là hơi chút trì hoãn qua một chút thần trí. Hắn cảm thán nói, lão tiên sinh, này chiếc nhẫn chữ vật chính là tác phẩm kinh thế A Hát. Luyện khí tông hai vị kia luyện chế ra tới chữ vật giới chỉ, quả thực liền lão tiên sinh một cái rắm cũng không sánh nổi. Kỳ thực, luyện khí tông luyện chế ra tới chữ vật giới chỉ không gian, lớn nhất cũng chỉ cùng Diệp Thần Phong nguyên bản nhẫn không gian một kích cỡ tương đương, cho nên cái này mặc dù là hàng nhái giỏm, thế nhưng hắn không gian cũng có một cái sân đá banh lớn nhỏ. Trọn vẹn so với luyện khí tông chữ vật giới chỉ lớn hơn thật nhiều lần, cũng khó trách Dương Thanh Sơn sẽ nói cái này hàng nhái giỏm chính là tác phẩm kinh thế rồi. Chương 1253, xôi trào. Tác phẩm kinh thế. Cái này hàng nhái giỏm dĩ nhiên được gọi là tác phẩm kinh thế. Diệp Thần Phong đang khiếp sợ chỉ chốc lát sau, ánh mắt của hắn cổ quái nhìn xem Dương Thanh Sơn cùng Thủy Tử Yên, mà Thủy Tử Yên nhưng là đem trên tay nàng một chiếc nhẫn chữ vật đem hái xuống. Nói ra lão tiên sinh, này chiếc nhẫn chữ vật chính là luyện khí tông luyện chế, lão tiên sinh ngài có thể nhìn một chút của nó nội bộ không gian lớn nhỏ. Diệp Thần Phong đem Thủy Tử Yên chữ vật giới chỉ lấy đến trong tay, tra xét của nó nội bộ không gian sau đó hắn rốt cục bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi,
này luyện khí tông luyện chế ra tới chữ vật giới chỉ, căn bản vẫn không có Diệp Thần Phong cái này hàng nhái giỏm lớn. Hắn đem nhẫn trả lại Thủy Tử Yên sau, thanh âm hắn khàn khàn nói ra, này luyện khí tông luyện chế ra tới chữ vật giới chỉ cũng không gì hơn cái này đi. Đứng ở Thủy Tử Yên bên cạnh Dương Thanh Sơn, hắn đối Diệp Thần Phong là càng thêm tôn kính rồi, liền vội vàng gật đầu nói ra, lão tiên sinh, nhà chúng ta đại tiểu thư này chiếc nhẫn chữ vật, đã coi như là luyện khí tông luyện chế ra tới thượng thành thưởng thức, cho nên lão tiên sinh ngài hẳn là lĩnh ngộ pháp tắc không gian thời gian không ngắn đi. Ngài tại pháp tắc không gian trình độ thượng, tuyệt đối vượt ra khỏi luyện khí tông hai vị kia. Nghe vậy, Diệp Thần Phong hơi sững sờ, tiếp lấy, hắn liền ở trong lòng khó chịu mắng to lên bóng đen người Giang Vận Thiên đến, hắn có biết luyện khí tông hai vị kia lĩnh ngộ pháp tắc không gian cũng có chút năm tháng rồi, nhưng luyện chế ra tới chữ vật giới chỉ vẫn là như thế không thể tả. Nói cách khác luyện khí tông hai vị kia tại pháp tắc không gian thượng vẫn đúng là không bằng Diệp Thần Phong, phải biết Diệp Thần Phong mới lĩnh ngộ pháp tắc không gian thời gian bao lâu. Hắn này căn bản cũng không phải là ngu xuẩn, quả thực là thiên tài trong thiên tài rồi. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó nguyên bản tại Diệp Thần Phong trong lòng sơ qua phiền muộn là quét một cái sạch sành xanh, hắn lại mở miệng nói ra, ta tự mình luyện chế chữ vật giới chỉ các ngươi cũng tra xét rồi. Ta đây chiếc nhẫn chữ vật đến cùng có thể hay không tại các ngươi trong phòng đấu giá bán đấu giá. Mọi cử động nữ nhân vị mười phần Thủy Tử Yên, người trải qua chốc lát sau khi khiếp sợ. Thanh âm của nàng lần thứ hai khôi phục tê dại, lão tiên sinh, này chiếc nhẫn chữ vật đương nhiên có thể tại chúng ta nơi này đấu giá. Hôm nay vừa vặn có một cuộc bán đấu giá tại cử hành, hiện tại cũng gần như đã đến cuối, vừa vặn nắm lão tiên sinh này chiếc nhẫn chữ vật ra ngoài cho rằng then chốt bán đấu giá. Ta tạm thời đem lão tiên sinh này chiếc nhẫn chữ vật giá khởi đầu định tại 2.000 linh thạch thượng phẩm. Không biết lão tiên sinh ngài có vấn đề gì hay không? Giá khởi đầu liền 2.000 linh thạch thượng phẩm. Diệp Thần Phong trong cổ họng không tự chủ nuốt nước miếng một cái, hắn tại thần khí trong các thu được khối này không linh thạch, tuy rằng hình thể so với bình thường không linh thạch phải lớn hơn, thế nhưng khối này không linh thạch cũng giá trị nhiều nhất tại 10 khối linh thạch thượng phẩm khoảng chừng. Dù sao không linh thạch chỉ có đang thay đổi thành chữ vật giới chỉ sau mới sẽ đáng giá, mà có thể luyện chế chữ vật giới chỉ lại chỉ có luyện khí tông hai vị luyện khí sư. Này trên đất huyền giới không tính hiếm thấy không linh thạch, hắn giá cả đương nhiên sẽ không quá cao. Trống trơn một viên hàng nhái giỏm giá khởi đầu liền 2.000 linh thạch thượng phẩm. Phải biết cả khối không linh thạch mới 10 khối linh thạch thượng phẩm giá cả, trong này lợi nhuận lật ra bao nhiêu lần. Này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng là âm thầm tặc lưỡi. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong chậm chạp không mở miệng, Thủy Tử Yên còn tưởng rằng Diệp Thần Phong không hài lòng, người lại lập tức nói ra, lão tiên sinh, ngài có vấn đề có thể trực tiếp nói ra. Diệp Thần Phong khoát tay áo một cái, nói ra, không cần, dựa theo ý của các ngươi đi làm là được rồi. Cũng còn tốt, Diệp Thần Phong ngược lại cũng không phải một cái không từng va chạm xã hội người rồi, định lực của hắn cũng đầy đủ cứng cỏi, cho nên hắn lập tức đem tâm tình trong lòng cho che giấu đi. Thấy Diệp Thần Phong đồng ý sau đó Thủy Tử Yên đem Diệp Thần Phong luyện chế chữ vật giới chỉ đưa cho Dương Thanh Sơn, nói ra, Dương Lão. Người bây giờ lập tức đem này chiếc nhẫn chữ vật bắt được phòng bán đấu giá bên trong đi. Tại Dương Thanh Sơn sau khi rời đi, Thủy Tử Yên rồi hướng Diệp Thần Phong, nói ra, Lão tiên sinh, có muốn hay không ta dẫn người đi xem buổi đấu giá tình hình của hiện trường. Dù sao Diệp Thần Phong ngồi ở chỗ này cũng không có việc gì. Hắn liền gật đầu đồng ý đề nghị của Thủy Tử Yên. Diệp Thần Phong vi vi uốn lên lưng, duy trì một ông lão nên có hình tượng, hắn cũng không muốn tại Thủy Tử Yên trước mặt lộ ra chút nào sơ sót rồi, hắn luôn cảm giác này thân đoạn sặc sỡ, tướng mạo dung mạo xinh đẹp nữ nhân không đơn giản. Cùng sau lưng Thủy Tử Yên Diệp Thần Phong, hắn nhìn xem phía trước Thủy Tử Yên vặn vẹo thon thả. Trong lòng của hắn liền thầm mắng một tiếng, yêu tinh, họa thủy. Rất nhanh. Thủy Tử Yên liền mang theo Diệp Thần Phong đi tới phòng bán đấu giá, đi vào lầu 2 một gian phòng khách quý bên trong, này phòng khách quý không phải là người bình thường có thể vào được. Người bình thường chỉ có thể ngốc ở dưới lầu trong đại sảnh đấu giá, muốn đi vào này phòng khách quý bên trong, người không những phải có thâm hậu bối cảnh, trong túi tiền linh thạch cũng phải thập phần sung túc mới được, hai cái này yêu cầu thiếu một dạng cũng không được. Thủy Tử Yên tại mời Diệp Thần Phong sau khi ngồi xuống, người cung kính mà hỏi, lão tiên sinh. Còn không biết ngài tôn tính đại danh. Ngài là cái gì cấp bậc luyện khí sư? Hừ, Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, nói ra tiểu nữ oa, người quản cũng quá rộng một ít chứ.
Diệp Thần Phong biết nhiều lời nhiều sai đạo lý, hắn biết Thủy Tử Yên nữ nhân này là tại dò xét hắn đáy ngọn nguồn, bất quá, Diệp Thần Phong từ đầu tới cuối đều sẽ thực lực bản thân thu liễm, này làm cho người ngoài không biết hắn hôm nay là thực lực ra sao. Hơn nữa hắn lại là một gã luyện khí sư, vậy thì cho Thủy Tử Yên cùng lúc trước Dương Thanh Sơn một loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt rồi, cái kia chính là Diệp Thần Phong là một cái cao nhân. Tại cảm thấy được Diệp Thần Phong không thích sau đó Thủy Tử Yên lập tức áy náy nói, lão tiên sinh, là tiểu nữ tử đường đột. Tại Diệp Thần Phong nói chuyện với Thủy Tử Yên giữa, dưới lầu phòng bán đấu giá bên trong nguyên bản kiện món đồ cuối cùng cũng bán đấu giá xong rồi, tại tất cả mọi người yếu rời sân thời điểm, chỉ thấy Dương Thanh Sơn đi lên bàn đấu giá, âm thanh vang dội nói các vị trả xin dừng bước, kế tiếp còn có cuối cùng như thế vật phẩm yếu chuẩn bị bán đấu giá. Khi nghe đến Dương Thanh Sơn lời nói sau, chuẩn bị người rời đi đều dừng bước, từng cái nghị luận ầm ĩ lên. Không phải nói vừa vặn cái này hạ phẩm linh khí đã là hôm nay then chốt đấu giá sao? Làm sao hiện tại Dương lão trong tay lại thoát ra một cái vật đấu giá? Chúng ta chờ Dương lão công bố đáp án là được rồi, ta nghĩ nếu không có tình huống đặc biệt, Dương lão tuyệt đối sẽ không hiện tại lúc này thời điểm đứng lên bàn đấu giá. Tại mọi người tò mò nghị luận thời điểm, Dương lão nói ra, mọi người trước tiên yên lặng một chút. Đợi đến phòng bán đấu giá bên trong yên tĩnh lại sau đó Dương lão mới lên tiếng, tiếp đó, hôm nay bán đấu giá cuối cùng như thế vật phẩm chính là chữ vật giới chỉ. Dương lão không có cho người ở chỗ này đặt câu hỏi thời gian, lại tiếp tục nói, mọi người có thể yên tâm, này chiếc nhẫn chữ vật tuyệt đối là lai lịch chính đáng làm, hơn nữa chúng ta cũng biết luyện khí tông là cấm lấy ra chữ vật giới chỉ một mình bán đấu giá. Thế nhưng này chiếc nhẫn chữ vật cũng không phải xuất thân từ luyện khí tông tay, mà là chúng ta địa huyền giới lại sinh ra một vị lĩnh ngộ pháp tắc không gian luyện khí sư, người luyện khí sư này cũng không phải luyện khí tông thành viên. Này chiếc nhẫn chữ vật chúng ta đã trải qua nhiều lần kiểm tra, cũng không hề tại trên mặt nhẫn phát hiện luyện khí tông tiêu chí, hơn nữa này chiếc nhẫn chữ vật không gian muốn so luyện khí tông luyện chế chữ vật giới chỉ càng lớn hơn gấp mấy lần. Ta nghĩ các vị nghi ngờ trong lòng ta đều giải đáp. Hiện tại mọi người có thể đấu giá, này chiếc nhẫn chữ vật giá khởi đầu 2.000 linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 linh thạch thượng phẩm. Dương Thanh Sơn lời nói này không thể nghi ngờ là trong tất cả mọi người đưa tới sóng lớn mênh mông, địa huyền giới lại tăng thêm một tên lĩnh ngộ pháp tắc không gian luyện khí sư. Hơn nữa còn không phải luyện khí tông người, tối để cho bọn họ quan tâm một điểm là, này chiếc nhẫn chữ vật không gian muốn so luyện khí tông luyện chế còn tốt đẹp hơn nhiều lần. Toàn bộ phòng bán đấu giá trong nháy mắt sôi trào lên, phải biết luyện khí tông hàng năm chỉ có thể luyện chế ước chừng 100 chiếc nhẫn chữ vật, hơn nữa một cái bách chiếc nhẫn chữ vật chỉ cung cấp cho lục phẩm tông môn, hoặc là lục phẩm trở lên tông môn, cho nên này chữ vật giới chỉ trên đất huyền giới chính là tượng trưng cho thân phận. Ở đây có rất nhiều gia tộc đều là làm ăn, bọn hắn tự thân thế lực hay là không được, nhưng của cải của bọn họ tuyệt đối là phi thường khả quan. Bây giờ có cơ hội lấy được một viên so với luyện khí tông luyện chế trà châu bò chữ vật giới chỉ, bọn hắn lại làm sao có thể từ bỏ cơ hội này. Dù sao trên đất huyền giới có chữ vật giới chỉ, thứ này cũng ngang với là có hơn người một bậc thân phận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng bán đấu giá người đều trở nên nhao nhao muốn thử lên, không nghĩ tới một viên theo Diệp Thần Phong là hàng nhái dỏm chữ vật giới chỉ, dĩ nhiên đem cuộc bán đấu giá này đẩy tới đỉnh cao nhất. Chương 1254, linh thạch này quá tốt kiếm được. 3.000 linh thạch thượng phẩm. Theo, phòng bán đấu giá trong một cái hơi mập đàn ông trung niên gọi giá, này chiếc nhẫn chữ vật đấu giá là chính thức bắt đầu, tuy rằng người ở chỗ này đều không có tự mình tra xét qua này chiếc nhẫn chữ vật, nhưng là bọn hắn ai cũng không có hoài nghi Dương Thanh Sơn chỗ nói, bởi vì từ vân sàn đấu giá trải rộng địa huyền giới tất cả đại thành thị, bọn hắn cũng không nhận ra Dương Thanh Sơn dám đối với việc này lừa gạt bọn hắn. Ở tên này hơi mập đàn ông trung niên gọi giá sau đó phòng bán đấu giá trong tiếng quát tháo là nhấp nhô liên tục, bởi vậy có thể thấy được mọi người đối với chữ vật giới chỉ nóng lòng trình độ. 4.000 linh thạch thượng phẩm. Ta xuất 7.000 linh thạch thượng phẩm. 10.000 linh thạch thượng phẩm. Chỉ là mấy 10 giây, tại Diệp Thần Phong trong mắt cái này hàng nhái dỏm, trong nháy mắt được đấu giá được 10.000 linh thạch thượng phẩm thiên giới, cho dù Diệp Thần Phong đã có một ít chuẩn bị tâm tư. Nhưng hắn còn đánh giá thấp những người này nhiệt tình trình độ, dưới cái nhìn của hắn luyện khí tông quả thực là ngớ ngẩn, để đó như thế một bút kiếm tiền chuyện làm ăn không làm, trả tự cho là thanh cao không thể một mình buôn bán chữ vật giới chỉ, lúc này ngược lại là tiện nghi Diệp Thần Phong rồi. Bất quá,
Diệp Thần Phong trong lòng đối với chuyện này vẫn là tràn đầy nghi ngờ, hắn khàn khàn yết hầu hỏi, tiểu nữ oa, nếu này chữ vật giới chỉ như thế kiếm tiền, chẳng lẽ luyện khí tông những người kia đầu đều nước vào sao? Bọn hắn dĩ nhiên buông tha cho cuộc trao đổi này. Thủy Tử Yên một mặt không hiểu nhìn xem Diệp Thần Phong, sau một hồi lâu, người mới lên tiếng, ta nghĩ lão tiên sinh trước đó hẳn là ẩn cư ở trong núi thẳm A. Cho nên ngài mới sẽ đúng huyền giới tình thế cũng không biết, lấy luyện khí tông hai vị kia lĩnh ngộ pháp tắc không gian luyện khí sư năng lực, hai người bọn họ một năm tối đa cũng chỉ có thể luyện chế 100 chiếc nhẫn chữ vật. Nhưng tại địa huyền giới có nhiều như vậy tông môn, mà luyện khí tông lại là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại, nếu như luyện khí tông không đem chữ vật giới chỉ loại này vật hy hãn bán cho các đại môn phái lời nói. Các đại môn phái hội hiểu ý sao? E sợ các đại môn phái đã sớm liên hợp lại đem luyện khí tông đồng thời tóm thâu. Cho nên, cuối cùng luyện khí tông nghĩ tới một cái chiết chung phương pháp xử lý, bọn hắn hàng năm chỗ luyện chế ra tới chữ vật giới chỉ hội cung cấp cho lục phẩm tông môn, cùng với lục phẩm trở lên tông môn, lâu dần. Điều này cũng đưa đến chữ vật giới chỉ đại biểu tượng trưng cho thân phận, bằng không người phía dưới tại sao lại đối chữ vật giới chỉ như vậy nóng lòng. Bất quá, lão tiên sinh ngài cũng không phải luyện khí tông người. Ngài cũng không cần tuân thủ luyện khí tông quy củ, cho nên Tử Yên ở nơi này có một thỉnh cầu, chả hy vọng sau này lão tiên sinh cùng chúng ta Tử Vân Sàn đấu giá nhiều hợp tác. Diệp Thần Phong nghe xong Thủy Tử Yên giải thích sau, trong lòng của hắn là bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi, khi hắn vừa định cần hồi đáp Thủy Tử Yên lời nói lúc, chỉ thấy đối diện số 3 phòng khách quý bên trong vang lên một cái thanh thúy thanh âm nữ nhân, 15.000 linh thạch thượng phẩm. Đối diện số 3 phòng khách quý người bên trong, dĩ nhiên một hơi liền bỏ thêm 5.000 linh thạch thượng phẩm, này làm cho phòng bán đấu giá nhất thời yên tĩnh lại, từ Diệp Thần Phong bọn hắn cái này phòng khách quý bên trong. Cũng vừa hay có thể nhìn thấy số 3 phòng khách quý trong cảnh tượng, chỉ thấy gọi giá chính là một cái chừng 20 tuổi nữ nhân này mọc ra một tấm mặt trái xoan, da thịt tuyết trắng, ngũ quan ôn nhu, mái tóc màu tím rối tung ở đầu vai, trên mặt là một bộ cực kỳ cao ngạo vẻ mặt. Thấy Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn về phía đối diện số 3 phòng khách quý. Thủy Tử Yên lập tức dùng tê dại thanh âm giới thiệu, lão tiên sinh, nữ tử này tên là Hạ Thiên Thiên, người chính là Thiên Diệu Thành lão thành chủ tôn nữ. Bất quá, nữ tử này từ lúc vừa ra đời liền mắc một loại cực kỳ hiếm thấy bệnh, coi như là từ nhỏ dùng các loại thiên tài địa bảo điều trị thân thể. Nữ tử này cũng sống tối đa đến 30 tuổi, bây giờ nữ tử này đã 23 tuổi, nếu như không có kỳ tích phát sinh. Nữ tử này đem tại 7 năm sau tử vong. Nói xong, Thủy Tử Yên trong con ngươi xinh đẹp cũng lộ ra một vệt vẻ không đành lòng, tiếp tục nói, nhà đầu này cũng là một cái đáng thương người, cũng bởi vì mắc thứ quái bệnh này, gia gia của nàng cùng cha mẹ từ nhỏ đối với nàng là càng thêm thương yêu rồi, hầu như bất cứ chuyện gì đều theo nhà đầu này. Nguyên lai là Thiên Diệu Thành lão thành chủ tôn nữ, chẳng trách nhà đầu này sẽ như thế nhiều tiền lắm của rồi, mỗi ngày tiến vào Thiên Diệu Thành. Lại rời đi Thiên Diệu Thành người đều nhiều vô số kể, trống trơn là vào thành phí cùng ra khỏi thành phí chính là một bút không ít thu nhập rồi, lại tăng thêm Thiên Diệu trong thành tất cả cửa hàng quản lý phí cùng bảo hộ phí, có thể nói Thiên Diệu Thành phủ thành chủ của cải tuyệt đối thâm hậu. Nhưng mà, tại Hạ Thiên Thiên hô xong không bao lâu, người sát vách một cái phòng khách quý bên trong đồng dạng là vang lên âm thanh, 20.000 linh thạch thượng phẩm. Diệp Thần Phong ánh mắt không khỏi hướng về Hạ Thiên Thiên sát vách một cái phòng khách quý bên trong nhìn lại rồi, chỉ thấy gọi giá chính là một cái 2526 tuổi thanh niên, tại thanh niên này bên cạnh ngồi một cái nhắm mắt dưỡng thần lão đầu. Ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh Thủy Tử Yên, người lần thứ hai giải thích lên, lão tiên sinh, vị kia nhắm mắt dưỡng thần lão nhân, tên của hắn gọi là Dài Trăm Khoảng Không, hắn chính là luyện khí tông bên trong lĩnh ngộ pháp tắc không gian một tên trong đó luyện khí sư. Mà đứng ở hắn bên cạnh thanh niên tên là Thiệu Dương, chính là đồ đệ của hắn. Diệp Thần Phong không nghĩ tới luyện khí tông người cũng ở nơi đây, hắn không khỏi cười, tiểu nữ oa, nếu luyện khí tông người cũng đang, như vậy các ngươi lại còn dám nói ta luyện chế chữ vật giới chỉ muốn so luyện khí tông cường. Lẽ nào các ngươi sẽ không sợ luyện khí tông gây phiền phức sao? Thủy Tử Yên lắc lắc đầu, nói ra, lão tiên sinh, ngài có chỗ không biết. Nếu như là còn lại luyện khí tông trưởng lão ở nơi này, như vậy chúng ta hay là sẽ không nói như vậy rồi, mà Dài Trăm Khoảng Không hắn trời sinh chính là một cái luyện khí cuồng, hắn ngoại trừ luyện khí ở ngoài, đối những chuyện khác đều cơ hồ không quan tâm chút nào, người này chả vô cùng ngay thẳng, hơn nữa chúng ta nói đều là sự thực, cho nên Dài Trăm Khoảng Không chắc chắn sẽ không sinh khí.
hắn đây không phải cũng gia nhập đấu giá bên trong sao? Chỉ sợ hắn là muốn từ lão tiên sinh ngài luyện chế bên trong chiếc nhẫn chữ vật, tìm hiểu một ít liên quan với pháp tắc không gian yếu tố. Số 3 phòng khách quý trong Hạ Thiên Thiên, người đối với bên cạnh một người lão đầu, nói ra, vương quản gia, hôm nay này chiếc nhẫn chữ vật ta tình thế bắt buộc, ta vừa vặn chê ta chữ vật giới chỉ nhỏ đi một chút, trên người ngươi hẳn là mang đủ rồi linh thạch a. Được gọi là vương quản gia lão đầu, hắn khuôn mặt lộ ra một vệt cười khổ, hắn phi thường rõ ràng tiểu thư nhà mình tính khí cùng tính cách, hắn gật đầu bất đắc dĩ, nói ra, hôm nay lúc đi ra, lão gia cho ta đầy đủ linh thạch, ta nghĩ đập xuống này chữ vật giới chỉ nhất định là không có vấn đề. Khi nghe đến vương quản gia lời nói sau, Hạ Thiên Thiên khóe miệng vi vi dương lên, lập tức lại hô ta xuất 30.000 linh thạch thượng phẩm. Tại đây 30.000 linh thạch thượng phẩm hô lên sau đó dưới lầu phòng bán đấu giá lý căn bản là không người lại kêu giá, dù sao 30.000 linh thạch thượng phẩm không phải là một số lượng nhỏ a hát. Một ít gia tộc nhỏ tổng tư sản đều không có 30.000 linh thạch thượng phẩm, cho nên hôm nay cái này hàng nhái giỏm chữ vật giới chỉ cơ hồ là cùng bọn hắn vô duyên. 35.000 linh thạch thượng phẩm, sát phách phòng khách quý bên trong, Thiệu Dương thanh âm cũng lập tức vang lên. Hạ Thiên Thiên không chút do dự hô, 40.000 linh thạch thượng phẩm. Sát phách phòng khách quý bên trong nguyên bản chính nhắm mắt dưỡng thần lão đầu dài trăm khoảng không, hắn rốt cục mở mắt ra, tự mình hô, 45.000 linh thạch thượng phẩm. Sau đó, dài trăm khoảng không lại truyền âm cho Hạ Thiên Thiên, nói ra tiểu cô nương, kính xin đem này chiếc nhẫn chữ vật nhường cho lão phu làm sao. Hạ Thiên Thiên rất là đáng yêu cau mũi một cái, nói ra, này chiếc nhẫn chữ vật bổn tiểu thư chắc chắn phải có được, 50.000 linh thạch thượng phẩm. Sát phách phòng khách quý trong dài trăm khoảng không cười khổ một tiếng, đối với một bên Thiệu Dương khoát tay áo một cái, nói ra, được rồi, không nên cùng nha đầu này cãi, ta cùng nha đầu này ra ra ngược lại cũng coi như là người quen cũ rồi, các loại buổi đấu giá kết thúc, đi Thiên Diệu thành phủ thành chủ ở thêm mấy ngày. Hỏi nha đầu này mượn một cái chữ vật giới chỉ tìm hiểu mấy ngày là được rồi. Diệp Thần Phong nghe được Hạ Thiên Thiên đem giá cả đấu giá được 50.000 linh thạch thượng phẩm, trong lòng của hắn đã sớm là cười nở hoa, cái này hàng nhái giỏm dĩ nhiên trọn vẹn bán được 50.000 linh thạch thượng phẩm. Này làm cho Diệp Thần Phong cảm thấy linh thạch này không khỏi cũng quá dễ kiếm đi nha. Bất quá, Diệp Thần Phong trên mặt vẫn là duy trì bình tĩnh ung dung vẻ mặt. Diệp Thần Phong nhớ tới vừa vặn Hạ Thiên Thiên không chút do dự gọi giá cảnh tượng, hắn ở trong lòng nói ra, thật đúng là một cái bại gia nữ. Ngược lại, Diệp Thần Phong lại ở trong lòng, nói ra, bất quá, ta thích, để bại gia nữ tới mạnh nữ liệt một ít đi. Nhưng tiếp đó, Diệp Thần Phong hy vọng là tan vỡ, bởi vì không ai tại cùng Hạ Thiên Thiên đấu giá, cuối cùng cái này Diệp Thần Phong trong mắt hàng nhái giỏm chữ vật giới chỉ, lấy 50.000 linh thạch thượng phẩm giá cả được Hạ Thiên Thiên vỗ đến rồi. Chương 1255, thẳng thắn kiếm thống khoái. Diệp Thần Phong chỗ ở phòng khách quý bên trong. Vào hôm nay cuộc bán đấu giá này hoàn toàn sau khi kết thúc, Thủy Tử Yên đối với Diệp Thần Phong, nói ra, lão tiên sinh, ta nghĩ luyện khí tông dài trăm khoảng không nhất định sẽ hướng về ta tìm hiểu tin tức của ngươi, ta nghĩ lão tiên sinh ngươi nên không muốn bị người quấy rầy a. Liền để Tử Yên đi giúp lão tiên sinh ngươi trước đi đuổi rồi những người này. Diệp Thần Phong nhìn xem Thủy Tử Yên rời đi bóng lưng, hắn ở trong lòng thầm than nữ nhân này nghe lời đoán ý năng lực phi thường xuất chúng, xem ra Thủy Tử Yên có thể đem hôm nay Diệu Thành Tử Vân sàn đấu giá quản lý ngay ngắn rõ ràng, này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên sự tình. Tại Thủy Tử Yên rời đi phòng khách quý sau, Diệp Thần Phong cũng là đã trải qua sóng to gió lớn người rồi, nhưng cho dù như thế, hắn vừa nghĩ tới bằng vào một viên hàng nhái giỏm chữ vật giới chỉ liền đấu giá được 50.000 linh thạch thượng phẩm. Như vậy Diệp Thần Phong lại luyện chế nhiều suất một ít chữ vật giới chỉ, lần này hắn yếu tại đây Thiên Diệu trong thành hung hăng vét lên một bút lại đi. Mà Thủy Tử Yên tại mới vừa đi ra Diệp Thần Phong chỗ ở phòng khách quý không bao lâu, luyện khí tông dài trăm khoảng không, cùng với đồ đệ của hắn Thiệu Dương liền tìm tới, dài trăm mình không vì lĩnh ngộ pháp tắc không gian luyện khí sư, tuy rằng thực lực của hắn chỉ nằm ở tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, thế nhưng hắn tại luyện khí tông bên trong địa vị là thập phần siêu nhiên. Thậm chí dài trăm khoảng không đi tới địa huyền giới bất luận cái nào tông môn, hắn đều sẽ chịu đến tuyệt đối lễ ngộ. Thủy nha đầu, người ngược lại là đêm này Tử Vân sàn đấu giá quản lý càng ngày càng tốt rồi, ta cũng có đến mấy năm chưa từng thấy gia gia của ngươi rồi, không biết lão nhân kia gần đây được chứ? Dài trăm khoảng không cười nói,
Đứng ở dài trăm khoảng không bên cạnh Thiệu Dương, hắn cũng mở miệng nói ra, nghe tiếng đã lâu Thủy đại tiểu thư đẹp như tiên nữ, hôm nay vừa thấy quả thế, sư phụ ta muốn yếu làm quen luyện chế vừa vặn chiếc nhẫn chữ vật kia luyện khí sư, kính xin Thủy đại tiểu thư vì chúng ta dẫn tiến một phen. Này Thiệu Dương thực lực tại hợp biển cảnh tam trọng thiên trung kỳ, hắn tuy rằng ngoài miệng nói hết sức đứng đắn, thế nhưng hắn nhìn về phía Thủy Tử Yên trong ánh mắt, luôn mang theo một loại nào đó phi thường mịt mờ vẻ khát vọng. Bởi Thủy Tử Yên một mực tại giúp gia tộc quản lý sản nghiệp thượng sự tình, ánh mắt của nàng có thể nói là phi thường độc ác, lập tức liền bắt được Thiệu Dương trong ánh mắt khát vọng. Sắc mặt của nàng lạnh mấy phần, bất quá, nhìn thấy dài trăm khoảng không lão đầu này lúc, người biết mình còn chưa có tư cách tại dài trăm khoảng không trước mặt đùa nghịch tính khí đây. Thế là, Thủy Tử Yên trực tiếp không để ý đến Thiệu Dương, đối với dài trăm khoảng không nói ra, trưởng gia gia, không phải ta không muốn cho ngươi dẫn tiến, chỉ là vị luyện khí sư kia không muốn gặp bất luận người nào, kính xin trưởng gia gia thứ lỗi. Khi nghe đến Thủy Tử Yên lời nói sau, dài trăm trống không khẽ nhíu chân mày, mà Thiệu Dương nhưng là ngạo khí mười phần nói ra, Thủy đại tiểu thư, sư phụ ta nhưng là luyện khí tông nội đường đường ngũ phẩm luyện khí sư phụ ta bằng lòng gặp hắn, này là phúc khí của hắn. Kính xin Thủy đại tiểu thư lập tức dẫn hắn đến thấy chúng ta. Nhìn thấy Thiệu Dương lớn lối như thế dáng dấp, Thủy Tử Yên sắc mặt là hoàn toàn lạnh xuống, người thân là nước gia gia chủ đại tôn nữ, người không phải là một cái bị khinh bỉ nhân vật, mặc dù nói luyện khí tông trên đất huyền giới địa vị hết sức đặc thù. Nhưng bọn họ Thủy gia tốt xấu cũng là một cái tứ phẩm tông môn, ngược lại còn không đến mức được một cái nho nhỏ luyện khí tông đệ tử cho dọa dẫm. Thấy Thủy Tử Yên sắc mặt lạnh xuống, dài trăm khoảng không cười nói, Thủy nha đầu, ta đệ tử này lời nói ngươi không cần để ở trong lòng, ta đệ tử này luôn luôn là cuồng ngạo quen rồi, ai bảo hắn tuổi còn trẻ đã là tam phẩm luyện khí sư rồi, Thủy nha đầu ngươi không phải là vẫn không có thích hợp ngưỡng mộ trong lòng đối tượng sao? Ta xem ta đồ đệ này cũng không tệ, hôm nào ta đến Thủy gia đi đúng là có thể cùng gia gia ngươi nâng nâng. Thủy Tử Yên không nghĩ tới thấy thế nào mới hơn 20 tuổi Thiệu Dương, càng nhưng đã là tam phẩm luyện khí sư rồi, bất quá, tại người nghe được dài trăm trống không nửa câu nói sau, của nàng hai cái mày liễu không khỏi nhíu lại, mà ngay tại lúc này. Thiên Diệu Thành lão thành chủ tôn nữ Hạ Thiên Thiên đi tới, trực tiếp ôm Thủy Tử Yên cánh tay, nói ra, Thủy tỷ tỷ, hôm nay có chữ vật giới chỉ thứ đồ tốt này, người tại sao không có sớm nói cho ta? Làm hại ta suýt chút nữa không mang đủ linh thạch. Xem ra này Hạ Thiên Thiên cùng Thủy Tử Yên là khá là thục lạc. Tiểu nha đầu, vừa vặn làm sao không muốn đem chiếc nhẫn chữ vật kia nhường cho lão phu. Dài trăm khoảng không đang nhìn đến Hạ Thiên Thiên sau, hắn là theo miệng hỏi. Hạ Thiên Thiên từ nhỏ tại Thương Yêu dưới lớn lên, tính cách của nàng hết sức rộng rãi, người há mồm liền ra, lão đầu, người nói muốn ta nhường cho ngươi, ta liền tất cần phải nhường cho ngươi sao. Đừng vội đối sư phụ ta vô lễ, người hiểu rõ ta sư phụ là ai chăng? Sư phụ ta chính là luyện khí tông dài trăm khoảng không. Thiệu Dương cực vì đắc ý nói, ánh mắt thỉnh thoảng tại Thủy Tử Yên cùng Hạ Thiên Thiên trên người liếc tới liếc lui. Nghe vậy, Hạ Thiên Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, nguyên lai ngươi chính là luyện khí tông cái kia lĩnh ngộ pháp tắc không gian lão đầu, ngươi luyện chế chữ vật giới chỉ quá kém rồi, chả là vừa vặn ta lấy được này cái chữ vật giới chỉ tốt. Nghe được Hạ Thiên Thiên lời nói sau, dài trăm khoảng không là dở khóc dở cười, hắn khoát tay áo một cái. Nói ra, mà thôi, Thủy nha đầu, nếu vị luyện khí sư kia không muốn thấy những người khác, như vậy ta cũng sẽ không quấy rầy rồi. Tiếp lấy, dài trăm khoảng không rồi hướng Hạ Thiên Thiên, nói ra, nha đầu, ta với ngươi gia gia chính là quen biết cũ, ta nghĩ chúng ta rất nhanh lại có thể gặp mặt. Nói xong, dài trăm khoảng không liền mang theo đồ đệ của hắn Thiệu Dương rời khỏi Tử Vân sàn đấu giá. Thủy tỷ tỷ, lão già này thần khí cái gì? Đúng rồi, Thủy tỷ tỷ. Người có thể hay không để cho ta gặp gỡ luyện chế này chiếc nhẫn chữ vật người? Hạ Thiên Thiên kéo Thủy Tử Yên cánh tay làm nũng nói. Thiên Thiên, luyện khí sư có cái gì tốt thấy? Lại nói luyện chế ra này chiếc nhẫn chữ vật chính là một cái cổ quái lão đầu, người còn nguyện ý thấy sao? Thủy Tử Yên cười nói. Vậy hay là không gặp tốt, cái kia Thủy tỷ tỷ, ta đi trước, các loại có thứ tốt sau đó ngươi nhất định phải cái thứ nhất thông chi ta a hát. Nói xong Hạ Thiên Thiên cũng rời khỏi Tử Vân sàn đấu giá. Làm Thủy Tử Yên lần thứ hai trở về quý khách bên trong thời điểm, Dương Thanh Sơn cũng đã ở bên trong bồi tiếp Diệp Thần Phong rồi. Thủy Tử Yên hỏi, Dương Lão, người có đem linh thạch giao cho vị lão tiên sinh này sao?
Dương Thanh Sơn hồi đáp, đại tiểu thư, ta đang chuẩn bị cùng vị lão tiên sinh này nói chuyện này. Thủy Tử Yên gật gật đầu, giải thích vị lão tiên sinh này, căn cứ chúng ta Tử Vân sàn đấu giá quy củ, mỗi một kiện bấn đấu giá ra vật phẩm, chúng ta đều sẽ tương ứng chịu thành, mà lão tiên sinh chữ vật giới chỉ đấu giá 50.000 linh thạch thượng phẩm, nguyên bản chúng ta muốn từ bên trong lấy ra 2.000 linh thạch thượng phẩm, bất quá, ta hy vọng cùng lão tiên sinh ngươi hợp tác lâu dài, cho nên ta cho lão tiên sinh một cái giá ưu đãi, lần này chúng ta cũng chỉ lấy ra 1.000 linh thạch thượng phẩm rồi. Thủy Tử Yên liếc mắt nhìn Dương Thanh Sơn, sau đó, Dương Thanh Sơn trên tay chữ vật giới chỉ lóe lên, một đống lớn thật cao màu đen linh thạch liền xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mắt. Diệp Thần Phong đối với Triệu Thành một chuyện cũng không nói thêm gì, chính là phi thường bình thường sự tình, nếu như không có Tử Vân sàn đấu giá lời nói, e sợ Diệp Thần Phong cái này hàng nhái dỏm cũng bán đấu giá không tới cái giá này. Diệp Thần Phong tiện tay đem này đống được thật cao 49,000 khối linh thạch thượng phẩm thu nhập bên trong chiếc nhẫn chữ vật sau, nói ra ta đây một hai ngày trong ứng nên chả biết luyện chế một ít chữ vật giới chỉ, đến lúc đó chả tới tìm các ngươi Tử Vân sàn đấu giá bán đấu giá. Diệp Thần Phong lưu lại câu nói này sau, hắn liền trực tiếp rời khỏi phòng khách quý, xuất hiện ở trong tay có linh thạch, như vậy hắn liền có tiền mua không linh thạch rồi, đến lúc đó luyện chế cái mấy chục viên, hoặc là hơn trăm chiếc nhẫn chữ vật, trực tiếp kiếm hắn cái hơn trăm vạn linh thạch thượng phẩm, như vậy chẳng phải là sảng khoái. Nghĩ đến đây chữ vật giới chỉ cao thái quá lợi nhuận, Diệp Thần Phong tâm tư liền ầm ầm gia tốc nhảy lên, phải biết linh thạch này ngoại trừ là lưu thông tiền tệ bên ngoài, hay là tu luyện người tài nguyên tu luyện, về sau Diệp Thần Phong cũng không dùng vì linh thạch mà giàu dĩ. Tại Diệp Thần Phong sau khi rời đi, Thủy Tử Yên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, sặc sỡ mùi vị biến mất không còn chút nào. Dương lão, người nói chúng ta có thể hay không đem người luyện khí sư này lôi kéo đến chúng ta Thủy gia đi. Nếu như chúng ta Thủy gia có thể có một tên luyện khí sư lời nói, như vậy chúng ta Thủy gia thế lực hay là lại muốn tăng lên tăng. Dương Thanh Sơn mở miệng nói ra, đại tiểu thư, luyện khí sư luôn luôn là vô cùng cuồng ngạo, ta xem chuyện này phi thường khó khăn, bất quá, đại tiểu thư ngươi đến dùng cũng có thể thử một lần, chỉ cần chúng ta làm không quá quá mức, ta nghĩ lão tiên sinh kia không sẽ cùng chúng ta so đo. Thủy Tử Yên gật gật đầu, nói ra, Dương lão, người phái người điều tra thêm gần nhất có ai trên trời Diệu Thành mua qua không linh thạch. Ta luôn cảm giác vị lão tiên sinh này vô cùng kỳ quái, nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được kỳ quái ở nơi nào. Chương 1256, điên cuồng luyện chế. Vẫn là người sao? Diệp Thần Phong rời đi Tử Vân sàn đấu giá sau, hắn tại trên đường phố cố ý đi vòng rất lâu, tại xác thực đã định chưa bị người theo dõi, sau đó hắn mới thận trọng đi vào một cái không người trong hẻm nhỏ, chờ hắn lần nữa đi ra thời điểm, hắn lại khôi phục mình nguyên lai tướng mạo. Từ trong hẻm nhỏ sau khi đi ra, Diệp Thần Phong liền trực tiếp về tới khách sạn trong phòng, mà Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng Hãng Dít Giàng ba người này, bọn hắn đã ở trong phòng chờ Diệp Thần Phong rồi. Về phần Cửu U Băng Sư Tiểu Bạch, nó đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó nó lập tức nhào vào Diệp Thần Phong trong ngực, đầu nhỏ hung hăng cọ Diệp Thần Phong lồng ngực. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Bạch, sau đó hắn nhìn hướng một mặt mong đợi Hà Bình ba người, cực kỳ bình tĩnh nói, Hà Bình, ba người các ngươi dò xét tra được còn có cái nào cửa hàng bên trong có bán không linh thạch sao? Hà Bình hồi đáp, lão đại, trải qua chúng ta tra xét, trên trời Diệu Thành còn có 7 cửa hàng có bán không linh thạch, bất quá, không linh thạch số lượng cũng không phải rất nhiều. Hoàng Sung Nghĩa là không kịp đợi mà hỏi, lão đại, ngài luyện chế chiếc nhẫn chữ vật kia đến cùng lấy được bao nhiêu linh thạch? Diệp Thần Phong liếc nhìn không chịu được tính tình Hoàng Sung Nghĩa, hắn từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra 3.000 khối linh thạch thượng phẩm, mà Hoàng Sung Nghĩa ba người đang nhìn đến trên mặt đất chất lên thành đống linh thạch thượng phẩm sau. Bọn hắn từng cái kích động cả người bắt đầu run rẩy. Hà Bình ý thức quét qua, hắn lập tức biết rồi trên mặt đất linh thạch số lượng, hắn nói lắp nói, lão đại, nơi này có 3.000 khối linh thạch thượng phẩm. Chiếc nhẫn chữ vật kia dòng giã vỗ ra 3.000 linh thạch thượng phẩm. Tuy rằng Hà Bình các loại trong lòng người có chuẩn bị, thế nhưng tại 3.000 khối linh thạch thượng phẩm xuất hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm. Ba người bọn hắn vẫn là không cách nào bình tĩnh xuống. Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, nói ra, này 3.000 khối linh thạch thượng phẩm là cho các ngươi, chiếc nhẫn chữ vật kia vỗ ra 50.000 linh thạch thượng phẩm. Oanh, oanh, oanh. Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng Hãng Dít Giàng ba người này. Trên mặt bọn họ biểu lộ nhất thời động lại, ba người bọn họ trong đầu là một mảnh trống không,
từng cái đứng tại chỗ ngây người như phỗng, không dám tin con ngươi là thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Quá rồi sau một hồi lâu, cái thứ nhất tỉnh hồn lại Hoàng Sung Nghĩa, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, lão đại. Cái kia chữ vật giới chỉ thật sự vỗ ra 50.000 linh thạch thượng phẩm. Ta cần phải lừa các ngươi sao? Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai nói ra. Đang xác định chuyện này là thật sự sau đó Hoàng Sung Nghĩa lại nói, lão đại, những linh thạch này chúng ta không thể nhận. Đây là lão đại chính ngươi kiếm về, chúng ta có thể từ hàn băng trong thánh địa đi ra, đây đã là dính lão đại hết. Đúng, lão đại, Hoàng Sung Nghĩa nói không sai. Những linh thạch này chúng ta tuyệt đối sẽ không nhận lấy. Hà Bình cũng ngữ khí kiên định nói. Hạng Dít Giàng cũng gấp bận bịu tỏ thái độ, lão đại, người vội vàng đem những linh thạch này nhận lấy đi. Tự tại Hàn Băng trong thánh địa Hà Bình ba người nhận thức Diệp Thần Phong làm lão đại, lại tới đoạn đường này ở chung được đã có một đoạn cuộc sống, Diệp Thần Phong cũng triệt để tiếp nhận rồi Hà Bình ba người, hắn từ trong đáy lòng thanh Hà Bình ba người cho rằng bằng hữu đối xử bằng hữu, đối xử huynh đệ, Diệp Thần Phong từ trước đến giờ là cực kỳ hào phóng. Diệp Thần Phong khoát tay áo một cái. Nói ra, nếu như các ngươi không thu những linh thạch này, như vậy từ nay về sau ta không lại là lão đại của các ngươi rồi. Lão đại, nghe được Diệp Thần Phong câu nói này, Hà Bình ba người không hẹn mà cùng gọi một câu, ba người bọn hắn như thế nào lại không biết mình lão đại hảo ý đâu này. Bọn hắn dồn dập viền mắt có phần ướt át, mỗi người đem 1.000 khối linh thạch thượng phẩm thu nhập bên trong chiếc nhẫn chữ vật của mình. Phải biết nguyên bản Hà Bình đám người cho dù cả đời khả năng cũng không cách nào tồn đầy 1.000 khối linh thạch thượng phẩm, chớ nói chi là nắm giữ chữ vật giới chỉ bực này chân quý đồ vật rồi, mà ở có Diệp Thần Phong cái này lão đại sau đó những này bọn hắn nguyên bản chỉ có thể ngẫm lại sự tình, dĩ nhiên một cái lại một kiện đã trở thành hiện thực, này để trong lòng bọn họ đối Diệp Thần Phong tràn đầy vô hạn cảm kích, cho dù tại sau này thời kỳ, muốn vì Diệp Thần Phong đi chết, chỉ sợ bọn họ ba cái cũng sẽ không một chút nhíu mày. Được rồi, ba người các ngươi giúp ta đi mua sắm một ít không linh thạch, bất quá, ba người các ngươi tốt nhất phân tán mua sắm, không nên khiến người khác chú ý tới các ngươi, ta chuẩn bị lại luyện chế một ít chữ vật giới chỉ, các loại kiếm đủ rồi một cái bút, chúng ta liền lập tức rời đi Thiên Diệu Thành. Diệp Thần Phong nói ra, tốt, lão đại, chúng ta lập tức đi mua sắm không linh thạch. Hà Bình ba người vội vã rời khỏi phòng. Ước chừng sau 3 canh giờ. Gian phòng trong phòng kế. Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, ở trước mặt của hắn để đó to to nhỏ nhỏ tổng cộng 16 khối không linh thạch, tổng cộng tốn mất Hà Bình đám người 130 khối linh thạch thượng phẩm, hơn nữa Hà Bình bọn người là phân tán mua, vì không đưa tới sự chú ý của người khác, bọn hắn chỉ có thể một lần mua sắm nhiều như vậy không linh thạch rồi. Bất quá, những này không linh thạch cũng đầy đủ Diệp Thần Phong luyện chế ra, lấy Diệp Thần Phong thô sơ giản lược đoán chừng. Những này không linh thạch ước chừng có thể luyện chế ra 100 chiếc nhẫn chữ vật. Tại trong lỗ mũi hít sâu một hơi sau đó Diệp Thần Phong liền bắt đầu bắt tay luyện chế chữ vật giới chỉ rồi. Có lúc trước kinh nghiệm sau đó Diệp Thần Phong luyện chế khởi chữ vật giới chỉ tới là thuận buồm xuôi gió được rồi. Mắt thấy một viên lại một viên chữ vật giới chỉ tại Diệp Thần Phong trong tay sản sinh. Diệp Thần Phong là lâm vào cực độ điên cuồng luyện chế bên trong. Thời gian trôi qua thật nhanh, một cái chớp mắt 8 giờ đi qua. Trên mặt đất đã là chất đầy 90 chiếc nhẫn chữ vật rồi, mà ở Diệp Thần Phong luyện chế đến 50 chiếc nhẫn chữ vật thời điểm, hắn liền cảm giác đầu có phần phình to rồi, nhưng nghĩ đến đây chữ vật giới chỉ cao thái quá lợi nhuận, hắn vẫn là cắn răng kiên trì xuống. Nhìn xem bên cạnh còn dư lại cuối cùng hai khối một lớn một nhỏ không linh thạch, Diệp Thần Phong trong đầu căng đau là càng ngày càng kịch liệt, hắn tại hơi chút nghỉ ngơi sau một phút, hắn liền lần nữa luyện chế khởi chữ vật giới chỉ rồi. Đợi đến cuối cùng này hai khối không linh thạch được luyện chế thành 10 chiếc nhẫn chữ vật sau, Diệp Thần Phong là không thể kiên trì được nữa rồi, trực tiếp thân thể nằm ở trên mặt đất, trong đầu là truyền đến một trận lại một trận đâm nhói. Bất quá, làm Diệp Thần Phong nhìn trên mặt đất bầy đầy 100 chiếc nhẫn chữ vật sau, khóe miệng hắn vi vi hiện lên một vệt nụ cười thỏa mãn, mà chính lúc thời điểm này, Diệp Thần Phong trong đầu vang lên bóng đen người Giang Vận Thiên tiếng thở, tiếp lấy Giang Vận Thiên không nhịn được mắng, mẹ hắn. Ta đây là gặp quỷ rồi sao? Tiểu tử ngươi là ý định muốn tức chết sao? Ngươi dĩ nhiên một hơi luyện chế ra đến rồi 100 chiếc nhẫn chữ vật. Ngươi tiểu tử này đến cùng còn hay không là người? Vừa vặn Diệp Thần Phong một lòng một dạ đang luyện chế chữ vật giới chỉ, cho nên bóng đen người Giang Vận Thiên mới không có quấy rầy,
Nguyên bản hắn cho rằng Diệp Thần Phong một lần luyện chế ra 10 chiếc nhẫn chữ vật, này gần như đã là cực hạn của hắn rồi, ai biết dĩ nhiên một hơi luyện chế ra 100 viên. Này làm cho bóng đen người Giang Vận Thiên lần nữa không cách nào bình tĩnh. Phải biết này luyện chế chữ vật giới chỉ là cực kỳ tiêu hao tâm thần, lúc trước bóng đen người vừa vặn lĩnh ngộ pháp tắc không gian thời điểm, thực lực của hắn đã đến thần niệm cảnh, bằng vào hắn cực là thiên tài tư chất. Hắn một lần cũng mới chỉ có thể luyện chế ra 10 chiếc nhẫn chữ vật mà thôi, hơn nữa tại một hơi luyện chế 10 chiếc nhẫn chữ vật sau, trong vòng một tháng, hắn là không thể đủ lần nữa luyện chế ra, bởi vì tiêu hao tâm thần nhiều lắm. Nhưng Diệp Thần Phong mới chỉ là thông linh cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ, hắn lại một hơi luyện chế ra 100 chiếc nhẫn chữ vật. Này, đây là một cái khái niệm gì? Phải biết luyện khí tông cái kia hai tên lĩnh ngộ pháp tắc không gian luyện khí sư. Hai người bọn họ một năm tổng cộng mới chỉ có thể luyện chế 100 chiếc nhẫn chữ vật, bọn hắn mỗi luyện chế một chiếc nhẫn chữ vật liền cần nghỉ ngơi một thời gian thật dài, nếu để cho bọn hắn biết Diệp Thần Phong chỉ dùng mấy canh giờ, liền luyện chế ra bọn hắn một năm số lượng, hơn nữa mỗi một chiếc nhẫn chữ vật không gian đều phải so bọn hắn lớn, đoán chừng hai vị kia luyện khí tông luyện khí sư nhất định phải cảm giác mình ngu xuẩn camera heo. Nói không chắc còn có thể mặt dày mày dạn bái Diệp Thần Phong vi sư đây. Diệp Thần Phong khi nghe đến bóng đen nhân sau, hắn ở trong lòng nói ra, làm sao? Trước ngươi không phải còn nói ta ngu không thể nói đó sao? Ta xem là ngươi ước ao tư chất của ta chứ? Ngươi năm đó lĩnh ngộ pháp tắc không gian sau đó ngươi khẳng định không cách nào một hơi luyện chế 100 chiếc nhẫn chữ vật. Bóng đen người được Diệp Thần Phong điểm trúng chỗ đau, năm đó bóng đen người một hơi luyện chế chữ vật giới chỉ là Diệp Thần Phong 1/10, hơn nữa khi đó bóng đen người muốn so bây giờ Diệp Thần Phong mạnh hơn hai cái đại tầng thứ đây. Này làm cho bóng đen trong lòng người là bị đè nén không ngớt, không lại đi tự chuốc nhục nhã để ý tới Diệp Thần Phong rồi. Bóng đen người phát hiện không thể cùng Diệp Thần Phong cái này phi nhân loại đi làm so sánh, bằng không cần phải muốn đem mình tươi sống tức chết không thể. Chương 1257, chấn động thiên diệu thành. Diệp Thần Phong nghỉ ngơi trọn vẹn 2 giờ sau đó đầu hắn trong từng trận đâm nhói mới giảm bớt một ít, chính lúc hắn vừa vặn muốn từ mặt đất thượng đứng lúc thức dậy, hắn trong chớp mắt sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn cảm giác được trong cơ thể linh khí không tự chủ được trở mình vọt lên, tiếp lấy, một trận thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong linh khí hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, Diệp Thần Phong thực lực lại trong nháy mắt đột phá một cái tiểu tầng thứ. Phải biết luyện chế này chữ vật giới chỉ, ngoại trừ cực kỳ hao tâm tổn sức ở ngoài, còn cần tiêu hao rất nhiều linh khí, vừa vặn Diệp Thần Phong điên cuồng như thế một hơi luyện chế ra 100 viên, này làm cho hắn trong lúc vô tình liền chạm tới đột phá lá chắn, nước chảy thành sông khóa nhập thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Diệp Thần Phong không tự chủ sờ sờ mũi, khóe miệng hơi hơi cong lên, đối với phòng riêng người bên ngoài, nói ra, Hà Bình, các ngươi có thể vào được, ta đã đem chữ vật giới chỉ luyện chế xong. Kẹt kẹt, một tiếng, Diệp Thần Phong tiếng nói mới vừa vặn hạ xuống. Cửa phòng ngăn liền được mở ra, Hà Bình ba người hào hứng đi vào, bọn hắn chả không nhìn thấy trên mặt đất phủ kín chữ vật giới chỉ. Hoàng Sung Nghĩa trực tiếp hỏi, lão đại, ngươi lần này luyện chế ra bao nhiêu chiếc nhẫn chữ vật? Có 10 viên sao? Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, nói ra, ba người các ngươi không sẽ tự mình nhìn xuống đất tiến lên không? Làm Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng rít ràng ba người này, ánh mắt của bọn họ xem đến mặt đất thượng phủ kín chữ vật giới chỉ sau. Trong lỗ mũi của bọn hắn nhất thời hít sâu một hơi, sau đó, ba người bọn hắn hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, dùng sức nhu nhu con mắt của mình, đang xác định trước mặt không là ảo giác sau đó Hoàng Sung Nghĩa cố nén kích động, hỏi, lão đại, những thứ này đều là ngươi luyện chế chữ vật giới chỉ. Diệp Thần Phong gật gật đầu, bình thản nói ra, lần này thời gian quá gấp rồi, lại tăng thêm không linh thạch tiêu hao hết, cho nên mới chỉ luyện chế 100 chiếc nhẫn chữ vật. Hà Bình ba người ánh mắt trong nháy mắt trợn lên giường như đèn lồng giống như lớn nhỏ, trái tim của bọn họ không hăng hái chính là càng nhảy càng nhanh. Từng cái cảm giác mũi cùng trong miệng hô hấp đều có chút khó khăn, trong cổ họng là điên cuồng nuốt nước miếng, một chiếc nhẫn chữ vật bằng với 50.000 linh thạch thượng phẩm. Cái kia 100 chiếc nhẫn chữ vật không sẽ chờ ở 5 triệu linh thạch thượng phẩm sao? Hà Bình ba người sợ đến suýt chút nữa trực tiếp nuốt quá khí đi. Hà Bình ba người đồng dạng là biết luyện khí tông cái kia hai tên lĩnh ngộ pháp tắc không gian luyện khí sư, bọn hắn một năm tổng cộng cũng mới chỉ có thể luyện chế 100 chiếc nhẫn chữ vật. Nhưng Diệp Thần Phong lại chỉ dùng mấy canh giờ liền luyện chế ra 100 viên. Hà Bình ba người bọn họ tại Diệp Thần Phong cái này lão đại trên người,
có thể nói là một lần lại một lần được khiếp sợ suýt chút nữa trái tim đều nhảy ra ngực rồi. Tại quá rồi trọn vẹn sau 15 phút, Hà Bình bọn hắn mới thoáng chỉ hoãn quá rồi thần trí, bọn hắn đưa mắt khó khăn rời đi cái kia 100 chiếc nhẫn chữ vật, nhưng làm ánh mắt của bọn họ tập trung ở Diệp Thần Phong trên người thời điểm, ba người bọn hắn lần nữa không khỏi trợn tròn cặp mắt. Hà Bình thận trọng hỏi, lão đại, thực lực của ngươi lại đột phá. Diệp Thần Phong không cần thiết ẩn giấu, hắn thuận miệng nói ra, luyện luyện này chữ vật giới chỉ, ta liền không cẩn thận đột phá. Không cẩn thận đã đột phá, Hà Bình ba người hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Trong lòng bọn họ khiếp sợ đã là đạt tới đỉnh điểm, cho nên lúc này bọn họ là hoàn toàn chết lặng, chỉ là ngơ ngác nhìn mình lão đại Diệp Thần Phong, bọn hắn phát hiện tại lão đại của mình trước mặt, bọn hắn quả thực có thể không cần sống. Diệp Thần Phong tiện tay đem trên mặt đất 100 chiếc nhẫn chữ vật thu nhập của mình trong nhẫn chứa đồ. Sau đó lại nói, ngày mai chờ ta đem một phần chữ vật giới chỉ đấu giá, chúng ta liền lập tức rời đi Thiên Diệu Thành, các ngươi hôm nay cũng đi nghỉ trước đi. Diệp Thần Phong nhưng không có ý định đem 100 chiếc nhẫn chữ vật đều lấy ra bán đấu giá, như vậy không khỏi quá nói nghe sởn cả tóc gáy một chút, hắn ở trong lòng lần nữa cường điệu chính mình phải khiêm tốn, phải khiêm tốn. Mà ở Diệp Thần Phong điên cuồng luyện chế ra 100 chiếc nhẫn chữ vật thời điểm, toàn bộ Thiên Diệu Thành bởi vì Diệp Thần Phong cái viên này hàng nhái giỏ ngoanh chuyển động. Bây giờ hết thảy Thiên Diệu Thành người đều biết rồi, tại Tử Vân Sàn đấu giá một viên so với luyện khí tông luyện chế ra càng thêm tốt chữ vật giới chỉ, hiện tại phố lớn ngõ nhỏ người đều đang bàn luận chuyện này rồi. Các ngươi nghe nói không, Thiên Diệu Thành đến rồi một vị không thuộc về luyện khí tông luyện khí sư, căn cứ người luyện khí sư này luyện chế ra chữ vật giới chỉ, e sợ người luyện khí sư này cấp bậc tuyệt đối không thấp. Người này không phải là nói phí lời sao? Người luyện khí sư kia luyện chế chữ vật giới chỉ, cần phải so với luyện khí tông luyện chế mạnh hơn rất nhiều lần đây. Không biết tên kia thần bí luyện khí sư còn có thể hay không tiếp tục tại Tử Vân Sàn đấu giá bán đấu giá chữ vật giới chỉ. Hai ngày trước, tại thần khí các ta thấy một tiểu tử chưa ráo máu đầu mua một khối không linh thạch. Các người nói cái này tại Tử Vân Sàn đấu giá bán đấu giá chữ vật giới chỉ, có phải hay không là cái kia mao đầu tiểu tử luyện chế? Ta xem người đầu óc là nước vào đi nha. Mọi người đều biết luyện chế chữ vật giới chỉ nhất định muốn lĩnh ngộ pháp tắc không gian, một tiểu tử chưa ráo máu đầu có tài cán gì hội lĩnh pháp tắc không gian. Coi như là những kia đỉnh cấp tông môn thiên tài cũng không có một cái lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Trong lúc nhất thời các loại tiếng bàn luận là vang vọng ở Thiên Diệu Thành tất cả đầu trên đường phố, Diệp Thần Phong vị này thần bí luyện khí sư. Cùng với hắn luyện chế ra tới cái viên này hàng nhái giỏm, không thể nghi ngờ là đã trở thành toàn bộ Thiên Diệu Thành tiêu điểm. Trên trời Diệu Thành cửa ra ngoài cửa thành mặt, nguyên bản Thanh Dương Tông đại trưởng lão Ngô Trưởng Nam, hắn ở nơi này đã đợi mấy ngày rồi, mà ở Ngô Trưởng Nam bên cạnh còn đứng một tên còng lưng lão đầu này tên là Chu Hải Phú, một thân thực lực nằm ở hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Ngô Trưởng Nam là ở các loại Diệp Thần Phong bọn hắn rời đi Thiên Diệu Thành, hơn nữa vì bảo đảm không sơ hở tí nào bắt Diệp Thần Phong, hắn mới hoàn toàn bất đắc dĩ tìm Chu Hải Phú đến giúp đỡ. Tuần này Biển Phú là Ngô Trưởng Nam bạn tri kỷ lão hữu rồi. Chu Hải Phú trên mặt là hiện lên vẻ mong mỏi, nói ra, Ngô lão đầu, trong miệng ngươi cái kia mấy mao đầu tiểu tử như nào đây không rời đi Thiên Diệu Thành. Trên người bọn hắn thật sự có tuyệt thế công pháp sao? Ngô Trưởng Nam gật gật đầu, nói ra, Chu lão đầu, muốn có được tuyệt thế công pháp, chúng ta nhất định muốn giữ được bình tĩnh, bất quá, hai ngày nay Thiên Diệu Thành nhưng là phi thường náo nhiệt a hát. Thật không biết từ nơi nào xuất hiện một tên không môn không phái luyện khí sư. Đúng a, thân phận của luyện khí sư nhưng là cực kỳ tôn quý, giống chúng ta người như thế, những luyện khí sư kia đoán chừng xem đều lười xem chúng ta một mắt. Chu Hải Phú là than thở nói, nếu để cho Ngô Trưởng Nam cùng Chu Hải Phú biết, bọn hắn trong miệng cái này thần bí luyện khí sư, chính là bọn họ muốn cầm Diệp Thần Phong, thật không biết bọn hắn hội là một bộ biểu cảm gì. Mà cùng lúc đó, Thiên Diệu Thành thần khí trong các, mập mạp trưởng quỹ Chu Minh Thiên ngồi ở trên mặt ghế, mà tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ Hoa Chiếu, hắn nhưng là đứng ở Chu Minh Thiên bên cạnh, hồi lâu sau, Chu Minh Thiên hỏi, mấy tiểu tử kia có động tĩnh gì sao? Hoa Chiếu lắc lắc đầu, nói ra ta đã phái người ở cửa thành bên ngoài ngày đêm thanh canh chừng, chỉ cần tiểu tử kia vừa đi ra khỏi Thiên Diệu Thành, chúng ta nhất định có thể trước tiên nhận được tin tức. Chỉ bất quá chúng ta người còn phát hiện có mặt khác một nhóm người cũng ở cửa thành bên ngoài trông coi, thật giống cũng là nhằm vào những kia tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Chu Minh Thiên gật gật đầu, hỏi, những người kia tại thực lực ra sao?
Bọn hắn đều tại hợp biển cảnh tầng thứ. Hoa Chiếu trực tiếp hồi đáp, nghe được là hợp biển cảnh tầng thứ, Chu Minh Thiên liền không lại lo lắng, nói ra, nếu như đến lúc đó bọn hắn cũng đi theo lời nói, như vậy liền thuận tiện đem bọn hắn đồng thời đưa lên đường là tốt rồi. Ngược lại, Chu Minh Thiên lại nói, nghe nói Thiên Diệu trong thành toát ra một tên thần bí luyện khí sư. Ngươi giúp ta đi thăm dò xem, có thể hay không đem tên kia thần bí luyện khí sư nội tình tra được, nếu như có thể lôi kéo đối phương gia nhập luyện khí tông. Như vậy luyện khí tông nói không chắc hội đặc cách để cho ta gia nhập, lại nói còn có ta phụ thân ở một bên hiệp trợ đây. Dù sao tên kia thần bí luyện khí sư luyện chế chữ vật giới chỉ muốn so luyện khí tông cao minh không ít đây. Tốt, ta sẽ đi cẩn thận điều tra thêm, bất quá, tra ra tên kia thần bí luyện khí sư thân phận mấy tỷ lệ rất thấp. Hoa Chiếu gật đầu nói, mập mạp này Chu Minh Thiên cũng không biết, miệng hắn bên trong luôn mồm luôn miệng yếu lôi kéo tên kia thần bí luyện khí sư. Chính là bọn họ phải giải quyết tiểu tử vắt mũi chưa sạch Diệp Thần Phong. Chương 1258, kinh choáng váng. Ngày kế, Diệp Thần Phong đang cùng Hà Bình ba người nói một tiếng sau đó hắn liền trong lồng ngực ôm Tiểu Bạch ra cửa, khi nghe đến trên đường phố tất cả mọi người đang bàn luận hắn thời điểm, này làm cho hắn không khỏi một trận mồ hôi lạnh, cũng còn tốt hắn trước đó làm dịch dung, đến bây giờ còn không có ai biết sự chân thật của hắn diện mạo đây. Nhưng vẫn là cùng giống như hôm qua, Diệp Thần Phong tại quẹo vào một cái không ai ngõ nhỏ sau đó đợi được hắn lúc đi ra, dáng dấp của hắn liền biến thành một cái lão già rồi, hắn trực tiếp hướng về Tử Vân Sàn đấu giá đi đến. Tại Diệp Thần Phong đi vào Tử Vân Sàn đấu giá sau đó ngày hôm qua tên nghênh tiếp Diệp Thần Phong thiếu nữ, người lần thứ hai đi lên phía trước rồi, thái độ so với hôm qua càng thêm nhiệt tình cùng cung kính, chỉ thấy người thiếu nữ kia mở miệng nói ra, vị lão tiên sinh này. Đại tiểu thư đã phân phó, chỉ cần ngài đi tới Tử Vân Sàn đấu giá, liền do ta mang ngài đi gặp đại tiểu thư. Tên thiếu nữ này mang theo Diệp Thần Phong đi vào một gian xa hoa bên trong phòng nghỉ ngơi, lại nói tiếp để Diệp Thần Phong hơi các loại chỉ chốc lát sau, người liền cung kính thối lui ra khỏi phòng nghỉ ngơi. Ước chừng sau một phút, cửa phòng nghỉ ngơi liền được mở ra, Thủy Tử Yên cùng Dương Thanh Sơn đi vào, Thủy Tử Yên tê dại thanh âm lập tức từ trong cổ họng phát ra, lão tiên sinh. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt A-Hát, lão tiên sinh ngày hôm qua lại luyện chế được một chiếc nhẫn chữ vật sao. Lão tiên sinh đối với pháp tắc không gian trình độ thực sự là không phải bình thường A-Hát. Thủy Tử Yên đồng dạng biết này luyện chế chữ vật giới chỉ cực kỳ hao tâm tổn sức, luyện khí tông một năm cũng mới sản xuất 100 chiếc nhẫn chữ vật, người đương nhiên sẽ không cho là ngăn ngắn một ngày, Diệp Thần Phong có thể luyện chế 2 viên, thậm chí 3 viên chữ vật giới chỉ. Diệp Thần Phong mặt không thay đổi gật đầu nói, ta ngày hôm qua thì lại luyện chế được một ít chữ vật giới chỉ bất quá ta lo lắng các ngươi Tử Vân Sàn đấu giá lập tức ăn không vô nhiều như vậy. Nghe vậy, Thủy Tử Yên cùng Dương Thanh Sơn đều hơi sững sờ, Thủy Tử Yên cười nói, lão tiên sinh, chúng ta Tử Vân Sàn đấu giá tài sản tuyệt đối là hùng hậu. Coi như là lão tiên sinh ngài luyện chế ra đến 3 viên, hoặc là 4 chiếc nhẫn chữ vật, chúng ta Tử Vân Sàn đấu giá như thường toàn bộ thu. Thủy Tử Yên trong giọng nói là tràn đầy tự tin. Diệp Thần Phong trong lòng không khỏi vi vi trầm tư chốc lát, hắn biết nếu như lập tức lấy ra 100 chiếc nhẫn chữ vật, này chưa quá mức kinh người rồi. Tại tả hữu tự định giá chỉ chốc lát sau, hắn quyết định lấy ra một nửa chữ vật giới chỉ, trên ngón tay của hắn nhẫn chứa đổ lóe lên, 50 chiếc nhẫn chữ vật liền xuất hiện tại trước mặt trên bàn, trong miệng nói ra nơi này có 50 chiếc nhẫn chữ vật. Thủy Tử Yên trên mặt thần sắc tự tin trong nháy mắt sơ cứng rồi, một đôi mắt đẹp trong tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Thủy nhuận môi đỏ vi vi mở ra, đây là người lần thứ nhất tại một người ngoài trước mặt như vậy thất thố. Đứng ở một bên lão đầu Dương Thanh Sơn, hắn cũng là trọn vẹn sửng sốt có mấy phút đồng hồ sau đó hắn mới chậm rãi hồi phục thần trí, liếc mắt nhìn trên bàn 50 chiếc nhẫn chữ vật, lấy những này chữ vật giới chỉ bộ dáng đến xem. Xác thực hẳn là tại hôm qua mới vừa vặn luyện chế ra tới. Phải biết pháp tắc không gian không phải là tốt như vậy lĩnh ngộ, bằng không Dương Thanh Sơn cùng Thủy Tử Yên còn thật sự sẽ cho rằng Diệp Thần Phong thủ hạ có một nhóm lĩnh ngộ pháp tắc không gian luyện khí sư đây. Cũng là nói này 50 chiếc nhẫn chữ vật 89 phần 10 chính là Diệp Thần Phong ngày hôm qua một người luyện chế ra tới. Một lớp lại một lớp khiếp sợ trùng kích Dương Thanh Sơn cùng Thủy Tử Yên thần kinh não bộ. Đường đường luyện khí tông một năm mới sản xuất 100 chiếc nhẫn chữ vật, mà Diệp Thần Phong lại ngăn ngắn một ngày liền luyện chế ra 50 viên. Nếu để cho bọn hắn biết Diệp Thần Phong kỳ thực một ngày thời gian luyện chế ra 100 viên,
cũng không biết Thủy Tử Yên cùng Dương Thanh Sơn hội là như thế nào biểu lộ. Bất quá, Thủy Tử Yên đến cùng cũng là có nhiều va chạm xã hội nữ nhân, trên mặt nàng rất nhanh lại khôi phục mê chết người không đền mạng biểu lộ. Âm thanh tê dại nói, lão tiên sinh, ngài luyện chế chữ vật giới chỉ tốc độ quá mức kinh người rồi, chỉ là Tử Yên không biết những này chữ vật giới chỉ chất lượng làm sao. Trong đó không gian có hay không cùng ngày hôm qua viên một kích cỡ tương đương. Diệp Thần Phong âm thanh khàn giọng nói, chính các ngươi nhìn xem thì biết rõ rồi. Diệp Thần Phong ban đầu là không cẩn thận mới biết luyện chế ra một quả hàng nhái giỏm, mà ngày hôm qua luyện chế ra 100 chiếc nhẫn chữ vật, đều phải so cái viên này hàng nhái giỏm không gian lớn thượng chừng gấp 2. Nghe vậy, Thủy Tử Yên cùng Dương Thanh Sơn từng người cầm lên một chiếc nhẫn chữ vật, chuẩn bị xem xét một chút trong đó nội bộ không gian. Làm hai người bọn họ cảm ứng được trong chữ vật giới chỉ không gian, sau đó hai người bọn họ lần thứ hai sững sờ ngay tại chỗ, dù là nữ vương loại hình Thủy Tử Yên. Người cũng là bộ ngực kịch liệt trên dưới phập phồng, cảm giác trong cổ họng khô khốc khó nhịn. Không lại cố ý làm bộ chấn định Thủy Tử Yên, hỏi, lão tiên sinh, này, đây là... Trong ngực ôm tiểu bạch Diệp Thần Phong, hắn ngữ khí lạnh nhạt nói, ngày hôm qua chiếc nhẫn chữ vật kia. Chỉ là lão phu không cẩn thận luyện chế ra hàng nhái giỏm mà thôi. Diệp Thần Phong nhưng cũng không e ngại Thủy Tử Yên đám người động thủ với hắn. Thủy Tử Yên thực lực chỉ có thần niệm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, mà Dương Thanh Sơn cũng chỉ có thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực. Nếu như Thủy Tử Yên bọn hắn dám thấy hơi tiền nổi máu tham, Diệp Thần Phong dựa vào trong lồng ngực bên trong tiểu bạch, hắn đầy đủ chắc chắn thoát thân, lại mà tại đây là Thiên Diệu Thành, nhưng không người nào dám trắng trợn động thủ. Thủy Tử Yên cùng Dương Thanh Sơn không chút nào chú ý Diệp Thần Phong trong lồng ngực tiểu bạch, bọn hắn chỉ coi làm thiếp trắng là một con mèo nhỏ meo mà thôi. Khi nghe đến Diệp Thần Phong lạnh nhạt ngữ khí sau đó, hai người bọn họ lập tức kiểm tra lại còn lại 48 chiếc nhẫn chữ vật. Tại phát hiện này còn lại 48 chiếc nhẫn chữ vật, đồng dạng là một kích cỡ tương đương, sau đó hai người bọn họ cuối cùng là tán đồng ngày hôm qua chiếc nhẫn chữ vật kia thật chỉ là một viên hàng nhái giỏm mà thôi. Nhưng là trống trơn là cái viên này hàng nhái giỏm chữ vật giới chỉ, liền muốn trọn vẹn quang luyện khí tông luyện chế chữ vật giới chỉ tốt mấy con phố, chứ nói chi là hôm nay này 50 chiếc nhẫn chữ vật rồi. Này hoàn toàn đem Thủy Tử Yên cùng Dương Thanh Sơn là cho kinh choáng váng, này làm cho Thủy Tử Yên là càng ngày càng hiếu kỳ thân phận của Diệp Thần Phong rồi. Ngày hôm qua người đã để người bí mật điều tra trên trời Diệu Thành có ai mua qua không linh thạch rồi, có thể coi là Hà Bình đám người lại làm sao phân tán mua sắm. Vẫn để cho Thủy Tử Yên người chú ý tới Hà Bình đám người. Đặc biệt là Thủy Tử Yên nhìn thấy Diệp Thần Phong cặp kia trắng nõn không có khởi nhíu tay, trong lòng nàng liền hiện lên một vệt nụ cười, nếu như Diệp Thần Phong đúng là một cái hỏng bét lời của lão đầu, như vậy tay của hắn tuyệt đối sẽ không tỉ mỉ như thế non, đương nhiên trừ phi Diệp Thần Phong thủ là trải qua đặc thù bảo dưỡng, bất quá, đây càng thêm khơi dậy Thủy Tử Yên trong lòng hiếu kỳ, mặc kệ Diệp Thần Phong đến cùng phải hay không một cái lão già. Nàng đều phải đem Diệp Thần Phong hiểu rõ ngọn ngành mới được. Tại đem trong lòng kinh đào hãi lãng tạm thời áp chế xuống sau đó Thủy Tử Yên cười nói, lão tiên sinh, này 50 chiếc nhẫn chữ vật, chúng ta Tử Vân sàn đấu giá toàn bộ thu rồi, bất quá, lão tiên sinh, những này chữ vật giới chỉ nhất định muốn từng nhóm bán đấu giá, không biết lão tiên sinh đuổi không không có thời gian. Diệp Thần Phong hôm nay liền định rời đi Thiên Diệu Thành, thế là, hắn nhíu nhíu mày. Nói ra ta sẽ không ở Thiên Diệu Thành lưu quá lâu thời gian. Thủy Tử Yên đang nhìn đến Diệp Thần Phong cau mày dáng dấp, người lập tức lại nói, lão tiên sinh, ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị, người trực tiếp đem này 50 chiếc nhẫn chữ vật bán cho chúng ta Tử Vân mua sàn đấu giá, chúng ta lấy mỗi một cái 40.000 linh thạch thượng phẩm giá cả mua sắm, ngày hôm qua chiếc nhẫn chữ vật kia mặc dù có thể lấy được 50.000 linh thạch thượng phẩm, này hoàn toàn là phủ thành chủ tiểu nha đầu kia làm ẩu. Bằng không tuyệt đối không thể đánh ra cái giá này. Diệp Thần Phong biết Thủy Tử Yên nói không phải không có lý, 40.000 linh thạch thượng phẩm một viên, đây đã là phi thường cao giá tiền, Diệp Thần Phong thậm chí còn hoài nghi Thủy Tử Yên có thể hay không thu hồi thành phẩm, lại nói hắn vội vã rời đi Thiên Diệu Thành, cho nên, hắn lập tức đồng ý, được, liền 40.000 linh thạch thượng phẩm một viên, ta đem này 50 chiếc nhẫn chữ vật toàn bộ bán cho các ngươi Tử Vân buôn bán chàng. Nghe được Diệp Thần Phong đồng ý sau đó Thủy Tử Yên mỉm cười nói, lão tiên sinh, 50 chiếc nhẫn chữ vật tổng cộng 2 triệu linh thạch thượng phẩm, lần này chúng ta sẽ không lấy ra trích phần trăm rồi, chả hy vọng về sau lão tiên sinh chiếu cố nhiều hơn chúng ta Tử Vân sàn đấu giá.
Thủy Tử Yên không hổ là một cái buôn bán loại hình nữ vương, của nàng quyết đoán quả nhiên lớn vô cùng, bất quá, theo Thủy Tử Yên, người hay là không cách nào tại đây 50 chiếc nhẫn chữ vật thượng thu được quá lớn lợi nhuận, thế nhưng người có thể dựa vào những này chữ vật giới chỉ để Tử Vân sàn đấu giá nâng cao một bước, vẫn có thể giao hảo Diệp Thần Phong vị luyện khí sư này, đây đối với người tới nói cớ sao mà không làm đâu này. 2 triệu linh thạch thượng phẩm, này đoán chừng liền một cái lục phẩm tông môn cũng không có nhiều như thế của cải rồi, mà Diệp Thần Phong lại chỉ dùng một ngày liền làm được, về sau Diệp Thần Phong trên đất huyền giới cũng không tiếp tục là một cái người nghèo, này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng nhiều hơn một bôi mừng rỡ. Chương 1259, đánh gãy gân tay. Gân chân. Thiên Diệu Thành Tử Vân bên trong phòng đấu giá tổng tư sản cũng chỉ bất quá 2 triệu linh thạch thượng phẩm ra mặt một ít, có thể nói lần này là được Diệp Thần Phong lập tức cho móc rỗng. Thủy Tử Yên cùng Dương Thanh Sơn nhìn xem Diệp Thần Phong bóng lưng biến mất trong tầm mắt sau, Thủy Tử Yên trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt lấp lánh liên tục, người mở miệng nói ra, Dương Lão, ta đối vị này thần bí luyện khí sư là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, một ngày ngắn ngủi liền luyện chế được 50 chiếc nhẫn chữ vật. Nếu như đưa hắn mời chào vào chúng ta Thủy gia, như vậy đây đối với Thủy gia tới nói tuyệt đối là nhất cổ đại trợ lực. Dương Thanh Sơn nhìn trên bàn 50 chiếc nhẫn chữ vật, hắn là phi thường tán đồng gật gật đầu, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong tuyệt đối là một tên cao phẩm cấp luyện khí tông sư, nhưng mà, bọn hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến Diệp Thần Phong chỉ là một cái luyện khí lính mới mà thôi, bây giờ Diệp Thần Phong biết luyện chế cũng chỉ có chữ vật giới chỉ mà thôi. Mà Diệp Thần Phong rời đi Tử Vân sàn đấu giá sau, hắn nhưng vẫn là đi vào một cái trong ngõ hẻm, chờ hắn đi ra thời điểm, hắn đã khôi phục chính mình nguyên bản tướng mạo rồi, bây giờ Diệp Thần Phong trong nhẫn chứa đồ có 204 hơn vạn linh thạch thượng phẩm rồi, những này linh thạch thượng phẩm đầy đủ Diệp Thần Phong tiêu xài một đoạn thời gian, đợi ngày nào đó đem những linh thạch này tiêu xài xong, hắn chẳng qua lại bán đấu giá một ít chữ vật giới chỉ, dù sao dưới cái nhìn của hắn chữ vật giới chỉ vốn là không đáng tiền đồ chơi. Diệp Thần Phong tại ôm Tiểu Bạch trở về khách sạn sau, Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng rít ràng ba người này, bọn hắn đã là đang chờ rồi, bởi vì Diệp Thần Phong đã nói hôm nay bọn hắn sẽ phải rời khỏi Thiên Diệu Thành, cho nên tại Diệp Thần Phong vừa xuất hiện, Hà Bình liền hỏi, lão đại, chữ vật giới chỉ có bán đi sao? Chúng ta hiện tại có phải không có thể rời đi Thiên Diệu Thành? Diệp Thần Phong đem bán ra chữ vật giới chỉ quá trình nói một lần. Tuy rằng mỗi một chiếc nhẫn chữ vật giá cả so với hôm qua cái viên này hàng nhái giỏm giảm xuống 10.000 linh thạch thượng phẩm, nhưng Hà Bình ba người cũng biết đây là không thể tránh khỏi. Bất quá, vừa nghe đến lão đại của bọn hắn Diệp Thần Phong lập tức liền kiếm được 2 triệu linh thạch thượng phẩm. Bọn hắn từng cái vẫn là cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Phải biết tại không có gặp phải Diệp Thần Phong trước đó, 2 triệu linh thạch thượng phẩm đối với Hà Bình bọn hắn tới nói, có thể là 10 đời đều không thể tích góp của cải. Nhưng Diệp Thần Phong lại chỉ dùng một ngày liền làm được, bọn hắn đối với mình vị lão đại này đúng là phục sát đất rồi. Kế tiếp ta trước tiên yếu đi một chuyến Bạch Tuyết Sơn Trang. Diệp Thần Phong trong lòng chả một mực đang lo lắng Tôn Hiểu Lệ đám người an nguy. Lần sau Bạch Tuyết Sơn Trang chỉ là một cái thất phẩm tông môn, này thất phẩm trong tông môn thực lực cao nhất cũng chỉ có thần niệm cảnh. Diệp Thần Phong có tạo hóa cảnh Tiểu Bạch nơi tay, thất phẩm tông môn đối với hắn hiện tại tới nói là cấu bất thành uy hiếp rồi. Rời đi khách sạn sau đó Diệp Thần Phong bốn người bọn họ là trực tiếp hướng về Thiên Diệu Thành cửa ra cửa thành đi đến, tại Hà Bình giao nộp 4 khối linh thạch trung phẩm sau. Diệp Thần Phong bọn họ là thuận lợi rời đi Thiên Diệu Thành. Trên trời Diệu Thành cửa ra ngoài cửa thành, một chỗ phi thường bí ẩn trong góc, một mực chờ ở đây Ngô Trưởng Nam cùng Chu Hải Phú, hai người bọn họ đang nhìn đến Diệp Thần Phong đám người bóng người sau. Trong đó hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong Ngô Trưởng Nam, trong con ngươi của hắn tránh qua một vệt tinh quang. Nói ra, này mấy mao đầu tiểu tử cuối cùng là đi ra. Hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong lưng còng lão đầu Chu Hải Phú, hắn nhìn lướt qua Diệp Thần Phong bọn bốn người, bởi Diệp Thần Phong bọn người không có thu lại linh khí, cho nên Chu Hải Phú liếc mắt là đã nhìn ra Diệp Thần Phong đám người thực lực, khóe miệng hắn khinh thường cười lạnh nói, Ngô lão đầu, chỉ là khu bốn cái thông linh cảnh tiểu tử mà thôi. Chúng ta trước tiên theo sau từ xa bọn hắn. Trên trời Diệu Thành cửa thành không thích hợp động thủ. Cũng trong lúc đó, tại Diệp Thần Phong bọn bốn người vừa vặn đạp ra khỏi cửa thành không bao lâu, Thiên Diệu Thành thần khí trong các, mập mạp trưởng quỹ Chu Minh Thiên cũng đã nhận được tin tức, trên mặt hắn thịt mỡ hơi hơi lay động, trong con ngươi lóe lên hung tàn ánh sáng, đối với bên cạnh hoa chiếu,
nói ra chúng ta nhất định muốn để cái kia bốn tên tiểu tử chết không toàn thây. Hoa Chiếu gật đầu nói, thiếu gia, người yên tâm đi, mấy tiểu tử kia thực lực chỉ có thông linh cảnh tầng thứ, bọn hắn tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Tại Chu Minh Thiên cùng Hoa Chiếu rời đi thần khí các thời điểm. Tử Vân Sàn đấu giá Thủy Tử Yên cùng Dương Thanh Sơn, hai người bọn họ đã là đi tới cửa thành, bởi vì Thủy Tử Yên thủ hạ người từ lâu tập trung vào Hà Bình đám người, đồng thời bọn hắn cũng biết ở cửa thành ngoài có một nhóm người đi theo Hà Bình đám người phía sau. Cho nên, Thủy Tử Yên cùng Dương Thanh Sơn mới sẽ không chút do dự xuất động. Dưới cái nhìn của bọn họ hay là mình có thể dựa vào cơ hội lần này đến giúp vị kia thần bí luyện khí sư, chỉ bất quá, Thủy Tử Yên tay người phía dưới phát hiện chỉ là Ngô Trưởng Nam cùng Chu Hải Phú, không biết còn có mặt khác một nhóm người cũng theo dõi Diệp Thần Phong bọn hắn. Diệp Thần Phong bọn bốn người cũng không biết, bởi vì bọn họ rời đi, có tới ba đợt người đi theo sau, đương nhiên Diệp Thần Phong dẫn phát hiện trước cùng gần nhất Ngô Trưởng Nam cùng Chu Hải Phú, lông mày của hắn hơi nhíu, khóe miệng hiện lên một nụ cười gằn, nhỏ giọng nói, xem ra có mấy người chả thật không biết chết sống. Cùng Diệp Thần Phong đồng thời sóng vai đi đường Hà Bình, hỏi, lão đại, ngài lời này là có ý gì? Chẳng lẽ có người theo dõi chúng ta? Diệp Thần Phong năng lực nhận biết là tương đương bén nhạy, hắn không thèm để ý chút nào gật gật đầu, ánh mắt nhìn đã đến 1000 mét có hơn có một chỗ rừng cây rậm rạp. Thế là, hắn nói ra, chúng ta đi trước phía trước trong rừng cây nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện giải quyết hết những kia đúng là âm hồn bất tán rác rưởi. Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng rít ràng trên mặt bọn họ không hề vẻ lo âu, dù sao giờ khắc này ngồi xổm ở Diệp Thần Phong trên bả vai cửu U Băng Sư Tiểu Bạch đều có tạo hóa cảnh thực lực. Dưới cái nhìn của bọn họ hội đi theo bọn hắn ngoại trừ Thanh Dương Tông Đại trưởng Lão Ngô Trưởng Nam, cũng chỉ có thần khí các người rồi, có cửu U Băng Sư Tiểu Bạch tại liền tuyệt đối sẽ không xuất bất kỳ vấn đề gì rồi. Diệp Thần Phong bọn bốn người nhanh chóng lướt vào phía trước trong rừng cây rậm rạp, theo ở phía sau Ngô Trưởng Nam cùng Chu Hải Phú. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong một nhóm người đột nhiên tăng nhanh tốc độ, này để hai người bọn họ khẽ cau mày, Ngô Trưởng Nam nói ra, không tốt, sẽ không phải là bọn hắn phát hiện chúng ta theo dõi chứ. Bọn hắn muốn mượn rừng cây địa thế đào tẩu. Nói xong, Ngô Trưởng Nam cùng Chu Hải Phú lập tức liều lĩnh tăng lên tốc độ đến, nhưng làm thân ảnh của bọn họ xông vào trong rừng cây thời điểm, bọn hắn dĩ nhiên nhìn thấy Diệp Thần Phong đám người nhàn nhã ngồi ở trên một tảng đá lớn. Đặc biệt là Diệp Thần Phong, hắn chính nhất mặt hí hành hạ nhìn xem Ngô Trưởng Nam cùng Chu Hải Phú. Diệp Thần Phong đem ngồi xổm ở trên bả vai hắn Tiểu Bạch, ôm vào hắn trong ngực của mình, một bên nhẹ nhàng vuốt Tiểu Bạch đầu, vừa cười nói ra cùng lâu như vậy, các ngươi có mệt hay không? Có muốn hay không cũng tới ngồi một hồi. Ngô Trưởng Nam híp mắt lại, âm trầm hỏi, tiểu tử, ngươi đã sớm biết chúng ta đang theo dõi các ngươi. Bằng không đâu này. Diệp Thần Phong một mặt bình tĩnh nói. Lưng còng lão đầu Chu Hải Phú, hắn đột nhiên cười lạnh nói, Ngô lão đầu, tiểu tử này nên không phải đầu xảy ra vấn đề chứ. Chỉ là bốn cái thông linh cảnh người mà thôi, bọn hắn lẽ nào cho là mình là tạo hóa cảnh cao thủ. Lại còn ngồi ở chỗ này các loại đợi chúng ta đến. Ngô Trưởng Nam luôn cảm giác Diệp Thần Phong đám người quá mức chấn định, loại chấn định này để trong lòng của hắn có loại bất an mãnh liệt, bất quá, sự tình đã đến một bước này rồi. Hắn cũng không lui lại lý do, ánh mắt đón nhận Diệp Thần Phong ánh mắt, nói ra tiểu tử, thức thời, đem bí mật trên người của ngươi toàn bộ nói cho chúng ta, như vậy chúng ta hay là có thể cho ngươi thoải mái một chút. Ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh Hoàng Sung Nghĩa, hắn đối với Ngô Trưởng Nam nói ra, chọn phần lão đầu, ngươi tại trước mặt chúng ta thần khí cái gì? Có tin chúng ta hay không lão đại trong lồng ngực này con mèo nhỏ meo, nó là có thể một cái tát đập chết ngươi. Tiểu Bạch khi nghe đến Hoàng Sung Nghĩa xưng hô nó con mèo nhỏ, này làm cho nguyên bản lười biếng nằm ở Diệp Thần Phong trong lồng ngực Tiểu Bạch, nó hơi hơi mở mắt ra, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Hoàng Sung Nghĩa, cái này Hoàng Sung Nghĩa là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Về phần Ngô Trưởng Nam hắn khi nghe đến chọn phần lão đầu xưng hô này sau đó hắn khóe mắt cơ bắp là nhảy không ngừng, nhớ tới mấy ngày trước, tại thần khí bên ngoài các hắn được Diệp Thần Phong chờ nhân khí đi sự tình rồi. Này làm cho trên người hắn hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong khí thế lăn chuyển động. Đứng ở Ngô Trưởng Nam bên cạnh Chu Hải Phú, hắn lạnh nói, Ngô lão đầu, không nên cùng những này tiểu tử vắt mũi chưa sạch nhiều lời, trước tiên phế thực lực của bọn họ, đánh gãy gân tay của bọn họ, gân chân lại nói. Chương 1260, thân phận bị vạch trần. Phế bỏ thực lực, đánh gãy gân tay, gân chân.
Trong lồng ngực ôm Tiểu Bạch Diệp Thần Phong, trên mặt hắn biểu lộ càng phát lạnh lẽo. Diệp Thần Phong bây giờ mới thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực, tuy rằng hắn lĩnh ngộ hàn băng kiếm ý, thế nhưng đối đầu hợp biển cảnh cao thủ, hắn vẫn là chỉ có tránh né mũi nhọn phần. Bất quá, này Ngô Trưởng Nam cùng Chu Hải Phú còn thật sự không đủ Tiểu Bạch nhét kẻ răng đây. Nhưng chính lúc Diệp Thần Phong muốn cho Tiểu Bạch động thủ giải quyết trước mặt hai cái này không biết cái gọi là lão già lúc, lại có hai lao người bóng lướt vào này trong rừng cây. Cái này hai lao người bóng không phải là thần niệm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ Thủy Tử Yên, cùng với thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong Dương Thanh Sơn Ma. Diệp Thần Phong nhìn thấy Thủy Tử Yên cùng Dương Thanh Sơn sau khi xuất hiện, ánh mắt của hắn ngưng lại, hắn không có để Tiểu Bạch lập tức động thủ, này Thủy Tử Yên cùng Dương Thanh Sơn làm sao sẽ cũng xuất hiện ở đây. Giải thích duy nhất chỉ có Thủy Tử Yên cùng Dương Thanh Sơn đoán được thân phận của Diệp Thần Phong. Thủy Tử Yên cùng Dương Thanh Sơn kỳ thực đã tại bên ngoài rừng cây xem chừng một hồi, đang nhìn đến Ngô Trưởng Nam cùng Chu Hải Phú sẽ đối Diệp Thần Phong đám người động thủ. Dưới cái nhìn của bọn họ tình thế đã đến ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, bọn hắn hiện tại đi ra giải cứu Diệp Thần Phong đám người, điều này có thể để Diệp Thần Phong đám người càng thêm tràn ngập cảm kích. Trước đó Hà Bình ba người thận trọng đi mua sắm không linh thạch, Thủy Tử Yên thủ hạ đã đem Hà Bình ba người tướng mạo vẽ vào, cho nên, Thủy Tử Yên chỉ là tại Hà Bình các loại trên thân ba người hơi đảo qua một chút, cuối cùng ánh mắt của nàng tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng tránh qua vẻ kinh ngạc vẻ, người hiện tại hầu như có thể khẳng định Diệp Thần Phong chính là tên kia thần bí luyện khí sư rồi. Thế nhưng, Thủy Tử Yên tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ như thế tuổi trẻ, nhìn xem Diệp Thần Phong đường viền rõ ràng gương mặt, phi thường đều đều vóc người, thấy thế nào Diệp Thần Phong cũng chỉ là một cái 23 tuổi khoảng chừng thanh niên mà thôi. Mà người thanh niên này lại hoa một ngày liền luyện chế ra 50 chiếc nhẫn chữ vật. Bất quá! Khi cảm giác được Diệp Thần Phong chỉ có thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực sau, Thủy Tử Yên thần sắc trong mắt đẹp vi vi lóe lên, người không nghĩ tới Diệp Thần Phong thực lực thấp kém như vậy, nhưng đây đối với người tới nói hay là một chuyện tốt. Như vậy thì càng thêm dễ dàng thanh Diệp Thần Phong lôi kéo nước vào nhà. Nghĩ đến đây hai ngày Thủy Tử Yên chính mình một mực xưng hô Diệp Thần Phong vì lão tiên sinh, vậy thì để Thủy Tử Yên khó chịu nhanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong cổ họng phát ra tê dại thanh âm. Hướng về phía Diệp Thần Phong nói ra tiểu đệ đệ, ngươi có thể giấu giếm tỷ tỷ thật là khổ a hát. Một ngày liền luyện chế được 50 chiếc nhẫn chữ vật, tiểu đệ đệ tại luyện khí phương diện tư chất để cho ta khiếp sợ a hát. Không biết tiểu đệ đệ ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Thủy gia. Thủy Tử Yên nhìn qua tuổi có 27-28 tuổi rồi. Người xưng hô Diệp Thần Phong một tiếng tiểu đệ đệ, này ngược lại cũng không quá đáng. Nhưng ngồi ở trên tảng đá lớn Diệp Thần Phong, hắn vẻ mặt nghi hoặc, nói ra, đại tỷ tỷ, ta cũng không giống như nhận thức ngươi a hát. Lẽ nào đại tỷ tỷ ngươi là coi trọng ta, muốn ta làm nam nhân của ngươi? Lạc lạc lạc, Thủy Tử Yên trong cổ họng phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Nói ra, tiểu đệ đệ, ngươi thật sự muốn làm tỷ tỷ nam nhân sao? Tỷ tỷ ta đúng là có thể thật tốt suy nghĩ một chút. Thủy Tử Yên nhất cử nhất động giữa đều tràn đầy thành thục nữ ý nhị. Mà một bên Ngô Trưởng Nam cùng Chu Hải Phú hai người này, bọn hắn giống như là hoàn toàn được không để ý đến, làm hai người bọn họ nhìn thấy Thủy Tử Yên cùng Diệp Thần Phong chuyện trò vui vẻ thời điểm, hai người bọn họ là hoàn toàn ngây dại, Thủy Tử Yên lấy tư cách Tử Vân Sàn đấu giá người phụ trách, hai người bọn họ cũng là xa xa gặp Thủy Tử Yên. Lần sau Thủy Tử Yên cùng Dương Thanh Sơn đều tại thần niệm cảnh thực lực, bọn hắn biết hôm nay không cách nào bắt Diệp Thần Phong rồi, chỉ có thừa cơ hội này lập tức đào tẩu. Nhưng Ngô Trưởng Nam cùng Chu Hải Phú muốn bằng tốc độ nhanh nhất rời đi rừng cây thời điểm, thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong Dương Thanh Sơn chuyển động, thân ảnh của hắn trong nháy mắt ngăn cản Ngô Trưởng Nam cùng Chu Hải Phú đường đi. Này Ngô Trưởng Nam cùng Chu Hải Phú thấy thế, bọn hắn liều lĩnh hướng về Dương Thanh Sơn đã phát động ra công kích, mà Dương Thanh Sơn chỉ là hai tay vi vi run lên, hắn cái kia hai bàn tay tựu như cùng đá lớn bình thường được vỗ ra, đốt hoang ngàn vạn trường. Dương Thanh Sơn hai bàn tay bên trên nhanh chóng ngưng tụ linh khí, hắn hai bàn tay trong nháy mắt biến đến đỏ bừng một mảnh, tiếp lấy. Một đạo đạo xích bàn tay màu đỏ ấn, dường như tuôn ra hồng thủy bình thường hướng về Ngô Trưởng Nam cùng Chu Hải Phú đánh tới rồi. Này đốt hoang ngàn vạn trưởng chính là thủy gia một môn huyền cấp trung phẩm chiến kỹ, kỳ uy lực là phi thường to lớn, trưởng ảnh đến mức. Dường như muốn đem không khí đều bắt đầu cháy rừng rực.
Ngô Trưởng Nam cùng Chu Hải Phú nhìn xem từng đạo hướng về chính mình tập kích tới màu đỏ thắm trưởng ấn, hai người bọn họ là dồn dập vung ra nắm đấm, nỗ lực muốn đem các loại dấu bàn tay cho đánh tan, nhưng mà, làm quả đấm của bọn hắn cùng trưởng ấn lẫn nhau đụng vào thời điểm, hai người bọn họ cánh tay chấn động, vào đúng lúc này, bọn hắn cảm giác quả đấm của mình thật giống đều phải bị đốt cháy thành cho bụi rồi. Cô múa nắm đấm cánh tay nhất thời thấp buông xuống. Một đạo đạo xích hồng sắc trưởng ấn lập tức đánh vào Ngô Trưởng Nam cùng Chu Hải Phú hai cái trên ngực. Ầm, 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 vang trầm âm thanh không dứt bên tai. Ngô Trưởng Nam cùng Chu Hải dầu thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, đem vài cây tráng kiện đại thụ đều đụng ngã, hai người bọn họ ngực quần áo là bị triệt để đốt cháy sạch sẽ, một đạo vô cùng rõ ràng dấu bàn tay hiện lên hiện tại trên lồng ngực của bọn hắn. Phốc, phốc, hai tiếng. Ngô Trưởng Nam cùng Chu Hải Phú trong cổ họng không khỏi phun suốt một ngụm máu tươi, trên mặt vẻ mặt trở nên uể oải không phấn chấn, trong thân thể là như thiêu như đốt, trong lúc nhất thời căn bản vô pháp từ mặt đất đứng lên rồi. Thủy Tử Yên đang nhìn đến Dương Thanh Sơn đem Ngô Trưởng Nam cùng Chu Hải Phú giải quyết xong sau đó người cười khanh khách ánh mắt lần thứ hai cùng Diệp Thần Phong đối diện, âm thanh tê dại nói, tiểu đệ đệ, ngươi không dùng tới tại tỷ tỷ trước mặt phủ nhận, ta thừa nhận ngươi ngụy trang năng lực mạnh phi thường. Thế nhưng ngươi tựa hồ bỏ sót một điểm, một ông già, tay của hắn hội như tiểu đệ đệ ngươi như thế trắng mịn sao. Hơn nữa, tỷ tỷ ta có đã gặp qua là không quên được năng lực, tiểu đệ đệ ngươi đôi tay này, ta nhưng là nhận ra nhất thanh nhị sở, hiện tại ngươi còn muốn chống chế sao. Ngồi ở trên tảng đá lớn, trong ngực ôm tiểu bạch Diệp Thần Phong, trên mặt hắn vẻ mặt hơi đổi, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sơ sót điểm này, dứt khoát hắn cũng sẽ không giấu giếm nữa rồi. Nói ra tỷ tỷ thực sự là ánh mắt tốt, bất quá, ta nhưng không có hứng thú làm tỷ tỷ nam nhân của ngươi. Thủy Tử Yên thấy Diệp Thần Phong thừa nhận, người nụ cười trên mặt là càng thêm nồng nặc, nói ra, kỳ thực ta cũng không hề đã gặp qua là không quên được năng lực, nếu đệ đệ chính ngươi thừa nhận, như vậy xem ra tỷ tỷ ta không có đoán sai. Gia nhập chúng ta Thủy gia đối với đệ đệ ngươi chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu, ngươi bây giờ chỉ có thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực. Chúng ta Thủy gia có thể để cho ngươi trong thời gian ngắn nhất biến thành một tên cao thủ, ngươi thấy thế nào? Diệp Thần Phong nghe thế nữ nhân dĩ nhiên là tại lừa hắn, này làm cho trong lòng của hắn càng phát cảm thấy nữ nhân thông minh rất nguy hiểm, ngoài miệng nói ra, làm sao? Lẽ nào tỷ tỷ ngươi có thể để cho ta trong vòng một năm đến niết bàn cảnh? Hoặc là trong vòng hai năm để cho ta đến niết bàn cảnh? Hay hoặc giả là trong vòng ba năm để cho ta đến niết bàn cảnh? Nghe vậy, Thủy Tử Yên hơi sững sờ, phải biết niết bàn cảnh cao thủ có cái nào không phải tu luyện mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm. Diệp Thần Phong này rõ ràng chính là tại cự tuyệt, Thủy Tử Yên trong lòng vẫn là vô cùng không cam lòng, nói ra, đệ đệ, ngươi thật là phải nghĩ kỹ, ngươi tuy rằng có thể trong vòng một ngày luyện chế ra 50 chiếc nhẫn chữ vật, thế nhưng ngươi bây giờ chả quá yếu. Cách đó không xa, nằm ở trên mặt đất Ngô Trưởng Nam, hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong cùng Thủy Tử Yên đối thoại sau, hắn bước đầu hiểu được Diệp Thần Phong chính là tên kia trên trời rượu trong thành xuất hiện thần bí luyện khí sư, này làm cho hắn là càng thêm không thể nào tiếp thu được rồi, giống như nổi điên quát tiểu tử này tuyệt đối không thể nào là luyện khí sư, hắn tại sao có thể là luyện khí sư? Hắn là ta từ dưới các loại vị diện cổ võ giới mang tới địa huyền giới tới. Khi nghe đến Ngô Trưởng Nam lời nói sau, Thủy Tử Yên cùng Dương Thanh Sơn vẻ mặt lần thứ hai động dung. Bọn hắn đồng dạng biết trước đây không lâu thông thiên chi hải lần nữa khai thông rồi, nếu như nói Diệp Thần Phong đúng là từ dưới các loại vị diện cổ võ giới tới, nói như vậy Diệp Thần Phong là tại hạ các loại vị diện tu luyện đến thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Cái kia Diệp Thần Phong thực sự là một cái thiên tài. Nếu như lại để cho Thủy Tử Yên biết Diệp Thần Phong đến địa huyền giới thời điểm, mới chỉ là thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, ngắn như vậy trong một khoảng thời gian liền vượt qua chọn một cái đại tầng thứ. Chỉ sợ bọn họ lập tức sẽ cho rằng Diệp Thần Phong tuyệt đối là yêu nghiệt, hơn nữa Diệp Thần Phong trả lĩnh ngộ hàn băng kiếm ý, còn tại trong vòng một ngày luyện chế được 100 chiếc nhẫn chữ vật. Nhưng những chuyện này Thủy Tử Yên cùng Dương Thanh Sơn đều cũng không biết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 63.